Chương 1751, độ Yên như là chị tôi. Người chết chính là các người." Cá sấu điên cuồng hét lên một tiếng. Ba người một cá sấu lại tiếp tục hình thành trận chiến. Nhưng Đường Tuấn lúc này lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía sau nơi mà cá sấu đang canh giữ. Đó là một cái hồ màu đen, nước trong hồ cứ như bị nhiễm mực, chỉ có một màu tối tăm. Nếu không phải có một tia sáng ánh lên trên mặt hồ, ngay cả Đường Tuấn cũng không nhìn được nó là một cái hồ. Nhưng mà điều thực sự tác động đến đường Tuấn chính là, hồ nước đen này ẩn chứa một lượng nguyên khí vô cùng lớn. Lượng nguyên khí này còn phát tán không ngừng, điều hòa khí độc vào trong. Phía sau hồ nước đen, có một thần điện ẩn hiện mở ảo trong làn khí độc. Thì ra đây chính là nguồn gốc của nguyên khí trong khí độc. Hơi thở của đường Tuấn nóng lên. Nếu hấp thụ toàn bộ hồ nước đen này, nguyên khí mà anh cần để đột phá cảnh giới nguyên anh nói không chừng cũng đủ rồi. Nghĩ thế, đường Tuấn không cưỡng lại được mà đi về phía hồ nước đen kia. Đừng qua đó, Đồ Yên Nhi kéo anh lại. Audio điện tử võ tấn bền. Âm thanh của Đồ Yên Nhi tuy nhỏ, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của ba người và con cá sấu. Anh vậy mà lại vào được đây. Âm thư vũ thấy đường Tuấn, đầu tiên là run sợ một chút, sau đó nói bằng giọng ra lệnh, còn không mau lại đây giúp tôi chống lại cá sấu. Thực lực của anh đường không tồi mà. Triệu Thanh Sơn cười cười nói. Còn từ Linh Anh thì vẻ mặt lạnh lùng, con người thoáng ẩn hiện sát ý. Đồ Yên Nhi níu chặt lấy đường Tuấn, khẽ cắn răng, nói bọn họ muốn anh qua đó chịu chết đấy. Tuy tâm tư cô đơn thuần, nhưng thái độ thù địch cùng với sát ý rõ ràng như vậy vẫn phải phân rõ trắng đen. Thời gian cô quen biết đường Tuấn tuy rằng rất ngắn, nhưng một cô gái từ nhỏ đã thiếu bạn bè như cô không muốn người bạn mà cô rất khó để có được phải đi vào chỗ chết, cho đủ thực lực của người bạn này có hơi, yếu. Đường Tuấn lại vỗ vỗ mở u bàn tay cô, cười nói, chỉ dựa vào mấy người họ, còn không đủ tư cách. Đồ Yên Nhi ngẩn ra, bĩu môi, có chút không vui nói, chị tôi nói đàn ông đều cậy mạnh, quả là không sai. Gương mặt cô lộ ra một tia quả quyết, chủ động đứng chắn trước mặt đường Tuấn, nói có tôi ở đây, mấy người đừng nghĩ đến việc giết anh ấy. Lời chưa kịp đứt, hai tay Đồ Yên Nhi chắp lại với nhau, một màn chắn bảy màu xuất hiện xung quanh cơ thể cô bao phủ cô và đường tuấn bên trong loại lá chắn này hoàn toàn được cấu thành từ pháp lực của đồ yên nhi nhưng phía trên lại có bảy loại sắc màu chảy xuống thoạt nhìn có chút huyền bị màn chắn bảy màu thánh nữ độc tông đồ yên như là gì của cô triệu thanh sơn bỗng nhiên la to sắc mặt anh ta xanh mét lộ ra nét căm uất đồ yên như là chị tôi đồ yên nhi thoạt nhìn có chút kiêu ngạo cô ngẩng đầu nhìn triệu thanh sơn nháy mắt nói, chị tôi nói lần trước cô chỉ tùy ý sử dụng độc man đà la là suýt chút nữa có thể đầu độc chết một tên tên là Triệu Thanh Sơn rồi, không phải chính là anh chứ. chương 1752, cậu từ xin cứ tự nhiên. Âm thanh của Triệu Thanh Sơn áp lực chính là tôi. Thì ra độc của độc man đà la là do chị của cô ấy gây ra à? Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Đối với thế mạnh này của độc tông, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Đồ yên như nếu là chị cô, vậy thực lực của cô chắc chắn không tệ rồi để cho tôi lĩnh giáo một chút đi triệu thanh sơn gầm nhẹ cơ thể bất thình lình ngã xuống độc man đà la đã khiến cho anh ta suýt chút nữa phải đứt bỏ con đường tu hành của mình đương nhiên phải rất oán hận đồ yên như tuy rằng tạm thời không có cách tìm đến đồ yên như để báo thù vậy thì phải tìm chút lãi từ em gái cô ta trước đã thần thông phúc hải khẽ quát thầm trong lòng đôi tay của triệu thanh sơn tựa hồ biến thành hai ngọn sóng lớn tiến đến đánh mạnh vào màn chắn bảy màu mà Đồ Yên Nhi đã tạo đựng. Quỳnh! Màn chắn bảy màu bị chấn động mạnh một chút, những tia sáng dao động không ngừng. Triệu Thanh Sơn có hơi thở đốc, cúi đầu nhìn dấu vết màu xanh đen trên nắm tay mình. Thi triển pháp lực vài lần, vết màu xanh đen đó mới đần đần nhạt đi. Đây là độc của màn chắn bảy màu đã gây ra, cực kỳ khó đối phó. Một phần nhỏ chất độc, phải cần đến một lượng pháp lực gấp ba lần mới có thể loại bỏ độc tông đáng ra nên sớm biến mất khỏi lịch sử rồi triệu thanh sơn hung tợn nói lần nữa thần thông phúc hải triệu thanh sơn lại bắt đầu đánh mạnh vào mà chắn bảy màu lại chấn động một chút mỗi một lần đánh mạnh như thế của triệu thanh sơn sắc mặt của đồ yên nhi lại trắng hơn một chút hiển nhiên sử dụng màn chắn bảy màu này cũng là sự tiêu hao rất lớn đối với cô hình thức phòng thủ này suy cho cùng rất bị động sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ trước tình hình như vậy cá xấu vậy mà không thừa cơ hội này ra tay, ngược lại còn lui về phía hồ nước đen. Tôi có thể mà, nếu tiếp tục như vậy, cô không chống đỡ được nữa đâu. Đường Tuấn khuyên nhủ, Đồ Yên Nhi cắn chặt răng, không nói một lời. Màn chắn bảy màu, nếu để cho Đồ Yên như thi triển thì còn may ra. Đáng tiếc là cô quá yếu, lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên trên không trung. Nét mặt từ Linh Anh có ý cười cợt, nhìn về phía âm thư vũ, nói cô âm, bây giờ tôi ra tay bắt người này lại cô hẳn là không có ý kiến gì chứ âm thư vũ nói cậu từ xin cứ tự nhiên từ linh anh nhẹ nhàng gật đầu thả lỏng cơ thể chân đạp vào không trung tiến đến nhắm vào vị trí của đường tuấn và đồ yên nhi tên này thú vị đấy có cây hư linh quả còn có một đầy tớ cảnh giới nguyên anh trung kỳ lại còn kết giao với độc tông xem ra bí mật cậu cất giữ không ít ngược lại rất đáng để tôi đích thân ra tay đấy từ linh anh nói chương 1753, bốn đạo thần văn. Quỳnh, chấn động lần này còn mãnh liệt hơn so với lần công kích của Triệu Thanh Sơn trước đó, sắc mặt của Đồ Yên Nhi nhất thời trở nên trắng bệch, đến nỗi lùi về vài bước. Âm um, âm, um. màn chắn bảy màu nứt ra để lại một lỗ hổng, sau đó vỡ vụn ra. Từ Linh Anh cầm cây giáo ngắn bằng đồng thau, sắc mặt bình tĩnh, Đường như đang giải quyết một việc nhỏ không đáng kể, chỉ khi nắm chắc được sức mạnh mới có quyền được lên tiếng hay lựa chọn. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy đấy." Một giọng nói vang lên ngay sau đó. Đường Tuấn đỡ lấy bả vai Đồ Yên Nhi, giúp cho cơ thể cô ổn định hơn, sau đó từ từ đứng dậy. Xoạt, Từ Linh Anh cầm cây giáo ngắn bằng đồng thao chỉ về phía Đường Tuấn, cười khẩy nói, "Núp sau một cô gái, đây là sức mạnh của anh sao? Không có đầy tớ cảnh giới nguyên anh kia, anh chẳng là gì khi đứng trước mặt tôi cả. Anh vốn dĩ không biết cái gì gọi là sức mạnh." Đường Tuấn đủ rồi âm thư vũ quát khẽ rồi nói đây không phải là nơi anh có thể làm loạn ngoan ngoãn lui ra ngoài cho tôi nếu không tôi sẽ kích hoạt tiêu dao trùng cổ anh biết kết cục rồi đấy đường tuấn giống như chẳng nghe thấy gì sắc mặt âm thư vũ khó coi pháp quyết xuất hiện trong lòng bàn tay muốn kích hoạt tiêu dao trùng cổ cắn nuốt nguyên đan của đường tuấn bất luận cô ta có tác động như thế nào đi nữa đường tuấn đều không có phản ứng gì Lúc này cô ta cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra anh đã sớm phá hủy tiêu giao trùng cổ, trả trách lại đám ngạo mạn như thế. Sắc mặt Âm Thư Vũ khó coi, cảm giác tính kế thất bại trong lòng làm cho cô ta có chút tức giận. Cho dù không có tiêu giao trùng cổ, kết cục vẫn chỉ có một. Đám chống đối Từ Linh anh, anh không biết chữ chết viết như thế nào à? Âm Thư Vũ thầm nghĩ. Sức mạnh, ha ha ha. Từ Linh anh đột nhiên cười phá lên, cậu có biết thế nào là sức mạnh không? Không, cậu vốn dĩ không hiểu được. Văn thứ nhất, sáng. Văn thứ hai, sáng. Văn thứ ba, sáng. Thuận theo từng chữ mà Từ Linh Anh hô lên, trên nguyên đan của anh ta bốn đạo thần văn lần lượt sáng lên từng đạo một, lóe lên những tia sáng bóng kỳ ảo. Bốn đạo thần văn. Âm thư Vũ cảm thấy nặng nề trong lòng, vốn nghĩ cho rằng những năm qua bản thân đã cố gắng rất nhiều rồi, có thể vượt qua Từ Linh Anh, không ngờ sự chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn hơn toàn bộ tài nguyên của nhà họ âm đồn tích vào cô, mới có thể làm cô hội tụ được ba văn. Về phần bốn văn, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Không phải bốn đạo thần văn, là ngũ đạo, âm thanh run rẩy của triệu thanh sơn vang lên bên cạnh. Âm thư vũ định thần nhìn lại, bất giác giật mình. chương 1754, thần thông này rất mạnh sao. Chỉ thấy trên nguyên đan của tứ Linh Anh, còn có một đạo đường văn không rõ lắm. So với bốn đạo kia, đạo đường văn này có hơi nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, nhưng thực ra vẫn tồn tại ở đấy. Đây đã là hình thức ban đầu của văn thứ năm, mà trong những trận chiến trước đó, hai người bọn họ vậy mà lại không phát hiện ra. Ngũ văn, âm thư vũ cảm thấy bị chấn động mãnh liệt, tuy rằng đã biết trước tài năng thiên phú của từ Linh Anh, nhưng mà chưa từng nghĩ khoảng cách thua kém lại tranh lệch lớn như vậy. Ngũ văn, chính là số lượng thần văn mà chỉ có thánh tử thánh nữ của man hoang thành mới có thể hội tụ được xem ra tôi đã đánh giá thấp từ linh anh rồi trong lòng triệu thanh sơn có chút mất mát anh ta vốn tưởng rằng mình đột phá được ba văn có cơ hội thách đấu với từ linh anh cho dù từ linh anh ngưng tụ ra bốn văn anh ta cũng không kém nhưng từ linh anh đã ngưng tụ ra năm văn khoảng cách này khiến anh ta vừa nhìn đã không thể đuổi kịp vượt qua từ linh anh tự hào khẽ lắc đầu nhìn đường tuấn nói tôi không muốn thể hiện thực lực sớm như vậy nhưng anh đã ta ép tôi vẻ mặt xinh đẹp của đồ yên nhi đột ngột thay đổi không biết phải làm gì ngũ văn nguyên đan là một cảnh giới mà ngay cả chị gái cô ta cũng chưa đạt tới đi chết đi có thể nhìn thấy sức mạnh của tôi là vinh hạnh lớn nhất của đời cô rồi đó trong tay từ linh anh cầm một cái trường thương bằng đồng cổ xưa mãnh liệt đâm thủng mũi thương được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vô cùng trói mắt ánh sáng của thương thần thông âm linh tinh thất thanh kêu lên đây là thần thông thứ ba của từ linh anh là thần thông mạnh thứ hai. Triệu Thanh Sơn hơi đổi sắc mặt. Đòn đả kích này, anh ta không tin rằng mình có thể đỡ được. Hai người bọn họ nhìn Đường Tuấn cảm thấy có chút thương hại. Thần thông này rất mạnh sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Cùng lúc đó, Đường Tuấn vươn cánh tay phải ra với tốc độ kinh người, lập tức cầm lấy cây thương cổ bằng đồng. "Hả?" Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ đều cau mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc nhưng lại cười lạnh một cái chiêu này không học trò như vậy từ linh anh cũng giếu cợt trầm giọng nói bùm một chùm ánh sáng trói lọi phát ra từ cây thương cây thương đồng nhiệt độ rất cao có thể làm tan chảy mọi thứ ngay cả triệu thanh sơn và âm thư vũ cũng lập tức lùi lại đồng thời nhắm hai mắt lại không dám nhìn thẳng vào ánh sáng đó ha 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 từ linh anh bật ra một tiếng cười vô cùng vui sướng cười cái rằm ý một giọng nói vang lên Bum bum bum. Tiếng cười của Từ Linh Anh đột nhiên dừng lại, giống như bị chặt đứt. Ánh sáng dần tắt. Trương 1755 kiếm quang đáng sợ như xé toạc mặt đất. Âm Linh Tinh và Triệu Thanh Sơn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử đột nhiên của họ co lại. Đường Tuấn một tay vẫn cầm cây thương cây thương đồng, như không có gì thay đổi. Nhưng mà trên mặt của Từ Linh Anh có vài dấu tay đỏ tươi, năm ngón tay dị thường hiện ra rõ ràng, hai má sưng đỏ rất nhiều cái này, cái này, âm thư vỗ che cái miệng nhỏ lại, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. chẳng lẽ cậu đánh cô ta? triệu thanh sơn không khỏi suy đoán. tôi sẽ giết anh. từ linh anh trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. thần thông kính trời, thần thông phá quân, thần thông rắn độc chi thứ. pháp lực của từ linh anh tăng vọt, lập tức rút cây thương ra, đồng thời ngưng tụ ra ba đạo thần thông, sử dụng ba đạo thần thông cùng một lúc pháp lực của từ linh anh ít nhất cũng gấp ba lần của tôi trong lòng triệu thanh sơn rất ngưỡng mộ quá yếu đường tuấn lắc đầu bùm 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 cũng không nhìn thấy anh ta di chuyển như thế nào giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh từ linh anh vậy lòng bàn tay khẽ động đậy không sử dụng bất kỳ thần thông nào anh ngay lập tức đấm vào mặt từ linh anh năm sáu lần em mờ thanh rõ ràng chói tai lạ thường ở sâu trong chướng khí độc này thực sự là cậu ta lần này Triệu Thanh Sơn không nghi ngờ gì nữa. Anh ta không phải chỉ ngưng tụ một loại thần văn sao. Làm sao có thể mạnh như vậy? M. Thư Vũ Thất Thanh nói. Chỉ là ngũ văn nguyên đan, cũng dám làm loạn. Đột nhiên đường Tuấn trở lòng bàn tay. Nhãi danh. Vào lúc này, một tiếng hét như sấm vang lên từ trướng khí độc. Kiếm liệt sơn hà. Một đường kiếm bất ngờ từ trướng khí độc bắn ra, xé nát trướng khí độc, như muốn cắt thái sơn ra làm đôi thần thông cấp bậc đại thừa, thực lực của người này mạnh như vậy, ít nhất là gấp 5 đến 6 lần của tôi. Trước khi cây kiếm lao đến, cánh tay đường Tuấn đã nổi ra gà. Đó là phản xạ có điều kiện của cơ thể khi gặp nguy hiểm. Đường Tuấn chỉ có thể rút lui, kéo đổ yên nhi đi về hướng hồ đen. Ở phía sau lưng, anh cảm nhận được ba luồng khí mạnh mẽ, ít nhất chúng đều ở cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, anh đều không phải là đối thủ của mỗi người đó kiếm quang đáng sợ như xé toạc mặt đất. Ba bóng người vượt qua chướng khí độc dần xuất hiện, đó là Từ Phong Trung, Triệu Địch Lâm và M Hạ Thu. Từ Chi Phong rút lòng bàn tay lại, trên khuôn mặt nở một nụ cười mỉa mai, nhận thức khá nhạy cảm. Đáng tiếc rằng hôm nay cậu sẽ phải chết. Thình thịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1756, thằng nhóc này thật ngoan cố dưới áp lực của ba người có cảnh giới nguyên anh trung kỳ, con cá sấu đó quay đầu bỏ chạy. Xúc vật, âm hạ thu lấy một quả cầu phát ra ánh sáng nhỏ màu xám. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, nhiệt độ cực thấp, trong nháy mắt đã đập vào thân cá sấu. Cạch cạch cạch, con cá sấu cứng nở lại, khắp cơ thể nó kết đầy nhưng vết băng xám. Bất kể nó vùng vẫy như thế nào, cũng không thể thoát ra. Âm hạ thu cười lớn, dẫm lên lưng con cá sấu và nói, xúc vật, quy hàng tôi, nếu không tôi sẽ giết. Bên này âm hạ thu ra tay thì bên từ phong trung không hề tỏ ra yếu đuối. Ông ta nhanh như chớp đã đi đến phía sau đường Tuấn. Chấn, một giọng nói trầm cất lên, lòng bàn tay của từ phong trung mở ra to bằng một cối say, hướng tới đẻ đầu của đường Tuấn xuống. Một áp lực cổ mạnh mẽ từ phía sau, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng. Đường Tuấn quay người một trường. Bùm! va Và vào lòng bàn tay từ phong trung. Đường Tuấn một tay nắm lấy đổ Yên Nhi, thân hình không tự chủ được mà bay ra xa, máu tươi tuôn trào. Chỉ với một trường, Đường Tuấn bị thương nặng. Cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, thật đáng sợ. Ông già họ từ, một trường này, tôi sẽ nhớ kỹ. Đường Tuấn tức giận nói. Pháp lúc của cảnh giới Nguyên Anh không ngừng chạy tán loạn trong cơ thể anh, phá hủy các kinh mạch trong cơ thể anh. Nếu không nhờ thể chất của anh tốt thì anh sẽ chết vì một trường này đáng tiếc là cậu không có cơ hội từ phong trung lạnh lùng nói anh có chút kinh ngạc một trường kia dùng tám phần lực ngay cả từ linh anh cũng sẽ chết nhưng không thể ngờ đường tuấn có thể đỡ được nhưng cho dù như vậy từ phong trung vẫn không định dừng tay ra tay với từ linh anh thì phải trả giá bằng máu về đúng sai từ phong trung chưa bao giờ quan tâm đến thân hình như xoay chuyển từ phong trung đã chuẩn bị ra tay một lần nữa lúc này Ông ta nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Đường Tuấn nắm lấy tay của Đồ Yên Nhi, lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, sau một tiếng phù phù, tự mình nhảy xuống hồ đen. Trên mặt hồ đen xì chỉ còn lại vài ba gợn sóng. Thằng nhóc này thật ngoan cố, Từ Phong trung giật mình cười lạnh nói. Âm hạ thu cũng bay tới, con cá sấu đã bị ông ta khống chế. Nhẹ nhàng vuốt râu tủm tỉm cười nói, đồ không biết sống chết, nếu tôi nhớ không nhầm, hồ đen này chính là hồ nhân diệt tuy rằng có nguyên lực dồi dào, nhưng nó cũng ngưng tụ độc tố ngàn năm. Khí độc trong chướng khí không thể nào so với no. Từ phong trung gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hồ đen. Hồ nhân diệt là một điều đáng sợ, ngay cả những tu sĩ ở cảnh giới nguyên anh hậu kỳ xuống đó cũng có thể chết. Chỉ là một tên nhóc không phải nguyên đan sao có thể sống sót. chương 1757, đạo sĩ Trung Thanh vẫn còn sống. Nếu đem tất cả thế giới man hoang trong hai ngàn năm, xếp hạng tất cả thực lực của cảnh giới Nguyên Anh thì đạo sĩ Trung Thanh nhất định sẽ được xếp vào top 5, đồng thời ông ta cũng là người bí ẩn nhất. Dựa vào cảnh giới nửa bước thần thông chiến đầu với hóa thần đại năng, chấn động thế giới man hoang. Nếu xuất thân từ một số môn phái nổi tiếng thì có thể hiểu được, tuy nhiên đạo sĩ Trung Thanh chỉ là một người tu luyện bình thường, nghe nói ông ta đến từ mạch chính trái đất, nơi mà đạo Pháp đã sụp đổ. Vì vậy, nhiều người cho rằng bởi vì cấp của công pháp tu luyện của anh ta rất cao mới có thể đạt được trình độ này. Từ phong chung, triệu địch lâm và âm hạ thu bước lên đi trước, chứng khí độc rất mạnh này đã bị pháp lực của ba người đẩy đi. Từ phong chung dường như đang có tâm trạng tốt, ông ta giải thích một số điều về đạo sĩ trung thanh cho ba người nghe. Ông từ, đạo sĩ trung thanh chỉ là một người tu luyện bình thường cũng không có nhiều tài nguyên, sao lại có thể tu luyện đến cảnh giới nửa bước thần thông? Triệu thanh sơn hỏi. Từ phong trung cười nói cướp. Cướp, triệu thanh sơn cao mày. Từ phong trung nói, mãn huyền thành nằm ở một nơi hẻo lánh. So với toàn bộ thế giới man hoang, nó chỉ là một góc nhỏ. Vì vậy, mọi người chưa được nghe về chuyện của đạo sĩ Trung Thanh. Nhưng ở man hoang thành này, đạo sĩ Trung Thanh lại rất nổi tiếng. Nghe nói ông ta vì tu luyện mà cái gì cũng cướp, đến ngay cả thánh tử thánh nữ của ba đại tông cũng bị ông ta cướp mất. Cướp thánh tử thánh nữ của ba đại tông ba đại tông là ba môn phái mạnh nhất trong thế giới man hoang là những hóa thần đại năng thực lực vượt cấp chưa bao giờ bị đứt đoạt trong số đó thánh tử thánh nữ là nhóm người tài năng và mạnh mẽ nhất cùng thế hệ dám cướp mất thánh tử thánh nữ của ba đại tông không nói về thực lực thì dù sao dũng khí cũng rất đáng khâm phục nhưng mà bảo tàng của người này có thể cất giấu ở một nơi nhỏ bé như thái sơn sao triệu thanh sơn tự hỏi lần này ngay cả từ phong trung cũng lắc đầu vẻ mặt hơi ngưng trọng, nói, đúng vậy. Một nơi nhỏ bé như Thái Sơn quả thực rất khó lọt vào tầm mắt của một thần thông như đạo sĩ Trung Thanh. Trước đây tôi nghĩ rằng Thái Sơn là nơi ông ta hóa tiên, nhưng hiện tại suy nghĩ này có chút vô lý. Thậm chí tôi nghi ngờ rằng đạo sĩ Trung Thanh vẫn còn sống, những gì được cất giấu trong Thái Sơn rất có thể là truyền thừa của ông ta. Đạo sĩ Trung Thanh vẫn còn sống. Bên trong Thái Sơn có quyền thừa kế của ông ta, ngoặc kép. Triệu Thanh Sơn, Mờ Thư Vũ và Từ Linh anh nghe thấy những lời này, trong mắt họ hiện lên một tia mong đợi rất lớn. Nếu bọn họ có thể trở thành học trò của một nhân vật truyền kỳ như vậy, thành tựu trong tương lai của bọn họ sẽ không giới hạn. Ngay cả học trò của ba đại tông sư bọn họ cũng không hề thua kém. "Chú Phong Trì, sao chú lại muốn nói chuyện này ra?" Từ Linh anh hỏi Từ Phong Trung. Từ Phong Trung nói, "Linh anh, tầm nhìn của cháu vẫn còn chưa đủ. Cho dù tôi không nói lời này, thì lát nữa Âm Hạ Thu và Triệu Địch Lâm sẽ phát hiện ra. Đến lúc ý sẽ khó coi, chỉ bằng bây giờ chia sẻ còn tốt hơn, thể hiện hiểu biết của nhà họ Từ. Từ Phong trung mỉm cười, sau đó nói, hơn nữa, cháu không biết tài năng của Triệu Thanh Sơn và Âm Tiểu Long sao? Hoàn toàn không có cơ hội trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh, chỉ có thể làm nền cho cháu. Mẹ cháu sắp đến Mãn Nguyên thành, có thể sẽ đón cháu trở lại Nguyệt Cốc. Nếu cháu có thể trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh, thì đó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn để cháu gia nhập Nguyệt Cốc. Đôi mắt từ Linh Anh dừng lại, cô nắm chặt bàn tay, nói cháu nhất định phải trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh. Nếu cô trở thành học trò của đạo sĩ Trung Thanh, người phụ nữ kia sẽ hối hận vì đã từ bỏ bản thân mình. Đối với gia nhập vào Nguyệt Cốc, cô ta không có hứng thú. chương 1758 Đạo Thần Văn thứ 5 Từ Phong Trung nói, quả thực là một đứa trẻ tốt của nhà họ Từ ngoài cháu ra tôi nghĩ không có ai có thể nhận được kế thừa của đạo sĩ trung thanh từ linh anh khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tự tin sâu trong hồ đen trước mắt một màu tối đen chướng khí độc tràn ra từ mọi hướng có thể ăn mòn mọi thứ loại khí này vô cùng độc dường như có thể cướp mất cả nguyên khí trong cơ thể con người khó trách được ngay cả con cá xấu mạnh như vậy cũng không dám vào hồ đen may mắn thay khí độc này vẫn chưa vượt quá phạm vi tiếp nhận của hỗn độn nguyên đan, ngay khi khí độc xâm nhập vào cơ thể đường tuấn, thân tàng đã chạy tán loạn, khí độc đã chuyển hóa nguyên khí tinh khiết để nuôi dưỡng cơ thể. Vết thương nặng từng bị từ phong trung đả thương cũng được lành lại từng chút một. Cảm nhận được sự kỳ lạ trong cơ thể, vẻ mặt đường tuấn dần nhẹ nhàng hơn, nhìn về trong lồng ngực mình. Tuy rằng trong hồ đen tối đen như mực, nhưng đối với tu sĩ ở cảnh giới nguyên đan cũng không phải là vấn đề lớn trong tay anh đang ôm lấy Đồ Yên Nhi. Lúc này thể trạng của Đồ Yên Nhi không được tốt lắm, khuôn mặt xinh xắn bị hai màu xanh đen che kín, thoạt nhìn trông có vẻ chúng kịch độc. Mặc dù cô sinh ra trong độc tông, tu luyện tới trí độc thần thông màn chắn bảy màu, nhưng khí độc trong hồ đen mạnh hơn nhiều lần so với trí độc thần thông màn chắn bảy màu, không phải thứ mà cô ta có thể chống lại được. Ai, trung quy lại tôi là người giết cô, đường Tuấn cảm thấy có chút áy náy lòng bàn tay áp sát vào lưng cô trong lòng bàn tay toát ra một cảm giác mềm mại lúc này đường tuấn mới để ý thấy quần áo của đồ yên nhi đang trôi nổi trên mặt nước lộ ra một vùng da trắng lớn bên trong đây không phải lúc để nghĩ về chuyện này đường tuấn dần dần bình tĩnh lại sau cố nén suy nghĩ trong lòng một pháp lực dũng mạnh lồ lao thẳng vào cơ thể đồ yên nhi biến đổi khí độc đã xâm nhập vào cơ thể cô lúc này vẻ mặt đường tuấn đầy kinh ngạc không khỏi khịt mũi một tiếng sau khi pháp lực của đường tuấn bắt đầu đối phó với khí độc nguyên đan của đồ yên nhi thực sự bắt đầu quay tròn nguyên đan của cô được khắc họa ba đạo thần văn lúc này với sự trợ giúp của pháp lực của đường tuấn ba thần văn càng ngày càng rõ thậm chí có một đạo thần văn nhỏ dần xuất hiện trên nguyên đan đó là đạo thứ tư của đạo thần văn một lúc sau đạo thứ tư đạo thần văn của đồ yên nhi đã hoàn toàn ngưng tụ tuy nhiên nó vẫn chưa kết thúc lại một đạo thần văn khác xuất hiện trên nguyên đan Đạo thần văn thứ 5. Tuy rằng Đồ Yên Nhi chỉ có 3 đạo trên nguyên đan, nhưng rõ ràng thần thông cô ta tu luyện không hề ít, dưới sự trợ giúp của Đường Tuấn, cô đã ngưng tụ thành thần văn. Tôi muốn xem cô có thể ngưng tụ bao nhiêu thần văn. Trong lòng Đường Tuấn không khỏi kích động, đây là lần đầu tiên anh dùng phương pháp này để quan sát nguyên đan của người khác, có lẽ sẽ học hỏi được điều gì đó từ nó. Trong khi đưa pháp lực vào Đồ Yên Nhi, việc tu luyện của Đường Tuấn vẫn không giảm lượng pháp lực anh đưa vào người đồ yên nhi chưa đến một phần mười, phần lớn trong số đó vẫn là do anh tu luyện. Sức mạnh của nguyên khí trong hồ đen đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, chỉ trong nháy mắt, trên cơ thể của anh đã có thêm một đạo thần văn. Cũng may là anh có 99 ký tự cổ xưa trong cơ thể, bằng không sinh khí sẽ khiến anh dở sống dở chết. chương 1759 50 đạo thần văn 20 đạo thần văn 30 đạo thần văn 50 đạo thần văn Đường Tuấn bị mắc kẹt trong trạng thái tu luyện điên cuồng, cho dù bên ngoài có chuyện gì cũng không liên quan đến anh. Đồ Yên Nhi đã kết thúc tu hành, trong người cô có 9 đạo thần văn được khắc trên nguyên đan. Mỗi cái sau đều sáng hơn trước, thể tích của nó cũng lớn hơn trước 2 đến 3 lần. Không phải Đường Tuấn không muốn Đồ Yên Nhi tiếp tục nâng cao, mà là nguyên đan của Đồ Yên Nhi chịu không nổi. Dưới áp lực của 9 đạo thần văn, bất cứ lúc nào Đồ Yên Nhi cũng có thể phá hủy nguyên anh. Lúc này, Đường Tuấn mới dần hiểu ra tại sao các gia tộc lớn lại coi trọng bí thuật khắc họa thần văn đến vậy. Nguyên đan không hề yếu ớt, thần văn mới yếu ớt. Hầu hết những người tu luyện chỉ muốn ngưng kết thần văn để đột phá Nguyên Anh, tương đương với việc dùng một cây tam chọc vào tường. Chỉ có một số rất nhỏ người tu luyện có thể đột phá Nguyên Anh bằng thần văn, nhưng mà hành động này rất nguy hiểm, cũng là nguyên nhân khiến cho người tu luyện Nguyên Anh trở nên ít đi. Với số lượng thần văn càng nhiều thì khả năng phá hủy càng cao, trong tương lai càng có thể tiến xa hơn. Cũng giống như đồ yên nhi, nguyên đan của cô mới chỉ nhất phẩm. Về trình độ cứng rắn thì thua kém rất nhiều so với Triệu Thanh Sơn và những người khác, nhưng dưới pháp lực và bảo vệ của Đường Tuấn, cô đã ngưng tụ thành công chín đạo thần văn và đột phá cảnh giới Nguyên Anh một cách đơn giản như ăn cơm uống nước. Chín đạo thần văn cũng tương đương với việc biến cây tăm ban đầu thành một khẩu đại pháo laser, có thể xuyên thủng cả những bức tường dày. Nguyên đan cấp 1 chỉ có thể khắc họa chín đạo thần văn. Còn nguyên đan siêu cấp thì sao? Vậy còn hỗn độn nguyên đan của tôi đâu?" Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu Đường Tuấn. E rằng ngay cả bản thân Đường Tuấn cũng không ngờ rằng mình không ngờ lại hiểu ra được bản chất đột phá nguyên anh. Hỗn độn nguyên đan quả thật là thần kỳ, nếu phương pháp này khả thi, có thể tôi sẽ tạo ra cảnh giới nguyên anh theo từng đợt. Đường Tuấn không khỏi nghĩ ra những ý nghĩ đáng sợ về sự thần kỳ của hỗn độn nguyên đan. Nếu suy đoán của anh là chính xác, điều đó có nghĩa là chỉ cần anh có đủ nguyên lực cùng với hỗn độn nguyên đan của mình anh có thể dễ dàng tạo ra cường giả cảnh giới nguyên anh giống như đồ yên nhi giúp người khác đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước hơn nữa tất cả đều là chín đạo văn những người như từ phong trung triệu địch lâm và những người khác nhiều nhất chỉ dựa vào ba hoặc bốn đạo để đột phá cảnh giới nguyên anh bọn họ sẽ gần như bất khả chiến bại ở mãn nguyên thành nếu như dựa vào chín văn đột phá cảnh giới nguyên anh thì thực lực ở cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn từ phong Trung và những người khác ít nhất là 3 đến 4 lần. Hãy tưởng tượng một chút, đội ngũ có toàn bộ 9 văn đột phá cảnh giới Nguyên Anh sẽ kinh khủng đến mức nào. Có được hỗn độn Nguyên Đan tương đương với việc Đường Tuấn sở hữu một thiết bị gian lận siêu cấp. Không cần kỹ thuật bí mật nào, anh cũng có thể giúp mọi người khắc hỏa thần văn. Có lẽ tôi đã tìm ra cách để giải quyết khủng hoảng của trái đất. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Hạ tâm trí xuống, Đường Tuấn tập trung vào nguyên đan của mình. Lúc này, nguyên đan của anh khắc họa một loạt thần văn. Những thần văn này rất sáng và tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rất sốc, bởi vì có 99 thần văn trên nguyên đan của Đường Tuấn. Lấy ba đạo thần thông cùng với 96 thần thông khác làm cơ sở, tương ứng với 99 ký tự cổ xưa. Chương 1760, tám văn thật sự rất mạnh. Điều duy nhất khiến Đường Tuấn cảm thấy có chút không hài lòng là sau khi khắc 99 thần văn, nguyên đan của anh vẫn không có dấu hiệu nứt vỡ. Mà lúc này nguyên đan đã bão hòa, không cách nào khắc chế được thần thông. Đường Tuấn nở một nụ cười gượng gạo. Đây là 99 thần văn đó. Nhìn xung quanh một vòng, Đường Tuấn phát hiện nước ở hồ đen khá trong, hiển nhiên vì ngưng tụ hơn 90 thần văn, nguyên khí ở hồ đen hầu như cũng bị áp bức. Đúng lúc này, anh phát hiện dưới đáy hồ có một cung điện. Cung điện này trông giống như thần điện trong trướng khí độc, như hình chiếu vậy. Đường Tuấn nhớ lại thần điện trước đây anh đã nhìn thấy trong trướng khí độc, khẽ nhíu mày. Có thể khiến nhiều người gấp gáp như vậy, không chừng trong thần điện này lại cất giấu rất nhiều thứ tốt. Lẽ nào sẽ có thêm nhiều thần thông cao cấp, trong lòng đường Tuấn tự hỏi. Chín người chín ký tự cổ xưa tương đương với một bảo tàng cần được khai phá, để lĩnh hội được thần thông, anh chỉ cần dựa vào kiến thức và hiểu biết của mình. Bây giờ thần thông mà anh lĩnh hội đều ở cấp bậc viên mãn tiểu thừa, nếu anh muốn phá hủy nguyên đan sơ cấp, anh chỉ có thể nâng cao cấp bậc thần thông. Anh ôm lấy đồ yên nhi và bơi đến chỗ cung điện kia. Xoạt! Sau khi xuyên qua được lớp màng ngăn cách giữa hồ nước với cung điện, đường Tuấn dừng lại ở bậc thang của cung điện. Cung điện trông rất cổ kính và đơn giản, quyền lực cường đại mờ nhạt tỏa ra xung quanh, rõ ràng là nó được bảo vệ bởi những pháp lực ẩn giấu. Sao sạc? Đường Tuấn muốn cân nhắc có nên xông vào thời điểm này hay không, một bóng người xuất hiện trên bậc cao nhất của cung điện. Là một ông già mặc áo choàng đen, má gầy, xương nhô ra. Nhưng hơi thở của ông ta lại đạt tới cảnh giới nguyên anh. Có thể vượt qua hồ nhân diệt, xem ra thực lực của cậu không tồi, có đủ tư cách nhận thừa kế đạo sĩ trung thanh của tôi. Ông già cười tùm tìm nói. Ông có phải là đạo sĩ trung thanh không? Đường Tuấn hỏi. Ông già gật đầu, đắc ý nói, ông già này chính là đạo sĩ trung thanh, một trong những người tu hành mạnh nhất trong thế giới man hoang. Đương nhiên, những gì lưu lại đây chỉ là hình chiếu của tôi, với thực lực cảnh giới nguyên anh. Chỉ cần cậu có thể đỡ được tôi 3 chiêu, cậu có thể trở thành học trò ghi danh của tôi. Nếu đỡ được 10 chiêu, cậu sẽ là học trò chân truyền. Đừng tưởng rằng đỡ được 3 chiêu của tôi là dễ dàng năm đó ông già này đã đột phá Nguyên Anh bằng tám văn, thậm chí xếp thứ ba trong ba đại tông. Tám văn thật sự rất mạnh, Đường Tuấn cảm thán. Đạo sĩ Trung Thanh chỉ là một người tu luyện bình thường, để có thể tu luyện đến tám văn thì không thể thiếu được thiên phú và sự chăm chỉ. Tất nhiên, cơ hội cũng rất quan trọng, chẳng hạn như Đường Tuấn có 99 ký tự cổ xưa và cô động 99 đạo thần văn chưa từng có. Đó là đương nhiên rồi, năm đó không biết bao nhiêu thánh tử thánh nữ của ba đại tông bị ông già này đánh đến tiểu cả gia quần đạo sĩ trung thanh được tán thưởng vẻ mặt càng tự hào hơn liếc nhìn qua đường tuấn đạo sĩ trung thanh cau mày nói chỉ có cảnh giới nguyên đan viên thôi sao chẳng lẽ hồ nhân diệt do tôi bố trí đã suy yếu đến mức độ như vậy sao xem ra ông ta có chút bất mãn đối với cảnh giới của đường tuấn này bỏ đi bỏ đi ông già này còn đang vội hình chiếu này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Cho nên, tôi chỉ dùng một phần ba thực lực, quy củ như cũ. Chỉ cần cậu đỡ được 10 chiêu của tôi, thì chính tôi đạo sĩ Trung Thanh sẽ nhận học trò chân truyền. Đạo sĩ Trung Thanh thở dài nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1761 chẳng lẽ cậu ta sử dụng bảo vật bí mật nào đó. Đường Tuấn đồng ý, hóa ra tiền bối cũng có việc gấp, tôi cũng đang vội từ phong trung đám người vẫn trên đó anh nóng lòng muốn báo thù tâm tình không tốt nghe xong lời này đạo sĩ trung thanh xác định đường tuấn có gì đó trong lòng cậu đưa cô gái kia ra chỗ đó đi tránh bị thương trong lòng nghĩ như vậy nhưng đạo sĩ trung thanh vẫn quyết định cho đường tuấn một cơ hội đường tuấn lắc đầu không cần tiền bối dùng một phần ba sức thì tôi sẽ dùng một tay để không làm tiền bối bị thương hừ thật là điên rồ đạo sĩ Trung Thanh có chút không vui. Hy vọng cậu có vốn để ngung cuồng. Đạo sĩ Trung Thanh khẽ quát một tiếng, vung tay một cái, pháp lực tuôn ra điên cuồng. Trong lòng bàn tay ngay lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen, một luồng khí hủy diệt nhàn nhạt từ trong vòng xoáy lan tràn ra. Thần thông nhân diệt, ngay cả khi chỉ dùng một phần ba sức mạnh, khối phân thân này dù sao cũng là tu vi cảnh giới nguyên anh, sức mạnh thần thông mà nó sử dụng vượt xa phạm vi của cảnh giới nguyên đan cho dù là tu sĩ cảnh giới nguyên anh sơ kỳ bình thường cũng không thể cản được sắc mặt đường tuấn hơi thay đổi không phải bởi vì uy lực của thần thông mà là bởi vì loại thần thông này không phát ra hơi thở nguyên hình của thần thông này chắc chắn là cấp đại thừa nội tâm đường tuấn xác định trong lòng không thể không vui mừng cuối cùng đã tìm được thần thông cấp đại thừa cứ như vậy có lẽ thật sự sẽ có cơ hội thăng tiến thần thông đắc tội tiền bối đường tuấn thấp giọng nói Vù! Đạo sĩ Trung Thanh đột nhiên cảm giác được một cỗ sức lực cực lớn đánh tới, thân hình đầu tiên là dừng lại, sau đó bay ngược ra ngoài. Vòng xoáy màu đen trong tay không biết từ khi nào đã bị đánh tan, một thân hơi thở lay động không thôi, giống như một làn sóng giận dữ. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cậu ta sử dụng bảo vật bí mật nào đó? Trong lòng đạo sĩ Trung Thanh giận dữ, nhịn không được thầm nghĩ. Ông để lại truyền thừa, là để khảo nghiệm tu vi và thiên phú của học trò, chứ không phải là muốn xem trong người học trò có bao nhiêu bảo vật bí mật trong lòng nghĩ đạo sĩ trung thanh ngẩng đầu nhìn lại sau đó sững sờ tại chỗ chỉ thấy đường tuấn duỗi một ngón tay ra một tay còn lại ôm đồ yên nhi nào có dấu vết gì của bảo vật bí mật nhìn dáng vẻ vừa rồi đường tuấn chỉ dùng một ngón tay để đối đầu với ông vừa rồi cậu dùng thần thông gì vậy đạo sĩ trung thanh bất giận hỏi nếu không dùng bảo vật bí mật vậy thì ngón tay kia nhất định là thần thông rất phi thường, nếu không thì không đến nỗi ngay cả ông cũng không đỡ nổi. Đường Tuấn lắc đầu, nói thật, vãn bối không có sử dụng bất kỳ thần thông gì, vừa rồi một ngón tay kia là pháp lực kết hợp với sức mạnh thân thể, tùy tay thi triển, còn không được tính là chiêu thức. chương 1762, tiền bối người nói gì vậy? Còn không được tính là chiêu thức, khóe miệng đạo sĩ trung thanh giật giật, trong lòng một nghìn lần không tin nhưng mà ngón tay của đường tuấn thật sự không có bất kỳ dao động thần thông nào, chỉ có pháp lực tinh khiết nhất. Nếu đó là lời nói thật, đây chẳng phải là nói pháp lực của đường tuấn so với khối phân thân này của ông còn mạnh hơn. Cậu quả nhiên có chút thực lực, vậy cậu cẩn thận, tôi muốn sử dụng toàn bộ sức lực. Trên mặt đạo sĩ Trung Thanh lộ ra vẻ nghiêm nghị, trong lòng ông đã quyết định, cho dù đường tuấn không đỡ nổi toàn bộ sức lực của ông, ông cũng muốn nhận đối phương làm học trò. Thần thông tinh xa, Hai tay đạo sĩ Trung Thanh xòe ra, trên không trung ngay lập tức xuất hiện rất nhiều đốm tia sáng tỏa ra bốn phía, càng tụ càng nhiều. Trong giây lát, không gian nơi ba người đang đứng bị bao phủ bởi những đốm sáng ấy. Một cổ áp suất vô cùng trầm trọng được phóng ra từ những đốm sáng này. Đạo sĩ Trung Thanh chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đây là một trong những pháp khí đại thừa mà tôi tu luyện. Vì để luyện hóa pháp khí này, tôi còn cố ý tìm mấy trăm cân cát sao trời, thậm chí ngay cả ở cảnh giới nguyên anh đều Phù phù. Ông ta đang nói chuyện, đường Tuấn khẽ mở miệng, sau đó thổi một hơi. Tất cả tinh xa nháy mắt đã bị cuốn đi, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đạo sĩ Trung Thanh đột nhiên nghẹn lại, cuối cùng không nói được gì nữa. Tiền bối người nói gì vậy? Vẻ mặt đường Tuấn khiêm tốn. Thần thông tinh xa đã đạt tới cấp bậc đại thừa, khiến ông càng thêm kinh sợ thực lực của người trước mắt này. Ừm, cái này, đạo sĩ Trung Thanh có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, chán như đổ mồ hôi tên nhóc này tại sao lại lợi hại như vậy? Tinh xa vừa rồi, ông đã sử dụng rất nhiều pháp lực để thúc giục, vậy mà lại bị đối phương một hơi thổi bay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông chắc chắn sẽ không tin. Thiên phú của người này thật sự quá khủng bố, nhất định phải nhận cậu ta làm học trò. Đạo sĩ Trung Thanh lập tức quyết định. Tiền bối, còn hai chiêu nữa, xin mời thi triển thần thông đi. Đường Tuấn làm ra một tư thế, mời anh rất muốn nhìn xem vị đạo sĩ trung thanh này còn có thần thông gì. Ra đầu đạo sĩ trung thanh tê dần, vốn dĩ định ra 10 chiêu là vì giảm bớt độ khó của bài thi, nhưng mà không ngờ rằng bây giờ ngược lại khiến ông không thể xuống đài được. Tinh xa vừa rồi đã là thần thông mạnh nhất mà phân thân này có khả năng thi triển. Ánh mắt chuyển động, đạo sĩ trung thanh cười gượng nói, khảo nghiệm đã kết thúc. Tôi thấy tấm lòng cầu đạo của cậu rất kiên định, cố ý vì cậu mà phá lệ, không cần 10 chiêu tôi quyết định nhận cậu làm đệ tử chân truyền đường tuấn nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu gọi một tiếng thầy với đạo sĩ trung thanh thấy đường tuấn nhận thầy tâm tình đạo sĩ trung thanh thoải mái hơn không ít trên mặt lộ ra ý cười không nhìn ra vẻ xấu hổ vừa rồi nói người ở lại đây chỉ là một hóa thân của thầy bản thể của tôi ở biển tinh thần sau khi con đột phá cảnh giới nguyên anh nhớ rõ phải đi đến nơi đó tìm tôi thưa thầy Người có một quyển sách bí thuật cấp bậc đại thừa không?" Đường Tuấn đột nhiên hỏi, hai chiêu thần thông vừa rồi nhất định là cấp đại thừa. Chương 1763 xem ra thiên phú của con thực sự không tồi. Ông dừng lại, thở dài, nói: "Tôi biết việc này có điểm làm khó người khác, dù sao ngay cả ba môn phái đứng đầu nhóm thánh tử thánh nữ đứng đầu ba tông cũng chưa mấy ai có thể luyện ra tám văn. Lúc trước tôi luyện ra tám văn cũng phải trải qua rất nhiều gian nan và kỳ ngộ mới thành công." khi nói chuyện giọng điệu ông mang theo vài phần kiêu ngạo phải biết rằng trong thế giới man hoang số lượng thần văn thể biểu gián tiếp cho một vị cảnh giới nguyên đan thiên phú với tương lai thành tựu tám văn đây chính là thiên tài đứng đầu hai tay chắp sau lưng đạo sĩ trung thanh nói tiếp nói cho thầy biết hiện tại con đã luyện ra được bao nhiêu thần văn rồi mặc dù công pháp của con đã cố định hơn nữa càng về sau tu luyện thần văn cũng càng khó nhưng không sao đạo sĩ trung thanh tôi đây bản lĩnh khác không có, nhưng một ít thủ đoạn tinh vi thì vẫn phải có. Đường Tuấn ngay lập tức lộ ra vẻ khó xử. Anh hiện tại cũng biết 99 thần văn của mình quá mức kinh người, ở thế giới man hoang càng chưa bao giờ xuất hiện, nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, chỉ e rằng ngay cả ba môn phái lớn cũng sẽ động tâm, muốn bắt anh về ép hỏi bí thuật. Phải biết rằng kỷ lục cao nhất của thế giới man hoang cũng chỉ mới có 9 thần văn, 99 thần văn là kỷ lục gấp 11 lần tuy rằng đã nhận vị đạo sĩ trung thanh trước mặt làm thầy, nhưng tạm thời đường Tuấn còn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng đối phương, càng không dám nói ra bí mật lớn nhất. Nhìn thấy đường Tuấn do dự, sắc mặt giống như có hơi khó xử. Đạo sĩ trung thanh nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra học trò này của mình luyện ra số lượng thần văn quá ít, có hơi ngượng ngùng. Trên mặt lộ ra một tia ý cười, giọng điệu đạo sĩ Trung Thanh trở nên nhẹ nhàng hơn, nói thả nguyên đan của con ra, tôi sẽ chỉ dạy cho con một chút. Đường Tuấn do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, tâm niệm vừa động, nguyên đan ngay lập tức xuất hiện ở chính giữa mi tâm anh. Đạo sĩ Trung Thanh nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, "Sáu đạo thần văn, xem ra thiên phú của con thực sự không tồi." Lúc này trên nguyên đan của Đường Tuấn, 99 đạo thần văn chỉ còn lại 6, còn lại những cái khác đã bị anh dùng cổ tự che giấu. Đây là công dụng của các cổ tự mà vừa rồi trong lúc vô tình anh đã phát hiện ra. Về lý do tại sao lại là 6, Ý của Đường Tuấn rất đơn giản, con số 6 này khá may mắn. Mặc dù không bằng 8 đạo thần văn của thầy, nhưng không sao cả. Như vậy đi, trong cung điện Long An ở trên mặt hồ nhân diệt tôi có để lại một bí thuật tu luyện thần văn, với thiên phú của con, nếu nỗ lực có lẽ có thể tu luyện đến 8 văn. Đường Tuấn gật đầu đồng ý, vừa vặn anh cũng muốn xem một chút bí thuật tu luyện thần văn trong thế giới man hoang là như thế nào. Do dự một lúc, Đường Tuấn vẫn hỏi, thưa thầy con cảm thấy sức mạnh thần thông của bản thân có hơi yếu, muốn học hỏi một ít thần thông cao cấp để tăng thêm uy lực. Sau khi Đường Tuấn phô ra lục đạo thần văn, tuy rằng đạo sĩ Trung Thanh không hài lòng nhưng vẫn là công nhận học trò này có thực lực tốt. Trong cung điện Long An ngoài bí thuật mà tôi để lại có thể tu luyện đến tám văn gia còn có một quyển phương pháp thần thông của đại thừa sơ cấp, thế nhưng quyển phương pháp này không đầy đủ, chỉ có một nửa, nhưng mà cũng đủ với sự tu luyện trước mắt của cậu. Còn những phương pháp thần thông cao cấp hơn, đợi sau khi cậu đến biển tinh thần, tôi sẽ truyền thụ cho cậu. Đạo sĩ Trung Thanh vẫy tay ra một chiêu, một đạo ánh sáng lấp lánh to nhỏ trong bàn tay từ trong cung điện bay vụt ra ngoài. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra, trong tay đạo nhân nắm một khối tinh thạch màu đen, khối tinh thạch hình lục giác. Đây chính là một viên đen nguyên tinh đông lại đã bị trôn vùi mấy năm nay, trong đó chứa đựng nguyên khí khổng lồ, dung lượng tương đương với 10 viên nguyên thạch thượng phẩm, cũng đủ cho cậu tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh rồi. Sắc mặt của đường Tuấn hơi thay đổi, 10 viên nguyên thạch thượng phẩm, tương đương với 10.000 viên nguyên thạch trung phẩm và 10 triệu viên nguyên thạch hạ phẩm. Sợ rằng số lượng như thế này cũng nhiều hơn số lượng mà nhà họ M giàu có có. chương 1764 Cung Điện Long An Cảm ơn thầy, đường Tuấn nhận lấy đen nguyên tinh, chân thành nói tiếng cảm ơn. Ít nhất người thầy này vẫn rất đáng tin. Được rồi, tôi đây không có gì có thể cho cậu được nữa, cậu đi đến điện Long An trên mặt hồ xem một chút, học tập bí thuật và thần thông một chút thì có thể rời đi. Đạo sĩ Trung Thanh nói, ngay sau đó, đường Tuấn xuất hiện ở bên ngoài hồ nhân diệt. Khí tức trên người thằng nhãi này lại có chút quen thuộc. Cũng không biết có phải là mạch chính địa cầu hay không, đợi sau khi cậu ta đến biển tinh thần, tôi sẽ kiểm tra lại một chút. Đạo sĩ Trung Thanh nhíu mày nói, đây cũng là lý do tại sao đường Tuấn chỉ ngưng tụ lục văn, anh còn mong muốn được truyền dạy hết. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt của đạo sĩ Trung Thanh lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, ngựa tôn giả, tất cả mọi việc anh đối xử với địa cầu của tôi, tôi sau này chắc chắn sẽ trả lại gấp hàng trăm lần. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận và thực lực của vị tôn giả này, từ đáy lòng của đạo sĩ Trung Thanh trào ra một cảm giác bất lực. Hiện giờ thành tiểu nguyên anh tám văn của ông ta đã đặt chân vào cảnh giới hóa thần đại năng, sức mạnh này ở thế giới man hoang có lẽ có thể tung hoành. Toàn bộ thế giới man hoang, ngự tôn giả chỉ cần búng một ngón tay, đừng nói là ông ta, cho dù là thế giới man hoang cũng sẽ bị hủy diệt thành hư vô. Huyết mạch mạch chính địa cầu của tôi tôn quý biết bao nhiêu, dòng máu thần thánh trong truyền thuyết còn là thể chất đứng đầu. Trên có trời xanh dưới có âm phủ, tôi đều phải chấn hưng mạch chính địa cầu. Đạo sĩ Trung Thanh nhỏ giọng nói. Chợt, ông ta hóa thân biến mất, đồng thời cả tòa cung điện ồn ào lên một tiếng rồi trở về hư vô. Cung điện Long An ầm 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 tiếng đánh nhau liên tục không ngừng đang vang lên ở trong cung điện âm thư vũ triệu địch lâm chỉ cần hai người nhường lại cơ hội cho nhà họ từ tôi thì coi như là nhà họ từ tôi nợ các người một ân tình từ phong trung vừa tiếp đòn liên thủ của hai người người lùi sau vài mét sắc mặt có chút âm trầm nói ân huệ của nhà họ từ ông cũng không lớn như vậy âm thư vũ nói so với truyền thừa của đạo sĩ trung thanh ân huệ của nhà họ từ nhà ông tính là cái gì chứ triệu địch lâm cũng nói trêu tức cảnh giới của ba người đều là cảnh giới nguyên anh trung kỳ sức mạnh của từ phong trung mạnh hơn một chút nhưng cũng rất hạn chế triệu địch lâm và âm thư vũ liên thủ với nhau lập tức mất ưu thế đặc biệt là trước mặt truyền thừa của đạo sĩ trung thanh hai người càng nhiều lần đưa ra con át chủ bài từ phong trung khá chật vật khi ứng phó từ phong trung nghe vậy tức giận mặt xanh lại nhưng cũng không có bất kỳ cách gì ông ta nhìn thoáng qua phía dưới chỉ nhìn thấy đám người từ Linh Anh, âm thư vũ và Triệu Thanh Sơn ngồi xếp bằng, nguyên đan đều đã lộ ra. Lúc này trên nguyên đan của từ Linh Anh, sự trói mắt dị thường của ngũ đạo thần văn. Còn trên nguyên đan của Triệu Thanh Sơn và âm thư vũ cũng có bốn đường thần văn hoàn chỉnh. chương 1765, thần thông nhất mâu đoạn tinh hà. Vì sự truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh, bọn họ nhất định phải giành được. Âm âm âm, ba đạo khí tức đột nhiên thở ra, Ba người từ linh anh dường như cùng nhau mở to hai mắt, dường như khí tức trên người so với lúc trước là mạnh hơn một nửa. Trong mắt cũng xuất hiện màu sắc nóng bỏng và tham lam. Cho dù thân phận chỉ là học trò bình thường của đạo sĩ Trung Thanh, cũng nhất định phải lấy được. Tay Từ Linh Anh nắm thật chặt. Vừa mới đây, ba người bọn họ đồng thời tiếp nhận bài kiểm tra đánh giá bước đầu học trò nhập môn của đạo sĩ Trung Thanh. Mà phương thức đánh giá chính là phương thức tu luyện ngũ văn. Bởi vì có liên quan đến thời gian Triệu Thành Sơn và Âm Thư Vũ chỉ tu luyện đến tứ văn. Nhưng điều này khiến bọn họ càng thêm coi trọng truyền thừa của đạo sĩ Trung Thanh, chỉ là cuộc đánh giá bước đầu nhập môn chính là phương thức tu luyện của ngũ văn, đó nếu như là truyền thừa cuối cùng, chẳng phải chính là thuật tu luyện tám văn trong truyền thuyết sao. Thân phận học trò của đạo sĩ Trung Thanh còn có giá trị hơn nhiều so với tên tuổi của cậu chủ lớn nhà họ Tư. Ngay khi ba bên sắp đánh thành một đoàn, từ ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân đi vào, ngay sau đó trong tầm mắt của vài người xuất hiện hai bóng người là hai người đợi đến khi nhìn thấy hai người là ai từ linh anh hơi sững sờ hai người này chính là đường tuấn và đồ yên nhi không ngờ rằng hồ nhân diệt cũng không giết được hai người xem ra trên người của hai người các anh đúng là có bí mật rất lớn từ linh anh đứng dậy giọng nói lạnh lùng nói ngưng luyện văn thứ năm phối hợp với bí thuật của nhà họ từ thực lực của anh ta ít nhất tăng gấp bội anh ta tràn đầy tự tin chiến đấu một lần nữa với đường tuấn đúng lúc tôi đã ngừng tụ đến ngũ văn rồi mượn hai người để luyện tập thử xem uy lực của ngũ văn thần thông trong khi nói chuyện từ linh anh nhảy lên tay cầm một cây mâu cổ đánh mạnh xuống thần thông nhất mâu đoạn tinh hà từ phong trung ngưỡng mộ nói linh anh thật sự là thiên tài tuổi còn nhỏ đã hiểu được loại thần thông mạnh mẽ này đoạn tinh hà là một phần cấu thành của đại thừa thần thông nào đó hiểu được đoạn tinh hà, tương lai đợi anh ta bước vào nguyên anh, thực sự có thể lĩnh hội được như nước chảy thành sông chiêu đại thừa thần thông kia. Sắc mặt của Âm Thư Vũ và Triệu Địch Lâm ngưng trọng, rõ ràng cũng đã nghĩ tới điều này. Một khi bước vào cảnh giới nguyên anh, thì có thể lĩnh hội được đại thừa thần thông, đó mới chính là một thiên tài thực sự mới có thể đạt được. Yên Nhi, vừa rồi anh ta đánh nát màn chắn bảy màu của cô, vừa khéo cô cũng nên trả lại anh ta một chiêu. Đột nhiên Đường Tuấn nói với Yên Nhi, Đồ Yên Nhi vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thần trí của cả người còn chưa tỉnh táo, nghe được lời nói của Đường Tuấn, nhất thời sửng sốt, khuôn mặt trắng bệch. Từ Linh Anh khi còn tứ văn, cô ta một chiêu cũng không phải đối thủ của đối phương, nói chi hiện giờ từ Linh Anh hoàn toàn là ngũ văn. Audio điện tử võ tấn bền chương 1766 cô lại che giấu sâu như vậy. Nhưng mà chưa đợi cô ta phản ứng, đòn công kích của từ Linh Anh đã đến ngay trước mặt với một mâu long trời lở đất giống như là có thể cắt đứt vũ trụ ngân hà dưới mối nguy mạnh mẽ đội yên nhi tập trung sức mạnh toàn thân đánh một trưởng về phía trước pháp lực lớn gấp mấy lần so với trước ở trong cơ thể phi nhanh ra sau đó một tiếng ẩm vang lên hóa thành một đạo pháp chi lực gào thét ra âm uhm, từ linh anh chỉ ngăn cản được chốc lát sau đó liền bị một lực cực lớn đánh vào người lách cách lách cách tiếng gãy xương toàn thân vang lên còn có cả tiếng đứt gãy của kinh mạch Càng khiến từ linh anh hoảng sợ hơn chính là, dường như nguyên đan của anh ta cũng không chịu nổi loại áp lực này, từng chút một nứt ra, cuối cùng đan nguyên bị phá nát. Nôn ra máu dữ dội, cả người từ linh anh giống như là quả bóng bị vỡ tung với vô số lỗ thủng, máu tươi chảy ròng, bỗng chốc máu nhuộm đỏ cả quần áo, phù phù một tiếng. Từ linh anh giống như là cái rẻ rách nát phứt xuống mặt đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Linh anh, từ phong trung hét lớn một tiếng, vội vã chạy tới, ôm lấy từ linh anh. Ông ta vốn đứng ở một bên canh chừng, để phòng hai người đường tuấn chạy trốn. Còn về phần Đồ Yên Nhi ra tay thì lại không coi trọng, dù sao trước đây Đồ Yên Nhi không đánh lại được một chiêu của anh ta, bởi vậy khó tránh khỏi có chút bất cẩn. Không ngờ rằng một chút bất cẩn này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, càng không ngờ được rằng người phụ nữ Đồ Yên Nhi này lại có thể ra đòn mạnh như vậy, một chiêu này đánh trọng thương Từ Linh Anh. Hai con người trong mắt của Từ Linh Anh dần dã rời, ngược lại trên mặt lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm. Từ phong trung niên cuồng truyền pháp lực vào trong cơ thể của tứ linh anh. Pháp lực của cảnh giới nguyên anh chỉ cần còn một hơi thể cũng có thể cứu được. Nhưng lúc này dù cho từ phong trung phát ra như thế nào, những pháp lực này vừa đi vào cơ thể của tứ linh anh tự động đi ra ngoài trở về lại trời đất. Từ kinh mạch toàn thân của linh anh vỡ vụn, nguyên đàn nát giống như là một cái thùng bị thủng một lỗ to, không có cách nào dung nạp được một chút pháp lực. Nhị thúc không cần lãng phí pháp lực, sắc mặt của tứ linh anh bình tĩnh nói với tử phong trung một trưởng vừa rồi của đồ yên nhi đã đánh tan mọi sinh cơ trong cơ thể của anh ta anh ta khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía đồ yên nhi nói thì ra người mạnh nhất của độc tông không phải là đồ yên vũ mà chính là cô cô lại che giấu sâu như vậy trước đây đồ yên nhi còn không thể tiếp được một chiêu nào nhưng bây giờ một chỉ cần một chiêu đánh anh ta trọng thương chỉ có thể là che giấu năng lực từ linh anh làm sao cũng không nghĩ được Đỗ Yên Nhi lại không hề che giấu thực lực, thực lực của cô ta chỉ trong thời gian ngắn này có thể tăng lên. Ngoài từ Linh Anh không ngờ tới, ngay đến cả Đỗ Yên Nhi cũng không thể ngờ rằng, từ Linh Anh còn không phải là đối thủ của chị gái mà mình lại có thể một trường đánh trọng thương được. Lúc này cô gái còn đang trong trạng thái mù mờ, nhìn vào bàn tay của mình, cũng không dám tin. chương 1767, Huyết sắc nhật nguyệt. Mãi cho đến khi tiếng pháp lực phi nhanh như sông lớn cô ta mới thoát khỏi sự thất thần lúc này cô ta mới cảm nhận được sự biến đổi to lớn trong cơ thể của mình đợi đến khi cô ta nhìn thấy trên nguyên đan có khắc chín đạo thần văn còn có cảm giác bất cứ lúc nào có thể đột phá cảnh giới nguyên anh dường như chỉ cần ý nghĩ vừa ở trong đầu cô ta thì có thể đạt tới cảnh giới nguyên anh đồ yên nhi hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ đã xảy ra cái gì không phải mình theo đường tuấn nhảy vào hồ nhân diệt sao sau đó hôn mê không làm chuyện gì cả khi tỉnh lại đã biến thành như vậy đây thật không thể tin tưởng được. Đồ Yên Nhi nhìn đường Tuấn, có lẽ chỉ có anh mới có thể đưa ra cho mình một lời giải thích hợp lý. Đôi mắt của từ phong trung đỏ ngầu, cả người run nhẹ, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lùng nhìn Đồ Yên Nhi. Đây là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ từ hiện nay, còn là cháu ruột của mình lại bị đánh thành ra như thế này dưới mắt của mình. Cho từ Linh Anh nuốt một viên đan dược, từ Linh Anh tức khắc hôn mê, xem như là tạm thời bảo toàn tính mạng lúc này từ phong trung mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như con sói gắt gao nhìn đồ yên nhi nói kế sách thật thâm sâu. Độc tông tâm địa thực độc ác, lại dám đánh trọng thương thiên tài nhà họ từ tôi, vậy hôm nay cô công chúa bé nhỏ của độc tông cũng sẽ vĩnh viễn ở lại đây đi. Âm âm, khí tức của từ phong trung toàn bộ phát ra, giống như là con mãnh thú bị thức tỉnh vậy. Tôi muốn cô chết, từ phong trung quát giống lên một tiếng, sau lưng lại xuất hiện mặt trời và mặt trăng quỷ dị càng kinh khủng hơn chính là mặt trời và mặt trăng đều có màu máu âm thư vũ và triệu địch lâm ở bên cạnh cũng đều kinh sợ thất thanh hô lên huyết sắc nhật nguyệt huyết sắc nhật nguyệt là một trong số ít đại thừa thần thông trong nhà họ từ nghe nói đạt đến đỉnh của đại thừa sơ cấp thậm chí có thể sánh ngang với một số thần thông của đại thừa trung cấp không ngờ rằng từ phong trung lại có thể tu luyện được chiêu thần thông này nụ cười của âm thư vũ có chút ảm đạm triệu địch lâm gật đầu nói, nếu như lúc đầu ông ta thực hiện chiêu này, cho dù chúng ta liên thủ lại cũng không ngăn được. Không biết chừng không muốn xé rách mặt mũi của hai nhà chúng ta đó. Không ngờ rằng nhà đầu độc tông này lại che giấu sâu như vậy, tùy ý ra một trưởng đã đánh trọng thương từ Linh Anh, ít nhất cũng có thực lực của bảy văn đi, độc tông lúc nào lại có bí thuật lợi hại như vậy. Sắc mặt của âm thư vũ cứng lại nói, độc tông là một thế lực của 10 thành phụ cận, giống với nhà họ từ. Thế nhưng nếu như có một thiên tài bảy văn, vậy thì sẽ khác. Sợ rằng sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh thì có thể trở thành một trong 10 Nguyên Anh mạnh nhất thập thành, trăm năm sau, Độc Tông thậm chí được kỳ vọng sẽ đánh sâu hơn một cấp thế lực. Bởi vậy lại càng có thể nhìn thấy tầm quan trọng của một bảy văn nguyên đan. Chương 1768, Thần thông trấn thiên địa. Thế nhưng con nhóc này lại không sáng suốt, vì một tên Đường Tuấn không liên quan lại chủ động bại lộ thực lực. Từ Phong Trung ra tay, lần này xem cô ta trốn thế nào. Thiên tài nhỏ của Độc Tông sắp ngã xuống rồi. Triệu Địch Lâm khẽ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Đối mặt với khí tức phát ra cực lớn của Từ Phong Trung, trong lòng Đồ Yên Nhi không khỏi run lên. "Để tôi đi." Giọng nói của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên ở phía sau. Dùng lực nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô ta, Đồ Yên Nhi lùi về phía sau lưng Đường Tuấn. Đường Tuấn duỗi thân dưới, nhỏ giọng nói: vừa lúc thử nghiệm thực lực của cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Sau khi cô động 99 thần văn, nhìn bề ngoài thì sức mạnh của anh gấp 10 lần trước kia. Thế nhưng việc khống chế sức mạnh trong tay đối với anh gần như là thực lực của anh mỗi thời mỗi khác đều tăng lên. Một viên nguyên đan màu trắng ngà xuất hiện ở giữa mi tâm của đường Tuấn, trên mặt khắc sáu đạo thần văn thần văn. Nếu phải che giấu, vậy thì tiếp tục che giấu đi. Ít nhất trước khi ở thực lực lớn hoàn thành, Chuyện anh cô đọng 99 đạo thần văn không thể để cho người khác biết được. Sáu thần văn, tu vi không tồi, khó trách có thể đánh bại được Linh Anh. Thế nhưng hôm nay hai người vẫn phải chết, ánh mắt của từ phong trung nhíu lại, trong con mắt phát ra tia máu. Ông ta bỗng nhiên ra tay, huyết sắc nhật nguyệt ở đằng sau lưng dường như biến thành hai vòng binh khí, một trái một phải xông tới phía đường tuấn. Ở hiện trường, dường như đều có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. nhạt tia máu sắc bén mang theo khí tức khiếp sợ, một chiêu này đủ để tiêu diệt tu vi cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Nhật Nguyệt song luân bao vây chung quanh không gian đường Tuấn, làm cho người ta có một cảm giác khó tránh khỏi. Thế nhưng đường Tuấn không nghĩ tới việc trốn tránh, hai tay anh giang sang hai bên. Thần thông chấn thiên địa. Trong lòng khẽ quát lên một tiếng, một luồng khí tức cực lớn từ trong lòng bàn tay lúc đó phát ra. ầm vang. Hai luồng khí tức đột nhiên va vào nhau, quầng sáng huyết sắc bao phủ lấy đường tuấn từ phong trung khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh kẻ hèn mọn sáu văn cũng muốn ngăn cản tôi không biết tự lượng sức mình hai người âm thư vũ và triệu địch lâm cũng khẽ lắc đầu bọn họ bị đánh một chiêu vừa rồi cũng đã bị trọng thương một tên hèn mọt sáu văn chắc chắn sẽ chết thần thông bình thường thôi xem ra mấy người cảnh giới nguyên anh trung kỳ này cũng không có mạnh như vậy đúng lúc này giọng nói của đường tuấn thản nhiên truyền ra chương 1769 xem như cậu lợi hại. Chuyện này, chuyện này sao có thể, đồng tử từ phong chung co lại. Đó là thần thông cấp đại thừa. Hừ, đường tuấn khẽ quát một tiếng, hai tay dùng lực, mặt trời và mặt trăng đột ngột nổ tung, hóa thành một chút huyết sắc biến mất ở trong sân. Tuy nhiên, chiếc áo của đường tuấn không hề bị hư hại. Quá nhẹ nhàng, đây là cảm giác duy nhất của đường tuấn. Hôm nay, vì ba phương pháp thần thông tự tạo của anh còn chưa đạt tới trình độ đại thừa, nhưng uy lực của chúng không thua gì thần thông đại thừa. Cùng với năng lượng mạnh mẽ được cung cấp bởi 99 đạo thần văn của Đường Tuấn, Đường Tuấn có đủ tư cách để khinh thường cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Sau khi xé toạc mặt trời và mặt trăng, Đường Tuấn vỗ tay, chậm rãi đi về phía từ phong trung, những thần thông nào nữa, thể hiện hết ra cho tôi xem. Tay từ phong trung run rẩy, trên cánh tay dần dần xuất hiện những đường máu. Đó là di chứng của việc sử dụng mặt trời và mặt trăng đẫm máu. Xem như cậu lợi hại, nhưng nhà họ từ tôi sẽ không quên đâu. Từ phong chung nói. Sau khi nói, năng lượng của từ phong chung được cuộn lại, đưa từ Linh Anh lên và biến thành một luồng ánh sáng rồi bay ra khỏi cung điện với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đường Tuấn cười khỉnh một tiếng, đánh nhẹ một tay vào không khí. Từ phong chung đột ngột nắm lấy bàn tay phun ra một ngụm máu, nhưng không dám dừng lại mà bay về phía ngoài đại sảnh. Đường Tuấn sau đó thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn người của hai gia tộc kia. Xì si sao xì si sao. Âm hạ thu, triệu địch lâm nuốt nước miếng, ra đầu tê dại, giọng nói khẽ run, đường đạo hiếu, hai nhà chúng ta không có thủ oán với cậu. Trong vô thức, họ coi đường Tuấn như một người bạn đồng trang lứa xứng đáng là đồng đạo. Dựa vào nguyên anh đánh bại nguyên đan, chuyện này cũng chỉ có ba vị thánh nữ thánh tông đứng đầu của ba tông mới có thể làm được anh ta không phải là một học trò đại năng nào đó thực sự chứ. Triệu địch lâm không khỏi suy nghĩ. Ban đầu, ông ta tự chế nhạo mình vì suy đoán này. Nhưng bây giờ, ông ta không thể không tin, chỉ có học trò của thánh thần mới có sức lực mạnh như vậy. Nhưng ngay lập tức, ông ta cau mày, nếu thật sự là học trò của đại hóa thần thì làm sao chỉ có sáu văn. Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Bốn người nhà họ triệu và họ âm đột nhiên đứng sang một bên, không dám phát ra tiếng động. Triệu Thanh Sơn và âm thư vũ nhiều lần mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng đều không nói nữa. Trước kia hai người họ đều không quan tâm đến Đường Tuấn, thậm chí còn dùng anh làm quân cờ, nhưng bây giờ lại cảm thấy xấu hổ trước mặt Đường Tuấn. Thấy một ít người là quen biết, Đường Tuấn cũng không buồn để ý, đi thẳng vào đại sảnh. Theo đạo sĩ Trung Thanh, đây chính là Điện Long An, sức mạnh siêu nhiên của đại thừa và bí thuật mà ông ta để lại có thể chính là ở đây. Trên phiến đá trước mặt Đường Tuấn, có hai cuốn sách. Trên bìa hai cuốn sách có ghi một vài dòng chữ là Tám tinh luyện văn thuật và Thiên đằng sát. Đường Tuấn cầm hai quyển sách lên, đột nhiên hai phần kiến thức hùng vĩ xuất hiện trong đầu anh ta, hai cuốn sách biến mất. Tám tinh luyện văn thuật chính là bí thuật tu luyện thần văn. Tu luyện đến đỉnh điểm, có thể luyện ra tám văn. Tinh thần cảnh giới nguyên đan rộng lớn biết bao, trong nháy mắt, Đường Tuấn đã đọc được phương pháp tu luyện của tám tinh luyện văn thuật. Nhưng ngay lập tức, Đường Tuấn khẽ cao mày, tự nói, vậy ra đây là bí thuật ngưng tụ thần văn, cái này cũng quá tốn sức rồi. chương 1770, Đường Tuấn, tôi phải nói với cậu một chuyện. Hóa ra muốn ngưng tụ thần văn không chỉ cần bảo vật trời đất, mà còn phải có lòng kiên trì và dũng khí vô cùng lớn. Nguyên đan là khắc tinh, nếu không cẩn thận chính là kết cục chết người. Theo cuốn sách này, việc luyện tập theo 8 tinh luyện văn thuật, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 60% điều này là do kỹ thuật luyện tám văn thuật tương đối tiên tiến nếu đổi nó bằng văn thuật khác có thể còn không bằng so với việc tự mình giúp đồ yên nhi có được chín văn dễ dàng thì bí thuật này thật sự vô ích chỉ liếc mắt một cái đường tuấn không thèm nhìn nữa chuyển tâm trí sang một cuốn sách bên cạnh thiên đằng sát thiên đằng sát pháp lực đại thừa sơ cấp phân chia ma lực toàn thân thành ngàn phương hình thành một pháp lực giam lồng hình thành sức mạnh hủy diệt thiên đằng được chia thành ba lớp lớp đầu tiên có thể biến ma lực thành 10 đạo, lớp thứ hai là trăm đạo, và lớp thứ ba là ngàn đạo. Cuốn sách chỉ nói về tầng thứ nhất với một số nguyên tắc, cũng không phải quá khó, Đường Tuấn chỉ cần hít thở một vài lần là có thể hiểu được. Tâm trí khẽ động đậy, ma lực được tách ra và biến thành 10 đạo, tạo thành một chiếc lồng chỉ có thể chứa một người lớn, và một lực lượng giết người dao động trong không gian đó. Theo tính toán của Đường Tuấn, có lẽ có thể giết chết cảnh giới Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng sau đó, sắc mặt của đường Tuấn thay đổi. Với giác mộ của anh về thiên đằng sát, một từ cổ xưa trong đầu anh đột nhiên xuất hiện và phát ra một tia sáng yếu ớt, lập lè. Đồng thời, một thần văn trên nguyên đan cũng lớn mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, thần thông do thần văn đại diện này đã đạt tới trình độ đại thừa sơ cấp, sau đó là đại thừa trung cấp và viên mãn đại thừa. Chẳng lẽ chỉ cần tôi hiểu được nguyên lý của một loại thần thông đại thừa, tôi có thể mở ra ký tự cổ đại, tiến vào thần văn. Đường Tuấn trong lòng chấn động, trong đầu hiện lên một suy đoán táo bạo. Trong vòng không gian, đen nguyên tinh thậm chí còn bị mở đi rất nhiều. Đường Tuấn ước tính rằng anh vừa mới tiến cấp một thần văn tới cảnh giới đại viên mãn, tiêu hao khoảng 1% năng lượng của đen nguyên tinh, cũng là 100 viên nguyên tố trung cấp. Nhưng theo tính chất của một thần văn, càng về sau sinh khí càng tiêu hao, đen nguyên tinh này còn lâu mới đủ. Đường Tuấn chỉ có thể cười khổ, tiếp theo, anh không chỉ phải thu thập các loại pháp thuật cấp đại thừa, mà còn phải thu thập một số lượng lớn nguyên thạch. Mức tiêu thụ nhìn chung không lớn, hơn nữa 99 loại thần thông đại thừa, không được trùng lập, e rằng chỉ có 3 loại siêu năng lực của ba tông kia mới thu thập được. Suy nghĩ nguyên man trong lòng, Đường Tuấn chỉ có thể bất lực mỉm cười. Đường Tuấn, tôi phải nói với cậu một chuyện, lúc này, Triệu Địch Lâm đứng lên và nói, có thể cậu không biết nguồn gốc của Tứ Linh Anh. Ồ, nói tôi nghe đi, Đường Tuấn nói. Mặc dù từ Linh Anh sinh ra trong gia đình họ từ, mẹ anh ta được cho là đồ đệ của Nguyệt Cốc. Cách đây một thời gian, tôi nghe một người bạn nói rằng Nguyệt Cốc gần đây có một phó chủ cốc, người này có vẻ chính là mẹ của từ Linh Anh. Nguyệt Cốc có thế lực cấp 2, đứng thứ 10 trong thế giới man hoang. Thậm chí Nguyệt Cốc còn được biết đến như một trong những môn phái cấp một hứa hẹn nhất trong đại hội thăng cấp sắp tới. Triệu Địch Lâm chậm rãi nói. Sau khi nói xong, cả triệu địch lâm và âm hạ thu đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trong thế giới man hoang, có hàng trăm thế lực cấp 2, có thể xếp vào hàng 10 môn phái đứng đầu, điều này đủ cho thấy thực lực của môn phái này. Như nhà họ M và nhà họ Triệu, bọn họ chỉ có thể được coi là trung bình trở xuống. Về phần thanh đan tông, nó là môn phái dưới cùng. Thấy Đường Tuấn không có động tính gì, Triệu Địch Lâm nói tiếp, Đường Tuấn là một đại năng học trò, cho nên sẽ không để mắt đến một nguyệt cốc tầm thường như vậy. Nguyệt Cốc, muốn đến thì để họ đến đi. Đường Tuấn nhếch miệng cười. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1771 là đường Tuấn với Đỗ Yên Nhi. T. Sức mạnh hiện tại của anh có thể so sánh với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, một cảnh giới Nguyên Anh bình thường anh cũng không để mắt. Miễn là anh có đá nguyên thạch và thần thông bí thuật, anh có thể liên tục mở khóa các ký tự cổ và nâng cấp sức mạnh chỉ là một đạo thần thông thăng cấp lên viên mãn đại thừa mà khiến cho sức mạnh của anh gần như tăng gấp đôi trên cơ sở hiện có. Nếu anh tiếp tục tiến lên, pháp lực của anh sẽ mạnh đến mức nào, Đường Tuấn ngay cả nghĩ đến cũng cảm thấy khiếp sợ. Man Uyên Thành, nhà họ Từ. Trong đại sảnh, Từ Nhẫn đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ này hình như đã ngoài 30 tuổi, trông khá dễ nhìn và thân hình đẫy đà, nhưng có một chút sự kiêu ngạo ở giữa mày kể cả khi đang suy nghĩ kể cả khi đang nói chuyện với từ nhẫn cũng không che giấu từ nhẫn từ linh anh đang ở đâu tôi đến nhà họ từ theo lời của chị gái là vì muốn gặp anh ta một lần xem xem anh ta có máu bán linh không người phụ nữ cau mày giọng nói có chút không kiên nhẫn nếu không phải vì chị hiện tại là phó cốc chủ cô làm sao phải đến thành nhỏ như man uyên này còn phải nói chuyện với từ nhẫn trong lòng từ nhẫn cũng có chút tức giận nhưng nghĩ đến thân phận với bối cảnh của đối phương ông ta chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống, thấp giọng nói, Linh Anh đi ra ngoài có việc rồi. Nếu Thái Sơn thật sự là nơi ở đạo sĩ Trung Thanh, vậy thì đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời mà ngay cả Nguyệt Cốc cũng thèm muốn. Ông ta không muốn nhường cơ hội này cho người khác, cho nên cho dù người phụ nữ này không có kiên nhẫn, từ nhẫn vẫn không có ý muốn buông tay. Đi đâu, Lăng Hồng làm tôi không có thời gian ngồi đây chờ người với ông, nhanh chóng chạy đi gọi anh ta trở về đi. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Từ nhẫn đang định tùy tiện tìm một lý do lấy lệ. Nhưng đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi, chỉ một động tác, trong nháy mắt ông ta đã xuất hiện ở ngoài sân. Từ phong chung là em trai ông ta cả người bị thương đi vào nhà, mà còn ôm một người trong lòng ngực, chính là con gái ông ta từ Linh Anh. Nhưng từ Linh Anh bây giờ giống như bị đổ cả thùng máu loãng lên người, cả người từ trên xuống dưới đều là vết máu đang khô lại, có mấy chỗ máu vẫn đang còn chảy ra ngoài, Hơi thở vô cùng yếu đuối. Phong Trung, Linh An làm sao vậy? Từ Nhẫn đỡ lấy Từ Linh Anh từ trong tay Từ Phong Trung, vẻ mặt thay đổi nói. Ông có thể cảm nhận được tình huống trong cơ thể Từ Linh Anh. Nguyên đan bị đánh vỡ, kinh mạch bị thương gần 90%, Từ Linh Anh lúc này chẳng khác gì một người tàn tật, con đường tu hành hoàn toàn bị chặt đứt. Phụt một tiếng, Từ Phong Trung phun ra một ngụm máu tươi. Lúc nãy ông ta thi triển huyết sắc nhật nguyệt sau đó còn bị một trưởng của Đường Tuấn đánh chúng, có thể kiên trì trở về nhà họ Từ đã chống đỡ bằng toàn bộ ý chí. Bây giờ đã đến nhà họ Từ, tinh thần được thả lỏng, thế là vết thương trong cơ thể không thể áp chế được nữa. Nguyên anh trong cơ thể càng uể oải không có tinh thần, ngọn lửa sinh mệnh giống như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Là Đường Tuấn với Đổ Yên Nhi, Từ Phong trung cắn răng nói. Sau đó Từ Phong trung nói chuyện xảy ra trong Thái Sơn nói lại một lần. Sau khi Từ Nhẫn nghe xong, trong mắt hiện ra vẻ tức giật, nói, đội yên nhi, đường tuấn, từ nhẫn tao nhất định sẽ làm thịt chúng mày. Thái Sơn, nơi ở đạo sĩ Trung Thanh, từ nhẫn, các người cuối cùng là có bao nhiêu chuyện gạt tôi. Đúng lúc này giọng nói của Lăng Hồng Lam truyền tới. Từ nhẫn giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Hồng Lam đang dựa vào cây cột bên ngoài hành lang, vẻ mặt rất có hứng thú, ánh mắt còn lộ ra một tia tham lam. Trường 1772, Ngừng Anh Đan Lăng Hồng Lam, cô là người của Nguyệt Cốc, cô nhất định có biện pháp cứu Linh Anh. Nếu cô đã muốn xem Linh An thì cô cũng không muốn thấy Linh Anh bị phế như vậy. Từ Nhẫn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Từ Linh Anh, vội vàng nói. Lăng Hồng Lam nhìn Từ Linh Anh, nói tôi có thể cứu anh ta. Nhưng mà các người phải nói hết những tin tức bí tàng về đạo sĩ Trung Thanh nói cho tôi biết. Từ Nhẫn vội vàng đồng ý, bí tàng đạo sĩ Trung Thanh rất có thể đã tên đường tuấn kia lấy được chỉ cần cô có thể cứu Linh Anh, nhà họ từ sẽ toàn lực giúp cô. Lăng Hồng Lam lại không để bụng, cười nói, Lăng Hồng Lam tôi cần gì sự hỗ trợ của các người, một tên nhóc lục văn đã có thể đánh trưởng lão nhà họ từ thành ra như vậy, nhà họ từ các người đúng là càng sống càng thụt lùi. Nói xong Lăng Hồng Lam ngồi xổm xuống bên cạnh từ Linh Anh, cảm nhận hơi thở trong cơ thể anh ta, sắc mặt hơi thay đổi, nói, đúng là thể chất bán linh huyết. Nhưng mà thương thế khá nặng, thật sự là bị một người cảnh giới nguyên đan đánh sao lăng hồng lam nhịn không được nhìn về phía từ phong trung lại phát hiện không biết ông ta đã hôn mê từ lúc nào rồi đồ vô dụng lăng hồng lam thấp giọng mắng may mắn thể chất của cô là là bán linh huyết nếu không thì cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu được lăng hồng lam khẽ nhíu mày nói cô ta lấy ra một viên đan dược nhỏ đan dược vô cùng bí ẩn có thể khiến người khác nhìn thấy có một người đang ngồi xếp bằng ở bên trong Ngưng Anh Đan, từ nhẫn ngạc nhiên nói. Ánh mắt cũng không tệ, đúng là Ngưng Anh Đan, hơn nữa còn do một gia đình cổ đại ở Man Hoang Thành luyện ra. Bỏ đan dược vào trong miệng từ Linh Anh, Lăng Hồng Lam nói, nếu Nguyên Đan bị vỡ, chỉ cần để anh ta ngưng tụ lại Nguyên Anh, có bán linh huyết phối hợp, hơn nữa còn có Ngưng Anh Đan, xác suất thành công sẽ khá cao. Sau khi từ Linh Anh ăn Ngưng Anh Đan, Nguyên khí trời đất nhàn nhạt, nhạt bao quanh thần văn ta, giống như kén tầm. Tốc độ khôi phục vết thương trên người từ Linh Anh rất nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cùng lúc đó ở trong cơ thể của anh ta có một hơi thở mạnh hơn trước rất nhiều phóng ra ngoài. Cảm ơn, từ nhẫn thấy như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói lời cảm ơn với Lăng Hồng Lam. Lăng Hồng Lam vẫy vẫy tay, nói, nhớ những gì đã đồng ý với tôi, bí tàng đạo sĩ Trung Thanh là của tôi. Còn có những kẻ đoạt được bí tàng kia đều phải chết, đồ mà Lăng Hồng Lam muốn thì không ai có thể đụng vào. Từ Nhẫn gật gật đầu, sắc mặt cũng âm trầm, lạnh lùng nói, cũng không cần cô nói, tôi cũng muốn cậu ta chết. Nhưng mà tên nhóc kia có thể đánh bại Phong Trung, thì chắc chắn cũng có chút bản lĩnh, đến lúc đó khả năng còn cần cô ra tay giúp đỡ. Lăng Hồng Lam cười nhạo một tiếng, nói có thể. Một tên nhóc cảnh giới Nguyên Đan mà thôi, cho dù có chút thủ đoạn, Lăng Hồng Lam tôi cũng không để trong mắt. Lúc này Từ Nhẫn mới yên tâm, trong lòng thầm tính toán tuy rằng lang hồng lam cũng là cảnh giới nguyên anh trung kỳ nhưng là người nguyệt gốc thân thế của cô ta vượt xa nhà họ từ xét về thực lực hay xuất thân thì lang hồng lam đều mạnh hơn ông ta rất nhiều đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi lang hồng lam kiêu căng nhưng từ nhẫn lại không dám tức giận hoàn cảnh có mạnh mấy cũng không có tác dụng chỉ có thực lực bản thân mạnh mới là cơ bản hành lang bên ngoài thái sơn tông chủ thanh đan tông đan dương tùng đứng canh giữ bên cạnh cái xác của cổ dương với ngô tiểu trinh vẻ mặt vô cùng đau khổ, trong mắt là sự tức giận với hận thù. Tại sao? Đan Dương Tùng lẩm bẩm tự hỏi, chương 1773, thật là như vậy. Rõ ràng ông đã nói cổ Dương xin lỗi, tại sao còn muốn dùng thủ đoạn này? Ngô Tiểu Trinh đã chết ông không thèm để ý, nhưng cổ Dương chính là người ông nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, là người được chọn làm tông chủ tương lai thanh đan tông. Cứ chết như vậy làm tâm huyết nhiều năm của ông đổ sông đổ bể sao. Trong lòng ông tràn ngập lòng thù hận với sát ý. "Tông chủ, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể cứ để như vậy được. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Thanh Đan Tông, phải dùng máu mới có thể rửa sạch được." Phía sau Đan Dương Tùng vang lên hai thanh âm, người nói chuyên nhi một bà lão tóc xám trắng với một ông lão lưng hơi còng. Đan Dương Tùng nhìn qua hai vị phó tông chủ khác của Thanh Đan Tông, bà già tên là Bạch Sắt Còn lão nhân tên là Âu Thiên Dương. Cả hai người này đều là đạt tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ nhưng đều nhờ vào dùng một lượng lớn đan dược trong thanh đan tông mới có thể đột phá, nếu so thực lực thật sự chưa chắc đã mạnh bằng Đan Dương Tùng. Làm sao để báo thù đây, đến cả người hầu của bọn họ cũng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí tôi còn không thể đánh bại. Đan Dương Tùng khổ sở nói. Mặc dù trong lòng oán hận, nhưng Đan Dương Tùng lại vẫn nhớ rõ sức mạnh khủng khiếp của Thủy Thanh Lam. Tông chủ bọn họ có người hầu là nguyên anh trung kỳ thì sao chứ thành man uyên cũng không phải chỉ có một vị nguyên anh trung kỳ hơn nữa sau khi tôi rời thành còn nghe ngóng được tên nhóc kia đã khiến từ linh anh trọng thương vậy nên nhà họ từ đang chuẩn bị đối phó với hắn tôi còn nghe nói người nguyệt cốc cũng ra mặt đến khi đó cho dù là nguyên anh trung kỳ cũng đã có nhà họ từ lo liệu bạch sắt nói thật sao trong lòng đan dương tùng khẽ rung động bạch sắt nói thật là như vậy tốt lắm Đan Dương Tùng đột nhiên quay người, nhìn vào bên trong độc trướng, nói, vậy chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi, cậu ta đã giết hai học trò của Đan Dương Tùng tôi, thì nhất định tôi phải đòi lại công đạo. Đám người âm hào, Trần Lộc đứng bên cạnh thờ ơ cười lạnh. Ba vị nguyên anh sơ kỳ, trừ phi anh ta có được thực lực bằng ba người kia, nếu không hôm nay hẳn nhất định phải chết. Trong lòng đám người âm hào đều hiểu rõ điều này. Giữa trướng khí mù mịt, đường Tuấn cùng với Đỗ Yên Nhi đang đi ra khỏi Thái Sơn. Đồ Yên Nhi sau cơn chấn động cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, nhìn về phía đường Tuấn với ánh mắt kinh hãi tột độ, trên đường đi cũng không còn hoạt bát giống như trước, ngược lại trở nên trầm mặc ít nói hơn. Nếu tin tức về cửu thần Văn Nguyên Đan Đan được truyền đi chắc chắn sẽ chấn động cả thế giới man hoang. Đến lúc đó sợ là cao thủ của Tam Đại Tông đều sẽ đến đây truy hỏi bí thuật của thần Văn. Mà Độc Tông chỉ là một cái thế lực nhị đẳng, căn bản không thể ngăn nổi thế lực Tam Đại Tông điều này đối với độc tông chắc chắn không phải chuyện tốt. Bởi vậy, dù Đồ Yên Nhi có thể đột phá Nguyên Anh bất kỳ lúc nào nhưng vẫn cố gắng áp chế cảnh giới của bản thân. Mà hai nhà âm, triệu lại có thái độ ân cần khác thường với Đường Tuấn, thậm chí em mơ hạ thu còn mơ hồ lộ ra ý tứ muốn gả âm thư vũ cho Đường Tuấn. Trong mắt hai nhà này, Đường Tuấn rất có khả năng là hóa thần đại năng, nếu có thể kết giao với anh đối với sự phát triển của hai nhà đều có lợi ích lớn nhưng với những câu hỏi bóng gió của hai nhà kia, Đường Tuấn không thèm để ý. Điều anh suy nghĩ là làm sao thu thập được tin tức triệu địch lâm vô tình nói ra. Vị đạo sĩ trung thanh kia thế mà là ở mạch chính địa cầu đó. Khi Đường Tuấn nghe được điều này, trong lòng có chút ấm áp, anh có cảm giác đi tha hương lại gặp được cố nhân. Đồng thời, anh cũng biết biển tinh thần mà đạo sĩ Trung Thanh nói tới là chỗ nào. chương 1774, Nguyệt Cốc Lăng Hồng Lam, đó là một nơi có hoàn cảnh sống ác liệt tăm tối trong thế giới man hoang, nghe nói ở đó ẩn giấu một thông đạo nối thế giới man hoang với thế giới bên ngoài. Nơi đó nguyên khí trời đất mỏng manh, người muốn đến đó đều bị các môn phái thế gia xếp vào danh sách phải giết. Xem ra cần phải tìm cơ hội đi biển tinh thần một chuyến, có lẽ từ miệng thượng nguyên có thể nghe ngóng chút chuyện liên quan đến địa cầu. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, một đoàn người đi xuyên qua độc trướng, đi vào bên trong thông đạo đúng lúc này ba luồng khí thức mạnh mẽ bức bách về phía đường tuấn một âm thanh giận dữ vang lên họ đường kia mày giết học trò của tao hôm nay tao muốn mày đền mạng mà. đường tuấn ngẩng đầu nhìn về phía người đang động thủ con mắt híp lại đan dương tùng bạch sắt âu thiên dương bọn mày muốn làm gì đường tuấn còn chưa ra tay triệu địch lâm ở sau lưng đã khẽ động thân mình hét lớn một tiếng dùng tay một mực cản lại ba người kia ba người đan dương tùng nhanh chóng lùi lại trong mắt tích tụ lửa giận hừng hực, ông ta nhìn chằm chằm triệu địch lâm nói, triệu trưởng lão, đây là chuyện riêng của cậu ta và thanh đan tông chúng tôi, người nhà họ triệu thực sự muốn nhúng tay sao? Một thanh đan tông nhỏ bé cũng dám nói chuyện ở Man Uyên Thành hay sao? Lúc này âm hạ thu cũng đứng dậy. Tuy rằng quan hệ trước đây của bọn họ và thanh đan tông không tồi, nhưng so với một người có khả năng hóa thần đại năng, có thể coi là cách biệt một trời một vực, cho dù là kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào sắc mặt đan dương tùng chợt âm trầm xuống, không nghĩ tới nhà họ triệu và nhà họ âm lại đồng thời ra mặt vì đường tuấn. Nhưng mà lúc này tên đã lên cung không thể không bắn, ông ta đang muốn nói chuyện, bỗng nghe một thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa sát ý từ ngoài thông đạo vang lên, man uyên thành không tới phiên thanh đan tông nói chuyện, vậy thì đến phiên nhà họ âm các người sao? Vừa nói xong, ba luồng lưu quang ở trước mặt mọi người hóa thành ba bóng người, đứng trước mấy người thanh đan tông, hai nam một nữ. Từ nhẫn, từ viễn, mí mắt âm hạ thu giật một cái, nhận ra hai người trong đó. Nhà họ từ có ba vị cảnh giới nguyên anh trung kỳ, gồm gia chủ từ nhân, còn có từ phong trung và từ viễn. Không nghĩ tới cả hai đều tới đây, điều khiến người khác kinh hãi nhất là nữ nhân đấy đã đứng giữa từ nhẫn và từ viễn, mặc dù không lộ ra khí tức, nhưng có thể đứng trước khiến hai người từ nhẫn đã có thể tưởng tượng được ra thân phận của đối phương. Các hạ là, triệu địch lâm chắp tay về phía nữ nhân kia, cẩn thận hỏi nguyệt cốc lăng hồng lam nữ nhân thản nhiên nói lời vừa dứt đã khiến triệu địch lâm và âm hạ thu cả kinh thất thanh nói tam trưởng lão nguyệt cốc đúng vậy lăng hồng lam ưỡn ngực kiêu ngạo nói nhận được câu trả lời khẳng định triệu địch lâm và âm hạ thu lập tức đơ cứng tại chỗ không dám nói thêm một lời nào ở nguyệt cốc có năm vị trưởng lão người yếu nhất cũng đạt tu vi nguyên anh trung kỳ lăng hồng lam quét mắt nhìn hai người một cái cười khẩy nói, các người còn không tránh ra, chờ tôi ra tay sao. chương 1775, đây là nhiên huyết chi pháp. Đát đát đát, triệu địch lâm và âm hạ thu đồng thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tơ máu. Thần thông ma âm, triệu địch lâm thất thanh nói. Vừa rồi khi Lăng Hồng Lam đang nói chuyện bỗng nhiên dùng một môn đại thừa thần thông của Nguyệt Cốc, trực tiếp bước lui hai người lúc này cho dù là ai cũng có thể nhìn ra sự cách biệt giữa thực lực của Lăng Hồng Lam và hai người kia. Triệu Địch Lâm và âm hạ thu thở dài, mang Triệu Thanh Sơn và âm thư vũ lùi về hai bên, để lại hai người đường tuấn và đổ yên nhi một mình. Sau một chiêu đắc thủ, Lăng Hồng Lam chắp tay sau lưng, khóe miệng khẽ cười lạnh, nói với ba người đan dương tùng, chúc mừng ông, bây giờ ông có cơ hội báo thủ cho học trò rồi. Đan Dương Tùng sợ hãi đứng yên, như không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra. Lăng Hồng Lam nở nụ cười đầy suy tư, nói, đi thôi, giết tên đó đi. Cơ thể ba người đan dương tùng, bạch sắt và Âu Thiên Dương run lên, giống như kẻ điên, đồng thời xông tới chỗ đường Tuấn. Triệu địch Lâm nhìn thấy một màn này, dòng máu cả người đã lạnh như băng, hắn chợt nhớ tới Lăng Hồng Lam còn có một biệt danh là khôi lỗi trưởng lão. Trong năm bị trưởng lão nguyệt cốc, thực lực đại trưởng lão là mạnh nhất, nhưng nếu nói đáng sợ nhất, nhất định là Lăng Hồng Lam. Ma âm và khống tâm chi thuật của bà ta thật sự là hai loại thần thông, kể cả ở thế giới man hoang đây vẫn thần thông vô cùng khó đoán. Dưới sự khống chế vô hình của Lăng Hồng Lam, Đan Dương Tùng, ba người bạch sắt cùng Âu Thiên Dương họ đồng thời bộc phát toàn bộ sức mạnh, dùng toàn lực thúc đẩy Nguyên Anh trong cơ thể, rất nhanh sau đó trong mắt của cả ba đều tràn ngập sự dày đặc của tơ máu, thoạt nhìn giống như là huyết đồng, hơi thở toát ra trên cơ thể còn mạnh hơn gấp hai lần so với trước đó. Đây là nhiên huyết chi pháp, âm thiên thu kinh hãi la to nhiên huyết chi pháp là gì âm thư vũ hỏi lồng ngực âm thiên thu căng mạnh phập phồng vài lần ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói nhiên huyết chi pháp chính là tiêu hao năng lượng sống là phương pháp dùng để đạt được sức mạnh vượt xa bản thân hiện tại trong khoảng thời gian ngắn nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng cho dù còn sống thì sự tu luyện trong kiếp này của cả ba người đan dương tùng cũng coi như vứt bỏ hoàn toàn lợi dụng thần thông khống tâm để kích hoạt nhiên huyết chi pháp Lăng Hồng Lam còn đáng sợ hơn cả tin đồn ngoài kia. Triệu địch lâm gật đầu tán thành sâu sắc, vốn dĩ còn có ý định muốn ra mặt thay đường Tuấn nhưng cũng bị áp chế quyết liệt. Ba vị cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp đều bị Lăng Hồng Lam khống chế một cách dễ dàng. Loại sức mạnh này, đến cả người sở hữu cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ như ông ta cũng hoàn toàn phải kiêng rè. Tên nhóc này, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem thử có phải cậu đã thật sự đạt được sự kế thừa của đạo sĩ Trung Thanh hay không. Lăng Hồng Lam liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi như máu, khóe miệng hiện ra một nụ cười cay nghiệt. Mà lúc này, Nhiên Huyết Chi Pháp của ba người Đan Dương Tùng cũng đã được vận hành đến trình độ cao nhất, trên cơ thể dường như có thể thấy được màu đỏ máu nhàn nhạt, nhạt của ngọn lửa. Âm thanh của cả ba phát ra như dã thú đang gào thét, tiến đến tấn công Đường Tuấn theo ba hướng. Đối mặt với thế tấn công kịch liệt của cả ba người, sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, va chạm một trường với Đan Dương Tùng không đợi đến lúc sức mạnh của anh bộc phát bạch sắt và âm thiên dương cũng đã công kích đến rồi anh chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ bọn họ nếu ba người đan dương tùng trong trạng thái bình thường cho dù đường tuấn không phát huy hết sức mạnh thoải mái đánh một trưởng cũng có thể hạ gục nhưng ba người họ đã kích hoạt nhiên huyết chi pháp sức mạnh tăng mãnh liệt đường tuấn nhất thời không thể ứng phó lại được nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đường tuấn khi bị ba người đan dương tùng làm khó lăng hồng lam không giấu nổi nụ cười của mình nói với Từ nhẫn bên cạnh mình, nhìn thấy chưa, cùng là thế lực hai văn như nhau, đây chính là sự tranh lệch. Cậu ta có thể khiến cho Từ phong chung thương nặng, nhưng ở trong tay tôi ngay cả cơ hội bỏ trốn giữ mạng cũng không có. chương 1776, làm bộ làm tịch. Sắc mặt Từ nhẫn khó coi, nhưng không nói thêm lời nào, sức mạnh của lang hồng lam quả thực mạnh hơn so với ông ta. Bùm! Giữa sân, đường Tuấn lại bị đẩy lùi trước những đòn tấn công của ba người họ nhưng trong mắt người xem, nếu Đường Tuấn không dùng sáu văn nguyên bảo vệ bản thân mình, thì đã sớm bị ba người đan dương tùng đánh chết rồi. Lăng Hồng Lam lắc lắc đầu, nói chẳng thú vị gì. Ngay cả việc tôi cố gắng cảm thấy hứng thú cũng không được, chấm dứt đi. Nói xong, mười ngón tay mảnh khảnh của Lăng Hồng Lam liên tục run run, mà hơi thở của ba người đan dương tùng lại lớn mạnh thêm vài phần. Đáng tiếc, kho tàng bí mật của đạo sĩ Trung Thanh phải giao vào tay Nguyệt Cốc rồi. Đại hội thăng cấp tiếp theo, nguyệt cốc thăng cấp lên một bậc thế lực, đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Từ nhẫn thở dài trong lòng, không ngờ mưu đồ của ông ta nhiều như vậy, cuối cùng bao nhiêu lợi thế vậy mà thuộc về nguyệt cốc. Thì ra đây là thần thông khống tâm. Đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên. Lúc bấy giờ, trong mắt của anh, có thể nhìn thấy từng sợi tơ được hình thành từ pháp lực và vươn dài ra từ 10 ngón tay của Lăng Hồng Lam như những cái dâu quấn quanh đầu và tứ chi của ba người đan dương tùng bọn họ. Thì ra pháp lực còn có thể được dùng như thế này. Thời điểm đường tuấn giải độc từ man đà la cho triệu nguyên thanh, cũng là sử dụng pháp lực hóa thành một thứ tựa như ngân châm, để tiến hành giải độc và chữa trị. Nhưng thủ thuật này chỉ là một thay đổi nhỏ về pháp lực do đường tuấn dựa vào kiến thức y học cổ truyền mà bản thân đã học được hình thành nên. Hơn nữa sự thay đổi này rất cầu thả, giống như sử dụng chiếc dao găm đâm vào để lấy ra, tuy rằng cuối cùng cũng có thể đâm để lấy ra được nhưng dù cho xét về tính nguy hiểm hay phí thời gian tốn công sức cũng đều phiền phức hơn việc sử dụng ngân châm rất nhiều mà loại thần thông khống tâm này của lăng hồng lam chắc chắn là đã chia pháp lực ra thành rất nhiều phần một cách tinh tế mỗi một phần đều thực hiện sự khống chế tỉ mỉ nhất và rất thỏa đáng do đó đã đạt được mục đích khống chế hành vi của người khác hay nói cách khác những sợi tơ đó chính là ngân châm chỉ là quả thật nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà trước kia Đường Tuấn đã sử dụng. Vậy thì công dụng của nó không phải chỉ có thế. Trong lòng Đường Tuấn khẽ lay động, 10 ngón trên hai bàn tay liên tục run run, dường như hóa thành một cơn ảo giác. Pháp lực hết sợi này đến sợi khác bắn ra từ những đầu ngón tay của anh, nếu có thể nhìn thấy, những sợi tơ pháp lực của anh còn nhỏ hơn của Lăng Hồng Lam. Những sợi tơ pháp lực này quấn vào trong cơ thể của ba người đan dương tùng trong nháy mắt, công phu trong một nhịp thở, hoàn toàn thay thế được vị trí ban đầu những sợi tơ pháp lực của lăng hồng lam lăng hồng lam về cơ bản đã nghe được lời của đường tuấn nói không khỏi châm biếm thần thông khống tâm chính là công pháp mà cô ta đã trao đổi với nhà họ cổ của thành phố phan thiết tuy rằng chỉ là đại thừa sơ cấp nhưng so với thần thông đại thừa trung cấp bình thường còn sâu xa và khó hiểu hơn đến ngay cả cô ta đều phải tiêu tốn thời gian đến mười mấy năm để hiểu được nguyên lý trong đó luyện thành thần thông khống tâm mà muốn để hiểu được công phu một cách triệt để, cho dù là cái người nhà họ cổ kia được gọi là thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua cũng không thể làm được. Làm bộ làm tịch. Một ý nghĩ như thế vừa lóe lên trong đầu của Lăng Hồng Lam, nhưng bất chợt sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Những sợi tơ đang khống chế đám người Đan Dương Tùng của cô ta toàn bộ đã bị chặt đứt. Ngay sau đó, ba người Đan Dương Tùng vốn dĩ công kích Đường Tuấn lại đồng thời thay đổi phương hướng, đánh về hướng Lăng Hồng Lam chương 1777 cậu ngu rốt, hay là không ngu rốt đây? Lăng hồng lam nhất thời thu lại ý nghĩ ngoạn nháo của mình, vẻ mặt biến sắc, một cái hồng linh xuất hiện trong tay. Trên hồng linh tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ mờ mờ ảo ảo, tương tự như cái lư hương mà em mờ thư vũ đoạt được trong hội đấu giá trước đây, nhưng so với lư hương nó lại mạnh hơn mấy chục lần. Bảo khí Hồng linh này quả nhiên là một vật bảo khí. Tên kia, cậu tìm đến chỗ chết rồi lăng hồng lam gầm lên một tiếng hồng linh trong tay hóa thành một mảng màu đỏ hư ảo bao phủ hết cả ba người đan dương tùng bùm rầm rầm ba âm thanh trầm thấp khó chịu liên tiếp vang lên ảo ảnh tan đi ba người đan dương tùng đã té nhào trên mặt đất không thể thở nổi lăng hồng lam bước một bước về phía đường tuấn sắc mặt âm trầm nói giao bí thuật ra đây tôi sẽ để cho cậu được toàn mạng một cảnh giới nguyên đan hèn mọn như thế vậy mà lại có thể chặn được bí thuật khống tâm của cô bí thuật dị thường kia nói không chừng có thể làm cho cô có cơ hội tiến thêm một bước đường tuấn sắc mặt lộ ra vẻ tức giận khó có thể có được chút suy nghĩ này có thể kết hợp việc tu hành và y thuật cùng nhau lại bị con người này đánh gãy một cách thô bạo cảm giác này tất nhiên khó chịu biết bao ngẩng đầu lên anh nhìn về phía lăng hồng lam nhẹ giọng nói cô làm tôi rất tức giận lăng hồng lam ngẩn ra không khỏi cười nói ồ vậy thì sao chứ vậy thì tìm đường chết đi âm thanh của đường tuấn lạnh lùng âm rầm rầm một viên khắc hội nguyên đan của sáu đạo thần văn xuất hiện trên đỉnh đầu của anh đường tuấn vươn tay thi triển một chiêu nguyên đan lập tức di chuyển về phía lăng hồng lam lăng hồng lam thấy thế sự châm biếm trong ánh mắt càng sâu sắc hồng linh trong tay quấn lấy nguyên đan dám sử dụng nguyên đan như một vũ khí cậu vẫn là người đầu tiên không biết nên nói rằng là cậu ngu dốt hay là không ngu dốt đây từ nhẫn và từ viễn cũng đều lắc lắc đầu nói dùng nguyên đan để đối kháng với bảo khí hồng linh của lăng hồng lam tư tưởng của cậu nhóc kia chắc chắn là điên mất rồi nguyên đan liên quan đến tính mạng và tu vi người bình thường hận không thể bảo vệ nó bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp cũng giống như từ linh anh sau khi nguyên đan bị đánh nát nếu như không phải ngưng anh đan và lăng hồng lam ra tay đã chết đến không thể chết nữa từ lâu Nguyên đan yếu ớt như vậy, lại có thể có người dám coi nó là vũ khí mà ném ra, đây không phải là chán sống rồi sao? Trong lòng Triệu Thanh Sơn và Âm Thư Vũ cũng thầm mắng một tiếng, làm bậy. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cuối cùng thì nguyên đan của Đường Tuấn và bảo khí tụ hồng lăng cũng va chạm vào với nhau. Áp lực cực lớn rơi trên tụ hồng lăng, toàn bộ hồng lăng đều có chút biến hóa. Sắc mặt của lăng hồng lam thay đổi, dường như viên nguyên đan này có chút nặng nề. Xoẹt suy nghĩ của lăng hồng lam vừa mới xuất hiện thì những tiếng vải vóc bị xé rách vang lên đồng thời khí tức trong cơ thể cô ta chấn động sắc mặt tái nhợt mấy phần cô ta kinh hãi nhìn đi chỉ thấy bảo khí tụ hồng lăng của cô ta lại bị viên nguyên đan kia xé thành hai mảnh sau khi xé rách tụ hồng lăng nguyên đan tiếp tục rơi xuống chuẩn xác mà nện chúng vào ngực của lăng hồng lam phụt lăng hồng lam phun ra một ngụm máu tươi trong đầu quanh quẩn một câu làm sao có thể chương 1778, nhà họ từ không dám. Vừa rồi khi bị nguyên đan đập chúng, khiến cô ta có thêm một hiểu biết mới đối với viên nguyên đan kia, nặng nề và cứng rắn. Loại cảm giác không thể phá vỡ đó, hoàn toàn không giống như một viên nguyên đan, mà giống như một món bảo khí thậm chí là linh khí. Trong Nguyệt Cốc cũng có một món bán linh khí, cô ta đã từng nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng cũng không dữ dội bằng loại cảm giác nguy hiểm mà viên nguyên đan kia mang đến cho cô ta đáng chết lăng hồng lam mắng một câu lăng hồng lam không chút do dự quay người bay ra ngoài thông đạo của thái sơn đối mặt với một món linh khí đừng nói là cô ta cho dù là người có cảnh giới nguyên anh hậu kỳ cũng có thể mất mạng phải biết rằng linh khí là vũ khí đặc trưng của hóa thần đại năng đã đi được rồi sao giọng nói mang theo tức giận của đường tuấn vang bên tai của lăng hồng lam ầm ầm nguyên đan lại rơi xuống lần nữa lăng hồng lam quay đầu nhìn chỉ thấy viên nguyên đan màu trắng nhà kia giống như một ngôi sao băng, cách cô ta càng ngày càng gần, mang đến cho cô ta áp lực vô cùng nặng nề. Thậm chí cô ta có thể nhìn thấy những đường vân lít nhà lít nhít trên nguyên đan, giống như thần văn, có gần cả trăm đường. Thần văn, tại sao có thể có nhiều thần văn như vậy? Đây là suy nghĩ trong đầu của Lăng Hồng Lam trước khi chết. Nguyên đan nện xuống, không có bất kỳ sự bất ngờ nào, ngay cả nguyên anh trong tử phủ của Lăng Huyền Lam cũng bị nện cho nhão nhuệt chết đến mức không thể chết thêm nữa. Đường Tuấn thu hồi nguyên đan, vừa rồi trong lúc cấp tốc thôi động nguyên đan, thế mà suýt chút nữa đã làm bại lộ thần văn trên nguyên đan. May là Lăng Hồng Lam người duy nhất nhìn thấy thần văn đã chết rồi. Nguyên đan chìm vào tử phủ, trong lòng đường Tuấn càng thêm phiền muộn, ngay cả bảo khí cũng không thể nào đập nguyên đan ra sao. Vừa rồi anh có một linh cảm đột nhiên xuất hiện, muốn thử xem có thể dùng bảo khí bổ nguyên đan ra hay không, kết quả chính là bảo khí thụ hồng lăng cũng bị xé rách, mà nguyên đan của anh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ưng ừ ực, ừ, bọn người từ nhẫn và từ viễn nuốt một ngụm nước bọt. Lăng hồng lam của Nguyệt Cốc đỉnh đỉnh đại danh, thế mà lại bị một tu sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn đập cho chết tươi. Bỗng nhiên, cơ thể của hai người bọn họ cứng đờ. Đưa mắt nhìn đi, đúng lúc trông thấy đường tuấn cười như không cười mà nhìn bọn họ, hai người vẫn muốn bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh sao. Từ viễn liên tục không ngừng lắc đầu nói, nhà họ từ không dám. Triệu địch lâm và âm hạ thu cũng mở miệng phụ họa. Trong thông đạo, bốn vị tu sĩ cường đại có cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ cùng nhau cúi người với Đường Tuấn, mà điều khiến bọn họ e ngại, chỉ là một người có cảnh giới Nguyên Đan mà bọn họ chưa từng xem ra gì. Còn về những đệ tử khác của ba nhà, thì đều quỳ dạp trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Man Uyên Thành, nhà họ từ. Hửm, mình chưa chết, từ Linh Anh từ từ mở hai mắt ra, đầu tiên là mờ mịt, sau đó thì bị sự thay đổi trong cơ thể làm cho ngây người. Trong tử phủ của anh ta, viên nguyên đàn ngũ văn kia đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một đứa bé lớn chừng bàn tay. Hai mắt của đứa bé nhắm nghiền, làm tư thế khoanh chân, ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi thiền, từng luồng pháp lực chui vào lại chui ra ngoài từ trong mũi của nó. Đây là nguyên anh, mình ngưng kết nguyên anh rồi. Từ Linh Anh cảm nhận được năng lượng khổng lồ lớn mạnh gấp mấy lần trong cơ thể, nhịn không được thất thanh nói. chương 1779, anh ta, giết chết Lăng Hồng Lam. Đồ Yên Nhi, Đường Tuấn, các người không ngờ tới đúng không? Từ Linh Anh siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra ý nghĩ giết chóc. Bịch, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, từ phong trung sông vào với vẻ một kinh hãi. Chú ơi, cháu đã đột phá Nguyên Anh rồi, từ Linh Anh nói. Anh ta nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này cho Từ Phong Trung. Từ Phong Trung nghe vậy, vỗ vỗ vai của Từ Linh Anh, nói, cô gái Lăng Hồng Lam kia quả thật không có gạt nhà họ Từ chúng ta. Từ Linh Anh khẽ nhíu mày, nói, Lăng Hồng Lam là vị tam trưởng lão nổi danh với Ma Âm và Khống Tâm Thần Tông của Nguyệt Cốc kia sao? Từ Phong Trung gật đầu nói, chính là cô ta. Sau đó, ông ta nhanh chóng nói một lần về chuyện Lăng Hồng Lam và ngưng anh đan ra tay đường tuấn và đồ yên nhi đó đã chết chưa nghe thấy từ phong trung nói lăng hồng lam đi tìm đường tuấn gây phiền phức mặc dù từ linh anh có chút khó chịu vì không thể tự tay trả thù nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi cho dù là bị lăng hồng lam đánh chết anh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha hai người họ như thế biểu cảm trên mặt từ trung phong trở nên vô cùng kỳ quái nói chưa chết ha 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 vậy thì thật là tốt đúng lúc cho cháu cơ hội tự tay trả thù chú chúng ta đi ngay bây giờ nói xong, từ Linh Anh kéo lấy từ Phong Trung muốn đi ra ngoài. Nhưng mặc cho từ Linh Anh có kéo thế nào, từ Phong Trung cũng không nhúc nhích, trên chân giống như buộc một tảng đá to lớn ngàn cân, khiến ông ta không thể nhấc chân ra được. Vừa nãy cha của cháu truyền tin tức đến, Đường Tuấn dùng nguyên đan đập chết lang hồng lam. Ông ấy còn bảo cháu không nên kích động, nếu không đến lúc đó ngay cả nhà họ từ cũng không bảo vệ được cho cháu. Từ Linh Anh vừa định tra hỏi, giọng nói của từ Phong Trung đã truyền đến từ phía sau lưng mỗi một lời giống như một con dao, mạnh mẽ đâm vào tim của Từ Linh Anh. Anh ta, giết chết Lăng Hồng Lam, Từ Linh Anh cứng đờ tại chỗ, thân thể cũng hơi run rẩy. Đại sảnh của nhà họ Từ, Đường Tuấn ngồi ở vị trí chủ, mấy vị đại biểu của ba nhà ngồi ở phía dưới, đều là cảnh giới nguyên anh trung kỳ, hoặc chính là cấp bậc tộc lão, hoặc chính là chủ của một nhà. Còn về đám tiểu bối Từ Linh Anh, thì đứng ở sau lưng trưởng bối nhà mình, ngay cả tư cách ngồi xuống cũng không có. Thủy Thanh Lam đứng bên cạnh Đường Tuấn, nhìn những người của ba nhà ở phía dưới, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Suy tính thế nào rồi?" Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Người của ba nhà cùng nhau ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Yêu cầu của Đường Tuấn rất đơn giản, mỗi người giao ra nhất môn đại thừa thần thông thì sẽ không làm khó bọn họ nữa. Nhưng mà đại thừa thần thông chính là bí thuật vô cùng quý giá của thế gia bọn họ, là mấu chốt cho sự cường thịnh của gia tộc. Làm sao bọn họ nỡ giao ra chứ? Nhưng không giao ra, ai có thể chịu được một cú nện bằng nguyên đan của Đường Tuấn? Qua thật lâu, Triệu Địch Lâm người có thực lực yếu nhất trong ba nhà đứng lên, đưa ra một quyển sách, đây là nhất môn đại thừa thần thông duy nhất của nhà họ Triệu tôi đông kết. Chương 1780, lại thất bại rồi. Là người nổi bật trong thế lực cấp 2, tình hình phát triển mấy năm nay của Nguyệt Cốc rất nhanh chóng. Cốc chủ Nguyệt lung linh thần bí khó lường. Một thân thực lực trong cấp bậc của những môn chủ thế lực cấp 2 cũng được xem là vô cùng lớn mạnh, thậm chí có người nói tu vi của cô ta đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới Nguyên Anh. Ngoại trừ điều đó ra, người nổi danh nhất Nguyệt Cốc những năm gần đây chính là vị phó cốc chủ Phục Lạc Dương vừa lên chức không lâu trước đó, trên người có thể chất bán linh huyết, bàn luận về thực lực thì không yếu hơn cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao bao nhiêu. Lúc này ở một nơi nào đó trong động phủ của Nguyệt Cốc, một cung trang mỹ phụ đột nhiên mở mắt ra bên trong một đôi mắt phượng ẩn chứa lửa giận khủng khiếp hồng lam chết rồi ngay lúc nãy bà ta cảm ứng được mệnh bài lăng hồng lam cất giữ trong nguyệt gốc đã vỡ vụn khí tức của sinh mệnh cũng tiêu tan một man uyên thành lại có người có thể giết chết hồng lam xem ra man uyên thành xảy ra biến cố không nhỏ nhưng mà khí tức của linh anh vẫn còn dường như còn mạnh hơn rất nhiều là muốn ép mình đến đó sao thú vị đấy cung trang mỹ phụ thấp giọng lẩm bẩm nói phía sau bà ta ánh sáng lập lè, trong mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng một con thú hung ác không biết tên với khuôn mặt dữ tợn đang ra sức gào thét. Không ngờ rằng bán linh huyết thức tỉnh, thế mà lại có thể tiến hóa ra linh thần, như vậy sau này xác suất mình đột phá hóa thần cũng tăng lên rất nhiều. Người phụ nữ xinh đẹp nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười nhạt, lại cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Cung trang Mỹ phụ chính là phó quốc chủ của Nguyệt Quốc Phục Lạc Dương, mẹ ruột của Từ Linh Anh. Tâm niệm vừa động, Ánh sáng phía sau lập tức biến mất, lúc này Phục Lạc Dương mới chậm rãi ra khỏi động phủ, bên ngoài động phủ có mấy đệ tử của Nguyệt Cốc đang đứng ở đó. "Cố Vân Minh ở đâu?" Phục Lạc Dương hỏi. "Cô Cố đang tu hành ở Hồ Lẫm Nguyệt." Đệ tử trả lời. Phục Lạc Dương khẽ gật đầu rồi đi về phía Hồ Lẫm Nguyệt. Hồ Lẫm Nguyệt nằm ở phía tây của Nguyệt Cốc, bình thường có không ít nam nữ đệ tử đều hẹn nhau ở đây đi bộ và thưởng thức phong cảnh. Nhưng hôm nay Hồ Lẫm Nguyệt lại vô cùng yên tĩnh gần như không nhìn thấy một bóng người. Lại thất bại rồi. Hồ Lẫm Nguyệt yên tĩnh, một giọng nói tức giận vang lên. Trong mái đình ở giữa hồ, một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu đỏ đang nhíu mày lại, nhìn một con cá chép màu đỏ trong tay mình. Những sợi tơ lít nha lít nhít vươn ra từ đầu ngón tay của cô, đâm vào mọi chỗ trên cơ thể con cá chép. Những sợi tơ này rất giống với những sợi tơ pháp lực sinh ra từ khống tâm thần thông của Lam Hồng Lam, nhưng nó lại bền chắc hơn, dùng mắt thường là có thể nhìn thấy. Hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn, ít nhất cũng có gần cả trăm sợi. Khi những sợi tơ đâm vào cơ thể của con cá chép, con cá chép bỗng nhiên nhảy lên thật cao, khí tức liên tiếp tăng vọt. Ầm, uhm, con cá chép bỗng nhiên nổ tung, thịt, máu và xương bắn tung tóe khắp nơi. Cô gái nhíu mày lại càng sâu hơn, pháp lực tự động thiết lập một tấm lá chắn, ngăn cho những thứ dơ bẩn kia dính lên người mình những sợi tơ pháp lực không có đối tượng để đâm vào, chúng tùy ý bay bổng trong không trung, tựa như những sợi xúc tu màu trắng, trông có vẻ quỷ dị và đáng sợ. Cô gái cũng không có ý muốn thu hồi những sợi tơ pháp lực này, cô ấy cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất, thấp giọng hỏi, vẫn không được sao. Audio điện tử võ tấn bền chương 1781, Lăng Hồng Lam chết rồi. Xung quanh cô ấy, vậy mà đều là xác của những con cá chép dày đặc, nội tạng, xương cốt và máu tươi hòa lẫn với dịch nhầy còn có mùi cá tanh nồng nặc tỏa ra ra một mùi hương không thể nào hình dung được chỉ người một chút cũng có thể nôn ra nhưng cô gái lại giống như không hề cảm nhận được điều đó vân minh quả nhiên cô vẫn liều mạng tu hành như vậy lúc này một giọng nói truyền tới từ ven bờ hồ phục lạc dương chân đạp nước hồ nhẹ nhàng đáp xuống bên trong mái đình bà ta nhìn xác của những con cá chép đầy dưới đất lông mày khẽ nhíu lại một cái nhưng người khác không thể phát hiện ra, tay áo vung lên, những xác cá dày đặc bị bà ta dọn dẹp sạch sẽ. Vân Minh, nếu cô muốn làm thí nghiệm, nguyệt cốc của tôi cũng có không ít người hầu đầy tớ, cô tùy tiện tìm một vài người làm thí nghiệm, chẳng phải là tốt hơn sao. Phục Lạc Dương mở miệng nói. Cố Vân Minh lắc đầu, chỉ là tâm huyết dân chào thôi. Dược nô, nhà họ cố tôi có rất nhiều, không cần phải làm phiền đến phó cốc chủ. Đối với sự từ chối của cô gái, Phục Lạc Dương cũng không để ý. Nhìn những sợi tơ pháp lực lít nha lít nhít trên đầu ngón tay của Cố Vân Minh, sắc mặt của Phục Lạc Dương thay đổi, hỏi cô đã bước vào bách cảnh rồi. Cố Vân Minh khẽ cười một tiếng, những sợi tơ pháp lực kia chui vào trong cơ thể, trong chớp mắt biến mất một cách sạch sẽ mới đột phá hai ngày trước. Trong lòng của Phục Lạc Dương chấn động, nhà họ Cố là đan y thế gia, tham gia vào hai ngành nghề là luyện đan và y thuật. Dường như mỗi một người của nhà họ Cố đều là những y sư tiếng tăm lừng lẫy. Còn công pháp của nhà họ Cố chính là ngưng thực pháp lực thành những thứ giống như sợi tơ nhỏ, những sợi tơ này sử dụng bí thuật của nhà họ Cố để phối hợp với các loại năng lực thần kỳ khác nhau, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Khống tâm thần thông của Lăng Hồng Lam chẳng qua chỉ là một loại trong số đó. Mà cảnh giới công pháp của nhà họ Cố phân chia cũng là dựa vào số lượng sợi tơ pháp lực hóa ra bao nhiêu để làm căn cứ chủ yếu chia làm các cảnh, thập cảnh, bách cảnh, thiên cảnh và vạn cảnh. Đừng tưởng rằng ngưng thực một sợi tơ pháp lực rất đơn giản, thật ra rất khó. Đầu tiên phải có một sự hiểu biết đầy đủ đối với chất lượng và số lượng về pháp lực của bản thân, sau đó không ngừng nén pháp lực để nó có thể vừa cứng rắn vừa mềm mại, cuối cùng còn phải đạt tới sự khống chế hoàn hảo đối với mỗi sợi tơ pháp lực, như cánh tay để sai xử. Phần lớn học trò trẻ tuổi của nhà họ Cố đều ở cá cảnh và thập cảnh ngoại trừ cố vân minh ra, tối đa cũng chỉ ngưng luyện ra hơn 30 sợi tơ pháp lực. Còn bách cảnh, là một ngưỡng cửa lớn, có thể ngưng thực pháp lực hùng hậu thành ít nhất 100 sợi tơ pháp lực, và khống chế một cách hoàn hảo. Ở nhà họ cố, muốn đạt tới cảnh giới này, cơ bản đều là những trưởng lão có cảnh giới nguyên anh sống ít nhất trăm năm. Còn cố vân minh, nếu bà ta nhớ không lầm, có lẽ là mới 40 tuổi thôi. Trong những người bình thường ở tuổi này đã xem là rất lớn rồi, nhưng trong những người tu hành, chỉ có thể coi là tuổi trẻ. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt nhất của nhà họ Cố mà. Trong lòng Phục Lạc Dương cảm thán nói, "Phó cốc chủ, bà đến tìm tôi có chuyện gì không?" Cố Vân Minh khịt mũi một cái, giọng nói không có chút dao động nào, giống như chuyện cô ấy đột phá bách cảnh là điều đương nhiên. Phục Lạc Dương hơi bình tĩnh tâm trạng một chút, Lăng Hồng Lam chết rồi. Ai giết vậy?" Cố Vân Minh hỏi. Phục Lạc Dương lắc đầu, nói tạm thời vẫn chưa rõ lắm tôi sai cô ta đến màn Uyên Thành, thăm hỏi Linh Anh một chút, không ngờ là ngay vừa nãy, ngọc bài sinh mệnh của cô ta vỡ vụn rồi. chương 1782, chỉ tới đại thừa sơ cấp. Cố vân minh cao mày, nói, nói thế nào Lăng Hồng Lam cũng có chút tình cảm với nhà họ cố tôi, bà định làm thế nào. Phục Lạc Dương vội vàng nói, điều tra ra sự thật, tôi sẽ đưa hung thủ đến nhà họ cố. Thực lực của Lăng Hồng Lam bình thường, nhưng nghe nói cô ta có quan hệ không rõ ràng với một vị lão tổ của nhà họ cố, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cô ta có thể đổi lấy khống tâm thần thông từ nhà họ cố. Cố Vân Minh nói, không cần đâu, tôi đi chung với bà đến Man Uyên Thành, đúng lúc tôi cũng cần tìm kiếm dược nô mới, hy vọng có thể tìm được người phù hợp. Cơ thể Phục Lạc Dương run lên, cái gọi là dược nô là những người chuyên môn dùng để thử thuốc và thử châm trong những y thuật thế gia như nhà họ cố, là người sống sờ sờ mà một khi trở thành dược nô của nhà họ cố, gần như là sống không bằng chết. Đặc biệt là vị phục lạc dương trước mặt này, đừng thấy bà ta yếu yếu đuối đuối, nhưng dược nô bị bà thử châm thử thuốc hại chết không có một ngàn cũng có hơn mấy trăm. Vì để cho cố vân minh tu luyện và nghiên cứu, thậm chí có lần nhà họ cổ đặc biệt mua một người tu hành có cảnh giới Nguyên Anh cho cô ấy làm dược nô, nhưng chỉ một tháng, người tu hành cảnh giới Nguyên Anh kia đã nổ tung cơ thể mà chết. Sự nguy hiểm khi làm dược nô của cố vân minh, nguy hiểm hơn những dược nô khác của nhà họ cố không biết bao nhiêu nhưng nhà họ cố vẫn không ngăn cản bởi vì thiên phú của cố vân minh thật sự là quá kinh khủng không chỉ thể hiện trên khía cạnh tu hành mặc dù cố vân minh của bây giờ đã luyện được thần văn thứ bảy thậm chí sự hiểu biết đối với công pháp cũng vượt xa trưởng lão cảnh giới nguyên anh của nhà họ cố một chút bởi vậy địa vị của cố vân minh ở nhà họ cố vô cùng đặc biệt thậm chí ngay cả gia chủ cũng phải nể cô ấy ba phần trong sân nhà họ từ Đường Tuấn đang nhìn vào Tam môn bí tịch đại thừa thần thông mà ba nhà đưa ra, theo thứ tự là thần thông đông kết của nhà họ Triệu, phá dương của nhà họ M và nhất nguyên kích của nhà họ Từ. Tam môn thần thông đều là thần thông đại thừa sơ cấp, nhất nguyên kích của nhà họ Từ sẽ hơi mạnh một chút. Bắt đầu thôi, Đường Tuấn lật quyển bí tịch nhất nguyên kích ra. Nhất nguyên kích là ngưng kết pháp lực toàn thân tại một điểm, bộc phát ra đòn tấn công lớn mạnh vượt qua thực lực của bản thân. Trong vòng mấy phút, Đường Tuấn đã hoàn toàn hiểu được nguyên lý của nhất nguyên kích, cũng thử nghiệm loại cảm ngộ dung hợp kia trên nguyên đan, nguyên đan trong tử phủ bắt đầu rung động. Tới rồi, sắc mặt của đường Tuấn nghiêm nghị. Rốt cuộc suy đoán của bản thân có chính xác hay không, thì chỉ phụ thuộc vào lần này thôi. Trong nguyên đan, một đạo thần văn sáng lên từng chút một theo sự dung hợp của đường Tuấn. Thể thích của thần văn đã lớn hơn rất nhiều, bỗng nhiên đạt đến cấp bậc đại thừa thần thông, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng cường. Sau mấy hơi thở, sự tăng cường của thần văn dừng lại, chỉ tới đại thừa sơ cấp, Đường Tuấn cảm ứng được cường độ của thần văn, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau khi lĩnh ngộ thiên đàng thuật của đạo sĩ Trung Thanh, một đạo thần văn đã tăng cường đến tình trạng đại thừa viên mãn. Nhưng bây giờ, anh đã lĩnh ngộ được nhất nguyên kích, nhưng thần văn chỉ tăng cường đến đại thừa sơ cấp. Chương 1783, em phải quay về rồi. Vốn dĩ còn tưởng rằng 99 quyển bí tịch thần thông là đủ rồi, không ngờ rằng đại thừa thần thông bình thường vẫn không được. Đường Tuấn cười khổ, đạo sĩ trung thanh là người tu hành có thể so sánh với ông lớn hóa thần, trong tay mới có loại bí tịch thần thông chỉ thẳng ra ngọn nguồn như thiên đàng thuật, những thế gia giống như nhà họ Từ hoàn toàn không có. Thậm chí anh nghi ngờ rằng toàn bộ thế giới man hoang có nhiều thần thông đẳng cấp cao như vậy để cung cấp cho anh tu luyện hay không. Không chỉ có như thế, sau khi tu luyện ba đạo thần thông đen nguyên tinh lại tiêu hao gần một phần trăm số lượng. Điều này khiến đường Tuấn lại cảm thấy đau lòng. Thần văn đại thừa sơ cấp đối với sự tăng cường của thực lực rất có hạn đó. Đường Tuấn cảm ứng tình hình của pháp lực trong cơ thể, đoán chừng sau khi ngưng luyện ba đạo thần văn cấp bậc đại thừa, có lẽ thực lực sẽ tăng cường thêm một nửa. Nhưng mà có chút ít còn hơn không, đường Tuấn tự an ủi mình. Sau khi tu luyện xong tam môn đại thừa thần thông, đường Tuấn cũng không ngừng tu luyện, mà là hồi tưởng lại cảm ngộ khi chiến đấu với Lăng Hồng Lam lúc trước. Nén pháp lực, ngưng thực, phóng thích. Khi Đường Tuấn dùng tâm niệm dẫn dắt pháp lực, một sợi tơ pháp chui ra từ đầu ngón tay của anh, giống như cảnh liễu màu trắng phất phới trong gió. Sợi tơ pháp lực này rõ ràng hơn sợi tơ khi ngưng kết ở Thái Sơn lúc trước. Nó đang không ngừng biến đổi theo suy nghĩ của Đường Tuấn. Ngay sau đó, lại có thêm một sợi tơ pháp lực chui ra ngoài, một sợi lại một sợi. Không lâu sau, 10 đầu ngón tay của đường Tuấn đã bị những sợi tơ pháp lực quấn lấy, trên mỗi một ngón tay, đều có ít nhất trăm sợi tơ pháp lực. Còn đường Tuấn sắc mặt chỉ trở nên nghiêm túc một chút, hiển nhiên anh còn có nhiều sức mạnh hơn. Mỗi một sợi tơ pháp lực đều tương đương với một vật trung gian, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh tương đương với một phần 10 thực lực của mình. Cảm nhận được sự dao động truyền đến từ trên sợi dây pháp lực, sắc mặt của đường Tuấn hơi thay đổi. Thiên cảnh Lúc này, bỗng nhiên ngoài sân có một giọng nói kinh ngạc vang lên. Đường Tuấn nhìn qua, đúng lúc trông thấy Đỗ Yên Nhi đang dùng tay che miệng nhỏ với vẻ mặt kinh ngạc. Đường Tuấn thu sợi tơ pháp lực lại, khẽ nhíu mày hỏi cái gì gọi là thiên cảnh. Đỗ Yên Nhi dùng một ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Đường Tuấn, nói đó là một loại phân cấp cảnh giới của đan y thế gia nhà họ cố. Sau khi nghe xong giải thích của Đỗ Yên Nhi, Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, trong lòng cũng có thêm một phần hứng thú đối với nhà họ Cố. Thiên cảnh, là cảnh giới mà một vài trưởng lão uy tín lâu năm có cảnh giới nguyên anh của nhà họ Cố mới có thể đạt được. Nghe nói những năm gần đây nhà họ Cố xuất hiện một vị thiên tài, nhưng vị thiên tài đó mới đột phá thập cảnh mười mấy năm trước. Đồ Yên Nhi che lấy miệng nhỏ, thất thanh nói. Đường Tuấn cũng chỉ cười cười, loại sợi tơ pháp lực này chẳng qua là vi thao đối với pháp lực mà thôi. Điều cần thiết chính là tinh thần lực lớn mạnh và pháp lực thật lớn, mà những thứ này vừa hai anh đều có được. Em phải quay về rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, đội Yên Nhi bỗng nhiên nói. Vẻ mặt của cô gái nhìn có chút không nỡ, cũng không phải là bởi vì thích Đường Tuấn, mà là bởi vì cô ta tìm được một cảm giác của người thân trên người Đường Tuấn. Chị gái ruột được mệnh danh là thiên tài và tương lai của độc tông, lại một lòng chỉ muốn tu luyện, rất ít khi quan tâm tới cô ta. Đây cũng là lý do cô ta hờn dỗi chạy ra khỏi độc tông. Rời khỏi độc tông lâu như vậy, vẫn chưa có ai ra ngoài tìm cô ta, có lẽ ngay cả chị gái của mình cũng không phát hiện cô ta rời đi. Nếu như có thể, cô ta lại muốn ở mãi bên cạnh đường tuấn. Dù sao thì cũng thú vị hơn nhiều so với độc tông âm u đầy tử khí kia. Chương 1784 AH, tiểu thư tha mạng, ngoặc kép. Nhưng bây giờ không được rồi. Nguyên đan cửu thần văn ngưng tụ trong cơ thể cô ta càng ngày càng bạo động, gần như khiến cô ta sắp áp chế không nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới nguyên anh. Nhưng không có người khác hướng dẫn, đội Yên Nhi chỉ có thể cố nén. Cho đến hai ngày nay, dường như nguyên đan sắp nứt ra, cô nhất định phải trở về tông môn cầu xin giúp đỡ. Ừm, Đường Tuấn đưa tay ra, xoa xoa đầu của cô gái, nói, "Trở về cũng tốt, lần sau không được chạy lung tung nữa." một luồng pháp lực từ trong lòng bàn tay của đường tuấn tràn vào cơ thể đồ yên nhi chấn áp sự bạo động của nguyên đan một cách nhẹ nhàng luồng pháp lực này có thể giúp em chấn áp nguyên đan mấy ngày đủ để em trở về độc tông tiến hành đột phá đường tuấn mỉm cười nói đối với việc đường tuấn tiện tay đã chấn áp được nguyên đan đồ yên nhi không có một chút kinh ngạc nào mấy ngày nay đi theo bên cạnh đường tuấn cô ta đã từng nhìn thấy quá nhiều chuyện có thể gọi là kỳ thích nguyên đan cửu vân Nguyên đan vượt cảnh giết chết Nguyên Anh. Bất kỳ một sự việc nào đối với cô ta của lúc trước mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ lại chân thật xảy ra bên cạnh mình. Trong mắt của cô ta Đường Tuấn đã trở nên càng lúc càng thần bí. Sau khi em trở về đột phá xong, em sẽ dẫn bọn người chị em đến cảm ơn anh, có thể sẽ giúp đỡ được anh đường đối phó với Nguyệt Cốc. Đồ Yên Nhi quan tâm nói, mặc dù thế lực của Độc Tông không khác gì châu chấu đá xe khi so sánh với Nguyệt Cốc. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, nói em yên tâm đột phá là được rồi, chuyện của Nguyệt Cốc Anh sẽ tự mình xử lý. Đồ Yên Nhi không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt lại không mảy may giảm bớt. Sau khi đồ Yên Nhi đi, đường Tuấn tạm thời ở lại Man Uyên Thành. Thực lực của anh phát triển quá nhanh, phải cần một khoảng thời gian để thích ứng, đồng thời cũng có thể tìm hiểu về thế giới man hoang sâu hơn một chút. Trên đường đến thành Long An có một đội ngũ hàng chục người đang di chuyển ở giữa đám người là một chiếc kiệu lớn được hơn 10 người đàn ông cường tráng cùng nâng. Những người đàn ông cưỡng tráng này không phải là người bình thường, từ hơi thở của bọn họ mà xem, bọn họ vậy mà là đạo sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn. Cảnh giới nguyên đan viên mãn ở thành Long An đều được xem như những cao thủ nhỏ, nhưng ở đây chỉ có thể là người nâng kiệu. Ngoại trừ trai tráng nâng kiệu ra thì còn một vài cô gái nhỏ mặc váy hồng, hoặc là thị nữ hoặc là đệ tử, nhưng tu vi đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn. Nhìn vào đội nghĩ này thì có thể tưởng tượng được người ngồi trong kiệu có thân phận cao quý đến mức nào. Ở phía trước đội ngũ có cắm một lá cờ, trên lá cờ vẽ hình bán nguyệt chìm dưới sơn cốc. Nếu như có người nhìn thấy nó, thì chắc chắn sẽ nhận ra nó đại diện cái gì. Trong giới man hoang, thế lực tồn tại đứng thứ hai ở đỉnh đầu, nguyệt cốc. A hát, tiểu thư tha mạng, ngoặc kép. Trong kiệu bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo một bóng người từ trong kiệu bay ra thân ảnh kia cả người đỏ bừng, tỏa ra một hơi thở cực kỳ nóng bức, cứ như là một khối sắt bị nung nóng. Khói trắng chậm rãi bay ra từ trong khiếu huyệt, hai mắt đỏ bừng như máu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. chương 1785 biến thái. Hơn 10 người đàn ông nâng kiệu thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình cường trái không khỏi run dày. Người kia vốn dĩ cũng là một trong những người nâng kiệu, bởi vì công phu tu hành có chút đặc biệt nên bị nhìn chúng, được gọi vào trong kiệu không ngờ chỉ mấy phút sau đã chết thê thảm khủng khiếp như vậy. Phải biết rằng tu vi của anh ta ở trong đám người nâng kiệu được tính là không tệ. Nghĩ đến những cái này, ánh mắt của hơn 10 đàn ông theo bản năng nhìn về phía kiệu càng thêm sợ hãi và thấp thỏm bất an. Nhưng cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng không bị nhìn chúng. Ở trong kiệu, cổ vân minh đang dùng một chiếc khăn trắng lau tay. Tay của cô ấy rất sạch sẽ, trắng nón lại mềm mại, cho dù là ngọc quý thượng hạng nhất thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà cô ấy vẫn nghiêm túc lau, đây là thói quen của cô ấy sau khi hoàn thành thí nghiệm. Phục Lạc Dương ngồi ở ghế bên cạnh nhìn Cổ Vân Minh, sắc mặt cổ quái. Cô ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy Cổ Vân Minh tra tấn người kia đến chết, loại đau đớn này Phục Lạc Dương ngồi ở bên cạnh đều có thể cảm giác được. Cô ta là người ngoài còn cảm thấy không thích ứng được, vậy mà Cổ Vân Minh lại vẻ mặt bình tĩnh. Biến thái. Méo mó trong đầu phục lạc dương không khỏi hiện ra hai từ này dùng trên người cổ vân dương hình như rất thích hợp sau khi trầm ngâm một hồi phục lạc dương bỗng nhiên nói vân minh có thể hỏi một câu cô rốt cuộc là đang nghiên cứu bí thuật gì vậy ngoặc kép cổ vân minh lau tay xong đem chiếc khăn trắng ném sang ở một bên nghe vậy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lộ ra một tia ý cười phó cốc chủ cô cảm thấy nguyên đan của đạo sĩ có thể hấp thụ được bao nhiêu đạo thần văn đây Phục Lạc Dương ngẩn ra, có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời chín đạo. Đây là chân lý vạn cổ không thể làm trái, ngay cả đám thiên kiêu của Trung ương tinh hà thế giới cũng giống như vậy. Ngựa tôn giả được xưng là đệ nhất nguyên đan 50 vạn năm qua nghe đồn cũng chỉ có thể ngưng tụ ra được chín đạo thần văn. Chín đạo thần văn, đây đã là cực hạn. Đây là kiến thức thông thường của cả giới tu hành, gần như chỉ cần người hiểu chút tu hành đều biết. Ai biết cổ vân mộng lại lắc đầu, nói chín đạo thần văn cũng không phải cực hạn. Ngoặc kép, cái gì, phục lạc dương thất thanh. Nếu khả nói câu này không phải cổ vân minh, thì cô ta tuyệt đối xem như người điên. Ánh mắt của cổ vân mộng khẽ động, nói tôi đã xem qua một ít cổ tịch, ở thời đại cuối Pháp rất sớm, người tu hành đột phá Nguyên Anh so với bây giờ khó khăn gấp vạn lần, vì có thể đạt được lực lượng mạnh hơn cảnh giới Nguyên Đan, mới có người bắt đầu đem thần thông lĩnh ngộ khác lên Nguyên Đan. Đây chính là nguồn gốc của thần văn tu hành Pháp. Kể từ khi phương pháp này đã được phát minh, nó có nghĩa là một nơi để cải thiện và hoàn thiện. Cửu thần văn không chắc chắn là cực hạn, chỉ cần nguyên đan có thể chịu đựng được, chắc chắn có thể khác càng nhiều thần văn. Ngoặc kép, Phục Lạc Dương giật mình há hốc miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới được. Loại suy nghĩ này quá điên cuồng, quả thực là muốn lật đổ toàn bộ nhận thức của giới tu hành. Nhìn thấy biểu cảm của Phục Lạc Dương, ánh mắt của cổ vân minh không khỏi mang theo một tia xem thường, lại là một nhân loại ngu xuẩn cho nên cô dùng những người này không ngừng thí nghiệm lý luận của cô muốn đột phá điểm cuối cùng của cửu thần văn nhưng mà cô không phải vừa ngưng tụ đạo thần văn thứ bảy sao trong lòng phục lạc dương không ngừng chấn động hoàn toàn không có cách nào lý giải được suy nghĩ của cổ vân minh đặc biệt là bản thân cổ vân minh chỉ mới ngưng tụ được bảy đạo thần văn lại muốn nghiên cứu lý luận tu hành vượt quá chín văn đây không phải là quá cao siêu rồi sao Audio điện tử võ tấn bền chương 1786, tôi còn cần nhiều nô lệ mạnh mẽ hơn để làm thí nghiệm. Cô ta vừa định khuyên cổ vân minh, bảo cô ấy đừng suy nghĩ lung tung về những lý thuyết lộn xộn này. Nhưng một giây sau cô ta lại không thể nói nên lời. Trên đỉnh đầu của cổ vân minh có một viên nguyên đan đang lơ lửng, mặt trên của noa rõ ràng khắc tám đạo thần văn. Tám đạo thần văn, phục lạc dương miệng lưỡi khô khốc. Phục Lạc Dương với tư cách là phó cốc chủ của Nguyệt Cốc, đối với nhà họ cổ cũng có chút hiểu biết. Bí thuật mạnh nhất của nhà họ cổ cũng chỉ có thể ngưng tụ bảy đạo thần văn, nhưng mà bây giờ cổ vân minh lại ngưng tụ đạo thần văn thứ 8. Phải biết rằng bí thuật ngưng tụ 8 đạo thần văn trở lên chỉ có tam đại tông và thế lực cá nhân cấp một mới có được. Chỉ là 8 đạo thần văn, làm sao có thể làm khó được tôi? Cổ vân minh kiêu ngạo nói. Đem nguyên đàn thu hồi lại, cổ vân minh nói, nếu như không phải thí nghiệm và lý thuyết của tôi còn chưa đủ hoàn thiện, bây giờ tôi đã có thể ngưng tụ đạo thần văn thứ 9. Cô nói là, phương pháp ngưng tụ đạo thần văn thứ 8 là do cô tự sáng tạo. Thân thể mềm mại của Phục Lạc Dương run lên, âm thanh run rẩy. Cổ Vân Minh khẽ gật đầu. Trong đầu Phục Lạc Dương nổ ầm một tiếng, cứ như là bị sét đánh. Nếu như lời Cổ Vân Minh nói là thật, vậy chẳng lẽ số lượng thần văn có thể vượt qua chín đạo? quan trọng hơn là giá trị của cổ vân minh bí thuật bát văn đã trở thành độc quyền nếu cổ vân minh có thể sáng tạo hoàn thiện bí thuật thì chẳng phải hậu bối sau này của nhà họ cổ đều có thể tu luyện đạt đến trình độ bát văn thậm chí là cửu văn nghĩ đến những cái này ánh mắt của phục lạc dương nhìn về phía cổ vân minh nhất thời trở nên nóng bỏng cổ vân minh sao có thể không hiểu suy nghĩ của phục lạc dương nói loại phương pháp khắc thần văn này rất khó hoặc là nói chỉ phù hợp cho rất ít người hơn nữa nhất định phải trải qua đau khổ gấp trăm lần so với vừa rồi ngay cả khi tôi nói không có nhiều người có thể làm được cái này ngoặc kép phục lạc dương nhất thời không nói lời nào so với lúc này còn đau khổ hơn gấp trăm lần cô ta thân là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ cũng không dám nói là có thể chịu đựng được tôi còn cần nhiều nô lệ mạnh mẽ hơn để làm thí nghiệm vổ vân minh nói với phục lạc minh phục lạc dương suy nghĩ một hồi mới nói thành long an truyền đến tin tức nói người giết chết Lăng Hồng Lam là một đạo sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn, có lẽ người đó có thể thỏa mãn được điều kiện của cô. Ngoặc kép, trong con người của cổ vân minh đột nhiên xuất hiện một tia sáng, trên mặt hiện ra hứng thú vô cùng, có chút điên cuồng nói cảnh giới nguyên đan giết cảnh giới nguyên anh, thực lực thật là mạnh. Nếu như có thể dùng tên đó làm thí nghiệm, nói không chừng thật sự có cơ hội. Ngoặc kép, dãy trường Sơn là dãy núi nằm kéo dài hàng trăm km nằm gần liên minh Mười Thành liên minh 10 thành được thành lập bởi những thành phố có cấp bậc như thành Long An, dùng để đối phó với các thế lực khi có tình huống khẩn cấp, tổng cộng có 34 thế gia cả tông môn. Mà trong liên minh 10 thành có một tông môn tương đối đặc biệt, đó là độc tông. Giải trường sơn này chính là nơi ở của độc tông môn. Lúc này, đội yên nhi đang đứng ở chân núi, nhìn độc tông như ẩn như hiện trong mây mù, trên khuôn mặt nhỏ bé nặn ra một ý cười cuối cùng cũng đã trở về. Ngoặc kép, Sắc mặt cô ta thoải mái, có pháp lực của Đường Tuấn chân áp, mấy ngày nay nguyên đan cũng không xuất hiện tình huống bạo động nữa, Đồ Yên Nhi cảm thấy thoải mái không ít. Cảm nhận từ hơi thở mà xem, một chút cũng không nhìn ra được cô ta đã ngưng tụ được chín văn nguyên đan. Đúng lúc này, một âm thanh phá không đột ngột vang lên, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng núi thi nhau bay vút đến. Chương 1787, thiên phú của cô không tệ. Ngay sau đó, mấy bóng người kia dừng lại trước mặt Đồ Yên Nhi gồm năm sáu nam nữ trẻ tuổi, trên người mặc đồng phục của phái độc tông. Nhìn thấy đồ yên nhi, mấy người này rõ ràng sửng sốt một chút, một thanh niên cầm đầu trong đó đứng ra nói, thì ra là đồ sư muội em làm sao lại ở chỗ này. Ngoặc kép, đồ yên nhi cười khổ một tiếng, cô ta rời đi nhiều ngày như vậy, quả nhiên là không ai phát hiện sao. Thì ra cô ta thật sự mờ nhạt đến như vậy. Trùng hợp không có việc gì, đi ra ngoài một chút thôi đồ yên nhi tùy tiện giải thích một câu ai biết cô ta vừa nói xong người thanh niên đối diện nhướng mày không vui nói sao lại không có việc gì là đệ tử độc tông tu luyện là chuyện quan trọng đầu tiên đồ sư muội cô nên học tập chị gái của mình nhiều hơn dành thời gian rảnh rỗi để tu luyện chứ không phải mỗi ngày đều ham chơi thanh niên chắp hai tay sau lưng khẽ ngẩng đầu dùng một loại giọng điệu trưởng bối dạy dỗ vãn bối nói nếu như tôi nhớ không nhầm nguyên đan của đồ sư muội mới ba văn đi. Với trình độ này chỉ có thể kéo chân của Yên Như, hẳn là nên cố gắng hơn mới đúng. Trong lúc nói chuyện, một viên nguyên đan từ trên người thanh niên tử phủ chậm rãi hiện ra. Trên nguyên đan rõ ràng có ba lớn một nhỏ bốn đạo thần văn, trong đó một cái tương đối nhỏ, hẳn là gần đây vừa mới tu luyện thành công. Trần Sư Huynh, anh đột phá rồi. Trên mặt đồ yên nhi hiện ra vẻ vui mừng, chân thành chúc mừng trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, vừa mới đột phá không lâu. Ngoặc kép, mấy nam nữ trẻ tuổi phía sau Trần Sư Huynh trêu chọc đồ yên nhi, nói, đồ sư muội trước kia em và Trần Sư Huynh đều là ba văn nguyên đan, nhưng bây giờ Trần Sư Huynh đã đột phá rồi, thực lực có thể xếp top 3 trong thế hệ trẻ tuổi của Tông Môn, mà cô vẫn chỉ là ba văn. Nếu như cô còn không cố gắng, qua một khoảng thời gian nữa không chừng ngay cả chúng tôi cũng sẽ vượt qua cô. Trần Sư Huynh khẽ gật đầu, Mặc dù những lời này nghe có chút chói tai, nhưng đây đều là sự thật không thể chối cãi. Thiên phú của cô không tệ, mặc dù so ra còn kém với chị gái mình, nhưng nếu cố gắng một chút vẫn có cơ hội tu luyện Bốn Nguyên Đan." Trần Sư Huynh bình luận. "Nếu như cô đã trở về rồi, vậy đúng lúc cùng chúng tôi đi gặp chị gái của cô một chút." Tính toán một chút, thời gian yên như bế quan hẳn là cũng gần kết thúc rồi. Trần Sư Huynh tuấn tú trên mặt lộ ra biểu cảm si mê. Bị mấy người nói như vậy, trong lòng Đồ Yên Nhi cũng có chút không vui. Nhưng mà chuyện chín văn nguyên đan quá cơ mật, cô ta cũng không dám tùy tiện nói ra trước mặt những người này. Hơn nữa nghe nói chị gái sắp xuất quan, cô ta nào còn bận tâm đến bọn họ. Chị gái của Đồ Yên Nhi là Đồ Yên Như, là một đạo sĩ có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Độc Tông. Gần như là quanh năm đều bế quan tu luyện, trải qua cuộc sống khô khan nặng nề, một chút cũng không giống một thiếu nữ hơn 20 tuổi. Kết quả của nỗ lực như vậy chính là cô ta trở thành một đóa độc tú trong thế hệ trẻ của độc tông. Lúc Đồ Yên Nhi rời đi, cô ta cũng đã ngưng tụ được bốn văn nguyên đan. Trên dưới độc tông không biết có bao nhiêu nam đệ tử si mê cô ta. Đồ Yên Nhi bế quan ở một động phủ ở phía sau núi độc tông. Lúc Trần Sư Huynh và mấy người Đồ Yên Nhi đến, bên ngoài động phủ đã có mấy vị trưởng lão của độc tông, hơi thở của những vị trưởng lão này ngưng động, đều là đạo sĩ cảnh giới Nguyên Anh. Yên Nhi, cô lại chạy đi đâu vậy? Một tiếng quát dậy dỗ vang lên, chương 1788, em đã tiến bộ không ít. Trúc hướng vân nhíu mày nói, trong mắt cô còn có người sư phụ như tôi sao? Chuyện lớn như chị gái cô bế quan này, cô cũng dám ra ngoài chạy loạn. Tính tình của cô rốt cuộc là luyện như thế nào? Nếu như không phải nể tình chị gái cô thì tôi cũng không muốn quản. Đồ yên nhi cúi đầu, không dám giải thích nhiều. Mặc dù Trúc Hướng Vân là sư phụ của cô ta và chị gái, nhưng đối với cô ta cũng không tốt. Cô ta lúc trước có thể tu luyện tới ba văn, là nhờ vào chị gái cho cô ta tài nguyên để tu luyện. Được rồi, ngũ trưởng lão, yên như sắp xuất quan rồi, cô muốn dạy dỗ nó thì để sau hãng nói. Một trưởng lão khác nói. Chuyện Trúc Hướng Vân Thiên Vị ở trong độc tông cũng không phải bí mật gì, nhưng cũng không có ai nói gì thêm. Ai bảo thiên phú của Đồ Yên như tu luyện mạnh hơn Đồ Yên Nhi nhiều như vậy một người dựa vào sự giúp đỡ của chị gái mới miễn cưỡng ba văn với một bên vừa ngưng tụ đã lập tức thành năm văn, hai bên căn bản là đối ngược nhau. Tài nguyên tu luyện của độc tông có hạn, đương nhiên phải nghiêng về phía đệ tử có thiên phú hơn. Trúc hướng vân hùng giữ chừng mắt nhìn đồ yên nhi một cái, nói đứng phía sau tôi. Ngoặc kép, đồ yên nhi đi theo phía sau trúc hướng vân, nói sư phụ, con có chuyện muốn nói với ngài. Ngoặc kép, trúc hướng vân nói có chuyện gì vậy. Ngoặc kép, Đồ Yên La nói, là về chuyện tu luyện của con. Ngoặc kép, cô ta quyết định nói cho sư phụ chuyện chín văn nguyên đan. Trúc Hướng Vân nghe vậy, khoát tay áo, nói cái này chờ sau này rồi, chuyện của chị gái cô quan trọng hơn. Ngoặc kép, ba văn nguyên đan thì có chuyện gì gấp chứ? Đồ Yên Nhi đành phải im lặng. Một đám người chờ một hồi thì cửa lớn của động phỉ mới oành một tiếng chậm rãi mở ra, trong đó xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Đó là một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao gầy, trên người mặc một chiếc váy dài bó sát màu tím nhạt, dáng người trước lồi sau vỉnh của cô ta có thể vẽ ra một đường cong mê người. Bởi vì bế quan quanh năm, cho nên làn da trắng nõn có chút dọa người. Đôi môi anh đào mím chặt, khiến cho người ta có cảm giác là nữ thần lạnh lẽo. Yên như, con đã xuất quan rồi. Một đám trưởng lão và đệ tử nhìn thấy cô gái, nhất thời vây quanh lại, đội yên nhi ngược lại bị đẩy qua một góc, nhìn qua có chút cô đơn. Chị gái vẫn được người ta hoan nghênh như vậy, Đồ Yên Nhi đứng ở bên ngoài đám người, nhìn Đồ Yên Như được mọi người xem như mặt trăng mà vây quanh ở giữa, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười. Nhưng mà bây giờ mình cũng không kém, có thể chia sẻ một ít chuyện với chị gái. Cảm nhận được viên chín văn nguyên đan trong tử phủ chậm rãi xoay tròn, Đồ Yên Nhi cũng trở nên tự tin. Hàn Huyên với trưởng lão và các đệ tử vài câu, hỏi tình huống tông môn gần đây đồ yên như lúc này mới từ trong đám người đi tới trước mặt đồ yên nhi trên khuôn mặt tựa như tảng băng trôi hiện ra một nụ cười ấm áp nghe nói em lại chạy ra ngoài chơi khuôn mặt nhỏ nhắn của đồ yên nhi ửng đỏ đồ yên vũ nhìn em gái trong lòng thở dài không đành lòng trách mắng nói chơi thì chơi cũng đừng bỏ bê tu luyện quá nhiều ngoặc kép đồ yên la bỗng nhiên ngẩng đầu lên tự tin nói mới không có tu vi của em đã tiến bộ không ít ngoặc kép em đã tiến bộ không ít, chương 1789, chín đạo thần văn. Đồ Yên như nghe những lời này, ý cười trên mặt càng đậm, khiến cho các đệ tử nam của độc tông ở bên cạnh gần như không thể rời tầm mắt được. Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đồ Yên Nhi, Đồ Yên như hỏi, vậy tiến bộ đến bao nhiêu đây? Đến bốn văn chưa, ngoặc kép. Đám người Trần Sư Huynh không khỏi cười nói, Yên như đúng là kỳ vọng vào cô ta thật cao. Trúc hướng vân lúc này khẽ nhíu mày, hình như có chút tức giận Đồ Yên Nhi mở miệng vào lúc này. Không phải bốn văn, Đồ Yên Nhi lắc đầu. Tôi đã nói rồi, bốn văn làm sao có thể đơn giản như vậy. Trần Sư Huynh cười đùa nói, đồ sư muội hình như là thấy yên như cô đột phá được năm văn, cho nên đến đây chọc cho chúng ta vui vẻ. Ha ha ha, ha ha ha, những đệ tử khác cũng cười phụ họa. Các trưởng lão thì thờ ơ lạnh nhạt. Chị xem đi, đồ yên nhi cũng không tức giận, trong lòng cô ta vừa động, một viên nguyên đan chậm rãi hiện ra từ trong tử phủ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo, chín đạo, mới chín đạo thần văn mà thôi, ngoặc kép. Một cô gái đứng phía sau Trần Sư Huynh đang cười to đếm thần văn trên nguyên đan của Đồ Yên Nhi, sau khi cô ta nói xong câu đó thì đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Cứ như là bị bàn tay vô hình vào đó mạnh mẽ bóp chặt cổ họng. Chín đạo thần văn, Trần Sư Huynh còn sợ mình nhìn lầm, liều mạng rụi rụi mắt nhưng khi lần nữa mở mắt ra thì ánh vàng trên nguyên đan vẫn là chín đạo thần văn. Cái này, làm sao có thể? Bàn tay của Đồ Yên như còn đặt ở trên đầu Đồ Yên Nhi, nhưng lúc này làm sao cũng không rụt về được. Đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn chín đạo thần văn trên nguyên đan, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Trúc Hướng Vân và mấy trưởng lão sừng suốt một lát, nhưng dù sao bọn họ cũng là cảnh giới nguyên anh, kiến thức rộng rãi. Thân thể của Trúc Hướng Vân khẽ động, bàn tay nặng nề đè lên, đem chín văn nguyên đan của Đồ Yên Nhi trở về tử phủ. Đôi mắt mang theo ý lệnh đảo qua mấy đệ tử, trầm giọng nói, hôm nay, mấy người cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu chuyện xảy ra ở đây truyền ra ngoài, các người và gia tộc sau lưng các người đều phải chết hết. Mấy người Trần Sư Huynh còn đang thất thần. Có nghe không, một trưởng lão khác quá to. Đám người Trần Sư Huynh lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu. Lúc này bọn họ cũng hiểu được đây là lệnh cấm trong tông, dù sao chuyện liên quan đến chín văn nguyên đan cũng rất quan trọng. Trần Sư Huynh dẫn đầu nói, hôm nay chúng tôi chỉ tới đón yên như xuất quan, về chuyện của đồ sư tỷ, chúng tôi không biết gì cả. Ngoặc kép, lúc trước còn một tiếng hai tiếng gọi đồ sư muội, bây giờ đã là đồ sư tỷ. Yên như, nếu như con đã xuất quan rồi đúng lúc mấy ngày nay tu luyện tu vi năm văn nguyên đan cho vững chắc một chút. Trúc Hướng Vân nói với đồ yên như, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồ yên nhi, còn yên nhi, chúng tôi sẽ dẫn con đến gặp tông chủ. Không ngờ độc tông chúng ta lại có ngày hôm nay, Yên Nhi rất tốt. Lúc này bà ta nào còn nhớ rõ cách đây không lâu mình còn lên tiếng dạy dỗ đổ Yên Nhi. chương 1790, cậu ta rất mạnh. Đổ Yên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi rụt tay lại. Cô ta vốn dĩ lần này ngưng tụ được năn văn, sẽ trở thành sự kiện quan trọng trong tông, nhưng mà bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Yên Nhi, con đi theo chúng tôi kể lại những gì con đã gặp ở bên ngoài, không được bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Còn có, về tài nguyên tu luyện của con, tôi sẽ xin với tông môn cho con phần lớn nhất. Tranh thủ trước khi đại hội thăng cấp củng cố xong tu vi. Trúc Hướng Vân nói, Đồ Yên Nhi gật gật đầu, lặng lẽ nắm chặt nắm tay lại, thầm nghĩ, anh Đường, cảm ơn anh. Ngoặc kép, Thành Long An, nhà họ từ. Chủ nhân, căn cứ vào tin tức tình báo nhận được của Tam gia, người trong biển tinh thần gần như đều là nhân vật được liệt vào bảng truy nã của ba tông. Một khi xuất hiện sẽ lập tức sẽ bị các thế gia và tông môn truy nã giết chết. Bởi vậy phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong biển tinh thần. Tin tức về biển tinh thần cũng rất ít khi tiết lộ ra ngoài. Trong đại sảnh, Thủy Thanh Lam đứng một bên báo cáo cho Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày, biển tinh thần cũng không phải là một vùng biển, mà là tên gọi chung của một vùng vô cùng rộng lớn anh vốn dĩ muốn lợi dụng mạng lưới của Tam gia thu thập tin tức về chuyện này, để tương lai đi vào biển tinh thần dễ dàng hơn. Nhưng mà bây giờ xem ra ngay cả thế lực của Tam gia cũng không được. Cho dù có tin tức thì cũng không phải thứ mà nhà họ từ gia tộc Mạc hạng này có thể tiếp xúc được. Nhưng mà mỗi lần đại hội thăng cấp cao thủ cấp 2, biển tinh thần đều sẽ phái một ít hậu bối trẻ tuổi làm đại diện tham gia. Chủ nhân có thể bắt đầu từ đây." Thủy Thanh Lam nói. Đại hội thăng cấp cao thủ cấp 2 trong lòng đường Tuấn khẽ động. Theo nghĩa đen thì có thể hiểu đây là đại hội để cao thủ cấp 2 thăng lên làm cao thủ cấp 1. Đường Tuấn gần đây cũng biết một chút, đại hội thăng cấp này diễn ra một tháng sau, tổ chức ở thành Long An. Vậy xem ra là phải đi một chuyến rồi, đường Tuấn thở dài. Sắc mặt đường nhiêu đột nhiên thay đổi, một âm thanh như sấm rền vang lên từ ngoài thành Long An vang lên, phục lạc dương của Nguyệt Cốc xin gặp đường chân nhân. Ngoặc kép, người của Nguyệt Cốc tới rồi sắc mặt của thủy thanh lam cũng thay đổi mấy ngày nay anh ta từ trong miệng tam ra biết được không ít tin tức về nguyệt cốc biết lai lịch và thực lực của tông môn này anh ta nhìn về phía đường tuấn phát hiện sắc mặt của đường tuấn đã khôi phục bình thường vậy thì đi gặp đi đường tuấn chậm rãi đứng dậy trong ánh mắt mang theo chiến ý hừng hực nguyệt cốc đừng làm tôi thất vọng ngoặc kép trên bầu trời thành long an một chiếc kiệu khổng lồ đang lơ lửng trên không trước kiệu là Phục Lạc Dương với vẻ mặt lạnh lùng. Người của ba nhà từ, triệu, em mờ nơm nớp lo sợ, hơi không người, trên trán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu nành. Mặc dù Phục Lạc Dương còn chưa nói gì, nhưng loại áp lực vô hình này gần như là khiến cho cho bọn họ không thở nổi. Từ nhẫn, từ gia của ông đã vô dụng đến mức này rồi sao? Ngay cả con trai của tôi cũng không thể bảo vệ được. Phục Thanh lạc lạnh lùng nói, giống như đau gió, lộ ra sát ý. Từ nhẫn cười khổ, hai người mặc dù từng là vợ chồng nhưng đã sớm không còn tình cảm nếu như không có từ linh anh ràng buộc sợ là cũng không gặp mặt nữa cậu ta rất mạnh cuối cùng từ nhẫn chỉ nói một câu hừ chờ xử lý chuyện ở đây xong ta sẽ đưa linh anh trở về nguyệt gốc ở nhà họ từ chính là chôn vùi thiên phú của nó phục lạc dương nói căn bản không cho từ nhẫn cơ hội từ chối từ linh anh đứng ở phía sau từ nhẫn nghe xong những lời này không có bất kỳ biểu cảm vui vẻ nào ngược lại trong mắt hiện lên âm lệ. Lại là như vậy, bà muốn rời đi thì rời đi, muốn đưa tôi đi thì đưa tôi đi. Dựa vào cái gì chứ? Không hổ là tồn tại đứng đầu trong cường giả cấp 2. Đám người triệu khắc lâm và em mờ hạ thu nhìn thấy một màn này thì âm thầm cảm thán trong lòng. Bọn họ từng khuyên đường Tuấn rời đi, nhưng đều bị đường Tuấn từ chối. Anh hẳn là sẽ hối hận vì đã không rời đi. Hai người nhìn bóng dáng từ trên bầu trời nhà họ từ bay xuống, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Âm âm, Phục Lạc Dương bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn đường Tuấn, cậu lại dám giết Lang Hồng Lam. Audio điện tử võ tấn bền chương 1791 thần hồn bị thương, Nguyên Anh suy yếu. Oanh oanh oanh, hơi thở của Phục Lạc Dương tản ra mạnh mẽ, cứ như là cơn thịnh nộ bao trùm cả trời đất, dưới áp lực kinh khủng này, Thủy Thanh Lam và cao thủ của Tam gia đột nhiên bị đẩy lùi. Bọn người thủy thanh lam, âm hạ thu có tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ còn tốt, thân thể căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ như lâm đại địch. Nhưng thế hệ trẻ của Tam gia ngoại trừ Từ Linh Anh vừa mới đột phá cảnh giới nguyên anh ngoại quốc, những người khác chỉ là nguyên đan viên mãn. Thực lực so với vị đại thần phục lạc Dương này chênh lệch không phải là bình thường. Coi như là khí tức áp bách, mặc dù có cha mẹ bảo vệ cho, nhưng một đám vẫn là khóe miệng chảy máu, cắn chặt môi, cố gắng hết sức để chống cự không hổ là phó cốc chủ mới của Nguyệt Cốc, chỉ dựa vào khí tức đã có thể bước lui nhiều nguyên anh cảnh trung kỳ như vậy. Loại thực lực này cho dù ở trong thế lực cấp 2 cũng không thể đong đếm được. Ngoặc kép, đời này nếu tôi có thể đạt được loại thành tựu này thì tốt rồi. Giữa thành Long An có không biết bao nhiêu đạo sĩ đang nhao nhao ngẩng đầu nhìn một màn này. Cho dù là người của Tam Gia hay là Nguyệt Cốc cũng không có xa lạ. Một số người khiếp sợ, một số người thì lại sinh ra sự ngưỡng mộ, trong sân người còn có thể bảo trì thân hình bất động chỉ có một mình đường Tuấn. Anh khoang hai tay lại, sắc mặt bình tĩnh, cứ như là khí thế của cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đối với anh cũng chỉ là gió thoảng trong đêm. Người này là ai, lại có thể ngăn cản được Phục Lạc Dương? Có một người hỏi, mặc kệ người đó là ai, Phục Lạc Dương tự mình ra tay, trừ phi cậu ta đạt tới trình độ của những thiên tài đứng đầu trong cao thủ cấp 1, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Có người bĩu môi cười. Người nghe cũng nhao nhao gật đầu, thực lực của Nguyệt Cốc quá mạnh mẽ, đều là đứng đầu trong đa số thế lực cấp 2, đối với các thế lực cấp 2 khác có thực lực nghiền ép. Thủy Thanh Lam ở phía sau đường Tuấn sắc mặt âm trầm, cố gắng chống đỡ. Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy bóng lưng của đường Tuấn ngay cả một chút run rẩy cũng không có, một cảm giác sỉ nhục dâng lên. Tôi chính là điện hạ của tộc ma tộc Hắc Ám. Thủy Thanh Lam hét một tiếng nổi giận ở trong lòng, tóc tán loạn, cứ như là phát điên, Thân thể vừa đồng đã xông về phía Phục Lạc Dương. Phục Lạc Dương hít mắt lại, hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một ảnh thú, đuôi thú đảo qua cứ như là nghiền nát cả bầu trời. Oanh, chỉ một kích thủy thanh lam đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra, hơi thở yếu ớt đến cực điểm. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, pháp lực hóa thành bàn tay lớn bắt lấy Thủy Thanh Lam. Vừa chạm vào tình trạng thương thế của Thủy Thanh Lam nhanh chóng xuất hiện trong đầu Đường Tuấn thần hồn bị thương, Nguyên Anh suy yếu. Đối với cảnh giới Nguyên Anh mà nói thì gần như là thương thế không có cách nào chữa trị. Pháp lực của Đường Tuấn bắt đầu khởi động, từ từ chảy vào trong cơ thể của Thủy Thanh Lam, giúp anh ta chữa trị thương thế. Một kẻ hầu mà cũng dám ra tay với tôi, tôi cho cậu một cơ hội, quỳ xuống nhận sai, giao ấn ký tinh thần ra tôi có thể cân nhắc không giết cậu. Sắc mặt của Phục Lạc Dương lạnh lẽo, giọng điệu giống như băng xương người tam gia nghe vậy thì sắc mặt đều quái dị, sao ấn ký tinh thần ra chẳng khác nào đem mạng sống của mình cho người khác. Nhưng đường Tuấn còn lựa chọn nào sao? Ha ha ha, Phục Lạc Dương, cô làm người hầu cho tôi cũng không khác lắm. Đường Tuấn điên cuồng cười nói. Một lời nói ra, cả hiện trường yên ắng. chương 1792 sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Muốn phó cốc chủ của Nguyệt Cốc phó làm người hầu, xem như là những thiên tài đứng đầu cao thủ cấp một cũng không dám nói ra loại ngôn từ cuồng vọng như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đường Tuấn nhất thời thay đổi, âm thầm lắc đầu. Đầu óc của tên này có phải bị ngựa đá vào hay không, vậy mà nói ra loại chuyện vớ vẩn này. Cậu muốn chết. Phục Lạc Dương ngẩn ra, ảnh thú sau lưng khuấy động trời đất, phát ra từng âm thanh giống trầm thấp đáng sợ. Móng vuốt màu đen cứ như là xuất hiện từ trong hư vô, lớn nhỏ dài khoảng 5-6 mét móng vuốt của thú giữ tợn thần mang phóng đại bao phủ trời đất có thể chết trong tay của linh thần là vinh hạnh của ngươi phục lạc dương nhe giam nói linh thần cô ta thực sự làm cái đó ngoặc kép từ nhẫn nhìn móng vuốt kinh khủng kia trong lòng rung động từng đợt đó là nỗi sợ hãi đến từ linh hồn năm đó phục lạc dương rời khỏi ông ta chính là muốn nghiên cứu phương pháp đánh thức thức tỉnh linh thần nghe nói Linh tộc đứng đầu trong vạn tộc bảng 100 là hậu duệ huyết mạch của linh thần thời hồng hoang. Mà có một nửa linh huyết, chính là có được một nửa huyết mạch linh tộc, có cơ hội thức tỉnh lực linh thần. Linh thần, cho dù ở thời đại chư thần cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong thần linh. Cho dù lực linh thần mà Phục Lạc Dương thức tỉnh khả năng ngay cả một phần vạn cũng không có, nhưng vẫn là thứ mà người phàm không thể ngăn cản được. Trong trời đất chỉ còn lại đường tuấn và móng vuốt khủng bố kia. Dưới móng vuốt ảnh thú gần như bất cứ thứ có vật chất nào cũng sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Đường Nhiêu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn móng vuốt khổng lồ kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá cao hơn 10 mét, rộng 7-8 mét. Ảnh chiếu của linh thần vốn dĩ vĩ đại ở trước mặt tấm bia đá nhất thời có vẻ vô cùng nhỏ bé. Dầm một tiếng, tấm bia đá to lớn đè lên móng vuốt ảnh thú, trực tiếp chân áp. Xong giới bia, Tấm bia đá chấn áp không gian thông đạo này là khi đường Tuấn ngưng tụ 99 đạo thần văn thì đã khôi phục hoàn chỉnh, bây giờ tái hiện uy lực. Hình chiếu linh thần phát ra tiếng kêu giống, cứ như là không chịu nổi áp lực của hai tấm bia đá. Hình chiếu linh thần cho dù có dùng vũ lực như thế nào cũng không có cách nào thoát ra được. Song giới bia này có thể chấn áp được cả không gian bạo tạc, chấn áp một hình chiếu linh thần quả thật chẳng có gì khó khăn cả. Thân thể mềm mại của Phục Lạc Dương chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hình chiếu linh thần và tinh thần của cô ta liên thông với nhau, cho nên cô ta cũng có thể cảm nhận được áp lực to lớn trên tấm bia này, còn có loại hơi thở cổ xưa minh mông. Cái này, đây chẳng lẽ là Song Giới Bia? Phục Lạc Dương nhìn tấm bia đá, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Song Giới Bia là thần vật trấn áp thế giới không gian thông đạo, trong đó cấp bậc của Song Giới Bia trấn áp đại thế giới thậm chí còn ở trên linh khí. Linh khí là độc quyền của Hóa Thần, mà trên linh khí có nghĩa là lực lượng vượt qua cả Hóa Thần. Thế giới man hoang cũng có một khối song giới bia, nhưng nằm trong tay Tam Tông, Phục Lạc Dương chưa từng thấy qua. Nghĩ đến những cái này, ánh mắt của Phục Lạc Dương trở nên cực nóng bỏng. Nếu như có thể lấy được song giới bia, vậy thì thực lực của cô ta nhất định có thể nhảy lên một bậc thang. Song giới bia cũng phải xem là người nào dùng. Phục Lạc Dương nói, trong miệng cô ta nhẹ nhàng phun ra một tia sáng năm sắc màu. Đại thừa trung cấp thần thông, nguyên từ cực quang. Ngũ thải cực quang biến thành một thanh kiếm ánh sáng, sau đó được Phục Lạc Dương nhẹ nhàng cầm lấy. Phung tay lên, thanh kiếm cực quang xé rách khoảng không, chém xuống đường tuấn. chương 1793, cái này thật sự là nguyên đan sao. Tay Phục Lạc Dương thanh kiếm năm sắc màu, cứ như là nữ thần trong thần thoại thanh kiếm cực quan truyền tới hơi thở vô cùng sắc bén, loại khí thức này ngay cả từ nhẫn và cảnh giới nguyên anh trung kỳ cũng nhịn không được mà biến sắc. Lúc này mọi người lại nhao nhao lắc đầu, thua rồi. Phục Lạc Dương ngay cả thần thông nguyên từ cực quang dưới đáy hòm cũng đã thi triển ra rồi. Nguyên từ cực quang vô vật bất chảm, thậm chí có thể đánh một trận với cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Ai cũng có thể nhìn ra được Phục Lạc Dương đã động tâm tư giết người đoạt bảo. Không ai xem trọng đường tuấn, Ha ha, không gì không chạm được. Vậy cô có thể chém được nguyên đan của tôi sao? Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Tuấn há miệng phun ra một viên nguyên đan khắc sáu thần văn ngăn cản ngũ thải cực quang. Cái này thật sự là nguyên đan sao? Mọi người thì thầm. Từ khi nào nguyên đan có thể dùng như vậy? Ngay cả ngũ thải cực quang cũng có thể ngăn cản được. Còn không đợi mọi người suy nghĩ, Đường Tuấn một cước ném ra, một cước này ẩn chứa thần thông chân áp trời đất. Đường Tuấn ngưng luyện bốn đạo đại thừa thần thông, đặc biệt là một đạo trong đó còn là đại thừa cấp bậc viên mãn. Anh tự sáng tạo ra ba đạo thần thông uy lực cũng theo đó gia tăng hai đến ba lần. Mặc dù còn chưa tiến dai, nhưng so với đại thừa thần thông bình thường mạnh hơn nhiều. Dầm! Một cước này giống như trụ trời, nện lên người Phục Lạc Dương, khiến cô ta rơi từ không trung xuống. Trên mặt đất bị đập vỡ một hố sâu, nhất thời khói và bụi bặm bốc lên. Hiện trường một mảnh yên lặng, không biết bao nhiêu người nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt rồi hay không. Một người cảnh giới nguyên đan viên mãn lại có thể một quyền đánh bay được cảnh giới nguyên anh viên mãn. Vẻ mặt của Đường Tuấn thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể thi triển toàn bộ thực lực. Anh bây giờ cũng có thể đo lường đại khái thực lực của mình rồi. Cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, nếu cộng thêm song giới bia, có thể đọ sức được với cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. A à, a, à, 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 tôi muốn giết cậu trong hố sâu trên truyền đến âm thanh tràn đầy tức giận của Phục Lạc Dương. Thân là phó cốc chủ mới bổ nhiệm của Nguyệt Cốc, chính là thời điểm cuộc đời đắc ý nhất, làm gì đã chịu qua loại đối xử này. Ừ, đường tuấn nhíu mày lại. Thân thể vừa động lập tức vào trong khói bụi. Oanh oanh oanh, tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên. Trên không trung đám người từ nhẫn trợn tròn đôi mắt. Từ nhẫn cô ta không phải là vợ của ông sao? Nếu ông không cứu, sau này ông sẽ chết chắc đấy." Triệu Địch Lâm trêu chọc nói. Khóe miệng Từ Nhẫn giật giật, sắc mặt cứng đờ nói, "Đó là chuyện trước kia, tình cảm của chúng tôi đã sớm tan vỡ rồi." Chương 1794, anh muốn làm gì? Cổ Vân Minh, đám người Từ Nhẫn nhìn thấy người kia thì sắc mặt khẽ biến. Là tiểu công chúa của nhà họ Cổ, phía dưới thành Long An có vô số ánh mắt nhìn vào Cổ Vân Minh, trong mắt bọn họ có sợ hãi và sùng bái. Cổ vân minh ngẩng cái đầu nhỏ lên, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Thiên tài, hẳn là được người ta ngưỡng mộ. Oanh oanh oanh. Nhưng mà, âm thanh nắm đấm đánh vào da thịt trong trời đất vẫn không ngừng lại. Cổ vân minh nhíu mày, lại quát đủ rồi. Tôi sẽ khiến anh phải dừng lại. Ngoặc kép. Âm thanh dừng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cổ vân minh lộ ra nụ cười đắc ý. Không có ai dám không để ý lời của cô ta. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng khi khói bụi tản đi thì nụ cười nhất thời cứng đờ. Đường Tuấn một tay nắm lấy Phục Lạc Dương, chân đạp hư không bước đến trước mặt Cổ Vân Minh, cô vừa nói chuyện với tôi sao? Phục Lạc Dương trong tay anh mặt mũi bầm dập, trên mặt đều là máu tươi và khói bụi lẫn lộn, quần áo trên người rách vài chỗ, ảnh xuân mơ hồ lộ ra. Nguyên anh trong tử phủ co rúm lại, quay vài vòng, cứ như là bị đánh sợ. "Anh, anh!" Cổ Vân Mộng chỉ vào Đường Tuấn nói không nên lời lúc trước cô ta thấy thực lực của đường tuấn cũng không tệ còn muốn phục lạc dương bắt anh lại làm nô lệ thuốc cho thí nghiệm của mình nhưng bây giờ phục lạc dương ngược lại bị đánh thành bộ dáng nửa sống nửa chết này thật đáng ghét tên phế vật phục lạc dương này nô lệ thuốc của tôi cổ vân minh gào thét trong lòng thực lực của đường tuấn mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ là một nô lệ thuốc tuyệt hảo nói không chừng sẽ giúp cô ta chứng minh được suy đoán của mình nhưng bây giờ ý nghĩ này chỉ có thể kiềm chế lại trong đầu dù sao ngay cả phục lạc dương cũng không có khả năng là đối thủ vậy thì cô ta lại càng không thể là một thiên tài cô ta đương nhiên không ngu ngốc tự khiến bản thân mất mặt tôi là cổ vân minh còn không mau thả phục lạc dương ra cổ vân minh trầm giọng nói sau khi cô ta trở lại nhà họ cổ thì sẽ để trưởng lão trong tộc bắt đường tuấn về đột nhiên đường tuấn nhướng mày nhìn cổ vân minh khẽ cất giọng anh muốn làm gì bị đường tuấn nhìn chăm chú như vậy trong lòng cổ vân minh nhảy dựng lên lạnh lùng nói tôi là người của nhà họ cổ chẳng lẽ anh còn muốn ra tay với tôi từ nhẫn lúc này cũng đứng lên nói nhà họ cổ là thế lực cấp một thật sự đường tiên sinh suy nghĩ kỹ càng ngoặc kép vẻ mặt của cổ vân minh kiêu ngạo giống như là đang nói nghe thấy chưa nhưng mà đường tuấn cứ như là không nghe thấy một bàn tay trống không khác vươn về phía cổ vân minh anh muốn làm gì, cổ vân minh quát thêm lần nữa. Thân thể lùi về phía sau, trong lòng đã nghĩ đến một ngàn phương pháp tra tấn đường tuấn sau khi bắt được anh. Nhưng mà cổ vân minh chỉ có tám văn nguyên đan, cho dù có dùng hết sức mạnh thì đối với đường tuấn mà nói vẫn quá yếu. Bàn tay của đường tuấn nhìn thì rất chậm nhưng thật ra lại nhanh vô cùng. Cổ vân minh vừa mới động đường tuấn đã bắt lấy vai cô ta, nháy mắt đã chân áp nguyên đan đang muốn bộc phát của cô ta chương 1795, cô đã nghe qua địa cầu nhất mạch. Ngoặc kép, hơi thở của cô có chút quen thuộc, ánh mắt đường Tuấn chấp động. Anh vậy mà cảm ứng được hơi thở địa cầu nhất mạch trên người cổ vân minh, mặc dù rất yếu ớt nhưng thật sự tồn tại. Cổ vân minh nhìn vẻ mặt hứng thú của đường Tuấn thì trong lòng run lên, thất thanh nói anh muốn làm gì. Tôi chính là người của nhà họ cổ, nếu như anh dám lấy tôi làm nô lệ thuốc, nhà họ cổ sẽ không bỏ qua cho anh. Ngoặc kép, Đường Tuấn nhìn biểu cảm của cô ta, cô ta cảm giác cái này cực kỳ quen thuộc, cứ như những nô lệ thuốc mà cô ta gặp phải, đó là khát vọng tìm kiếm những thứ còn chưa biết. Vốn dĩ cô ta còn muốn bắt Đường Tuấn lại làm nô lệ thuốc, bây giờ lại ngược lại, loại cảm giác này quả thật là vô cùng tuyệt vọng. Nô lệ thuốc, ô, oh, ô, oh, là một bác sĩ, Đường Tuấn không xa lạ gì với từ này. Được rồi, phần còn lại giao cho cậu. Đường Tuấn nắm phục Lạc Dương và cổ vân minh giao lại cho người của Tam gia, sau khi thu xong giới bia lại thì quay người rời đi. Từ nhẫn, bây giờ làm sao bây giờ? Đi thông báo cho nhà họ cổ và Nguyệt Cốc sao? Triệu địch lâm hỏi. Từ nhẫn lắc đầu, nói, nếu cậu muốn chết thì cứ làm đi. Lấy cảnh giới nguyên đan đánh bại cảnh giới nguyên anh, các cậu chẳng lẽ còn không đoán ra được thân phận của cậu ta sao? Ngoặc kép, đám người triệu địch lâm lắc đầu. Từ nhẫn cười nhạo một tiếng, hoặc là thiên kiêu bất thế của Tam Tông xuất hiện, hoặc là đệ tử của hóa thần đại năng cho dù là như vậy thì cũng không phải là người mà thành Long An chúng ta có thể đắc tội được. Đám người triệu địch lâm nghe vậy thì trong lòng nhất thời dùng mình, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Về phần có thông báo cho nhà họ cổ và Nguyệt Gốc, không có ai dám nhắc lại. Cô nói xem, cô là người nhà họ cổ. Trong đại sảnh nhà họ từ, Đường Tuấn nhìn cổ Vân Minh, khẽ cau mày hỏi. Cổ Vân Minh hừ lạnh một tiếng, nói, nếu đã biết rồi anh còn không thả tôi ra. Ngoặc kép, cho đến bây giờ cổ vân minh vẫn kiêu ngạo đường tuấn bỗng nhiên hỏi cô đã nghe qua địa cầu nhất mạch ngoặc kép cổ vân minh nghe vậy châm chọc một tiếng nói thiên khí địa nơi bị thần linh phỉ nhổ thế giới man hoang ai lại không biết ngoặc kép nếu như tôi nói trong cơ thể của cô có hơi thở của địa cầu nhất mạch người nhà họ cổ của cô rất có thể đến từ địa cầu cô còn nói những thứ như vậy đường tuấn nhẹ giọng nói cổ vân minh chỉ giật mình một chút đột nhiên khinh bỉ nhìn đường tuấn nói anh muốn đả kích tôi, cũng không cần phải nói dối tệ hại như vậy. Nhà họ cổ của tôi ở Man Hoang đã lưu truyền lại mấy vạn năm, là thế lực cấp một có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể có quan hệ với địa cầu nhất mạch. Anh nói bậy cũng phải có căn cứ, ngoặc kép, căn cứ, bởi vì tôi chính là đến từ địa cầu, hơi thở huyết mạch của cô và tôi là nhất mạch tương thừa. Đường Tuấn nói, lúc nói chuyện, Đường Tuấn nặn ra một giọt máu, máu tươi trong suốt, cứ như là viên thủy tinh màu đỏ đẹp nhất audio điện tử võ tấn bền. Chương 1796, cũng không biết Yên Nhi đã đột phá chưa. Đường Tuấn thu hồi huyết dịch từ sau khi anh khắc hội được 99 đạo thần văn thì càng ngày càng cảm ứng nhạy bén với huyết mạch. Khi anh nhìn thấy Cổ Vân Minh đã cảm ứng được cảm giác quen thuộc từ sâu trong huyết mạch của cô ấy. Ngay từ đầu ngay cả anh cũng không muốn tin dù sao nơi này là thế giới man hoang cách trái đất quá xa. Nhưng bây giờ anh cũng không thể không tin cầu nhất mạch của tôi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đường Tuấn nghi ngờ trong lòng. Chắc chắn là anh đang giở trò đùa tôi sẽ không bị anh lừa. Cổ Vân Minh ngẩng đầu cười lạnh nói. Đường Tuấn lắc đầu không nói nên lời. Là thật hay giả trong lòng Cố Vân Minh đã sớm biết được nhưng hiện tại chẳng qua là không muốn tin mà thôi. Sau đó đường Tuấn phong bế tu vi phục lạc dương giao cho nhà họ từ. Mà anh thì lại mang theo Thủy Ma và Cổ Vân Minh tiến về thành Long An chuẩn bị tham gia đại hộ thăng cấp thăm dò tin tức liên quan đến tinh thần hải. Anh giao Phục Lạc Dương cho nhà họ từ không sợ Phục Lạc Dương chạy trốn sao? Đến lúc đó chuyện của anh sẽ truyền về Nguyệt Cốc và nhà học cổ của tôi, dưới sự liên thủ của hai thế lực lớn ngay cả thế lực cấp một cũng phải cúi đầu anh chống đỡ được sao? Cổ vân minh chế diễu nói. Lúc này vẻ mặt của cô đã thay đổi nhìn không ra dáng vẻ của con gái lớn nhà họ cổ nữa, cô ở bên cạnh đường Tuấn giống như là một hầu gái. Hiện tại tôi vẫn chưa thể ngăn cản được thế lực cấp một nhưng chuyện sau này không ai nói trước được đâu. Đường Tuấn nói, chuyến đi này vừa đúng lúc anh nhân tiện thu thập một số sách quý đại thừa thần thông lại càng nhiều thần văn tiến giai tranh thủ đột phá cảnh giới nguyên anh càng sớm càng tốt. Cổ vân minh nghe vậy nhịn không được diếu cợt một tiếng, mỗi một thế lực cấp một đều có nội tình vạn năm, cảnh giới nguyên anh nhiều vô kể không bao giờ bị cắt đứt càng có vô số bí thuật chính là tam tông thiên tài đứng đầu trước khi chưa bước vào Nguyên Anh cũng không dám nói ra những lời này. Anh cho rằng mình là ngựa tôn giả sao hay là những thiên kiêu của thế giới trung ương ngân hà kia. Đường Tuấn nở nụ cười nhưng không trả lời. Ngựa tôn giả nổi tiếng là nguyên đan bậc nhất mấy chục vạn năm qua trong vũ trụ, khi đột phá Nguyên Anh đã ngưng tụ chín đạo thần văn cấp bậc đại thừa. Lấy nguyên đan chiến đấu với Nguyên Anh, đột phá Nguyên Anh không lâu lại giết thêm một vị hóa thần đại năng, tên tuổi truyền đi khắp nơi lớn bé trên thế giới, dường như người nào cũng biết. Mà nhóm thiên kiêu của thế giới trung ương Ngân Hà mặc dù không kinh khủng như vậy nhưng không kém hơn bao nhiêu vừa vào Nguyên Anh đã có địa vị ngang với hóa thần. Nguyên Anh giết hóa thần vị ngự tôn giả này không hổ danh là Nguyên Đan bậc nhất. Nhưng mà chờ đến khi tôi lấy được toàn bộ 99 đạo thần văn thăng cấp thành đại thừa thần thông thì chưa chắc kém hơn so với ông ta. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng cổ vân minh nhìn thấy đương tuấn trầm mặc cho là anh bị dọa sợ thì cười nói anh cho rằng mình có thể chiến thắng được phục lạc dương thì rất lợi hại sao quá buồn cười thực lực của phục lạc dương ở cấp hai coi như không tệ trong thế lực nhưng ở thế lực cấp một thậm chí trong mắt tam tông thì không được xem là cái gì người có thể chiến thắng cô ta đếm không hết đừng nói đến những đệ tử của tam tông kia chỉ cần tôi ngưng tụ cửu vân thậm chí vượt qua cửu vân nói không chừng cũng có thể mạnh hơn so với anh câu nói này cổ vân minh không nói ra Chuyện nghiên cứu thí nghiệm là bí mật lớn nhất của cô, cô vẫn đang chờ đến khi thí nghiệm của mình thành công để nhìn biểu cảm khiếp sợ của Đường Tuấn. Phía trước chính là dãy núi Hắc Thủy địa bàn của Độc Tông. Đường Tuấn nhìn Độc Tông đang ẩn nấp trong đám mây mù thì dừng bước. Cũng không biết Yên Nhi đã đột phá chưa. Đường Tuấn hơi động trong lòng bay về phía cửa của Độc Tông. Chương 1797, tại sao em vẫn chưa đột phá? Đường Tuấn vừa tới chân núi đã bị mấy người đệ tử của độc tông ngăn lại. Anh là bạn bè của thánh nữ sao? Mấy người đệ tử sau khi nghe thấy Đường Tuấn muốn gặp Đồ Yến Nhi thì tỏ ra cảnh giác, ngưng tụ pháp lực chuẩn bị bạo phát bất cứ lúc nào. Thận phận hiện tại của Đồ Yến Nhi đã không còn bình thường ngay cả đệ tử độc tông cũng không chắc có thể nhìn thấy. Đường Tuấn gật đầu. Đệ tử độc tông thấy thế liếc nhau một cái chuẩn bị quay vào trong tông để thông báo, Lúc này một bóng hình bay lượn xuống từ trong đường núi thanh âm giận dữ vang lên, thánh nữ là người mà ai cũng có thể tùy tiện gặp sao? Quang ảnh chấp động hóa thành một người thanh niên, chính là vị Trần sư huynh ngưng tụ tứ văn của Độc tông. "Trần sư huynh, mấy người đệ tử hành lễ." Trần sư huynh quan sát mấy người đường tuấn rồi nói, "Các người là ai?" Từ sau khi Đồ Yên Nhi ngưng tụ được Cửu Vân thì đã trở thành đệ tử quan trọng nhất của Độc tông, ngay cả Đồ Yên Như cũng không sánh bằng kể là chuyện liên quan đến Đồ Yên Nhi thậm chí cần phải có sự xét duyệt của trưởng lão trong tông. Cường độ khí tức trên thân mấy người trước mặt có lẽ là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, về phần Kỳ Văn Trần sư huynh nhìn không ra nhưng cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của anh ta. Đồ sư tỷ không có ở tông môn, các người quay về đi. Trần sư huynh khoác tay ngăn lại trầm giọng nói, Đồ sư tỷ có tư chất hơn người tương lai còn phải đứng vững vàng trên đỉnh cao của thế giới man hoang làm sao có thể liên quan đến loại người này. Đường Tuấn khẽ nhíu mày anh làm sao có thể không nghe ra cảm giác cực tuyệt trong lời nói của Trần Sư Huynh. Đường đại ca thật sự là anh, lúc này trên đường núi vang lên một thanh âm mang theo vẻ vui mừng sâu sắc. Đường Tuấn nhìn đồ yên nhi đang đến gần trên mặt lộ ra ý cười, nhưng chợt lông mày anh hơi nhíu lại khí tức trên người đồ yên nhi có chút kỳ lạ. Đồ sư tỷ không phải chị đang tu luyện sao? Trần Sư Huynh xấu hổ cười một tiếng. Đồ Yên Nhi hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ tôi không thể đi dạo một chút sao? Nghe giọng điệu của cô ta giống như là đang bị nhốt. Trần Sư Huynh ngượng ngùng cười một tiếng không biết phải trả lời như thế nào. Chờ Đồ Yên Nhi mang theo mấy người đường tuấn biến mất trong đường núi, ánh mắt của anh ta dần dần u ám nói với mấy đệ tử giữ cửa, nếu như sau này còn có người đến tìm đồ sư tỷ thì đuổi tất cả đi không cần xin phép. Mấy người đệ tử sửng sốt một chút chợt nhẹ gật đầu ta phải đi nói chuyện này cho các trưởng lão biết, đại hội thăng cấp sắp đến tuyệt đối không thể để cho người khác phá hủy việc hệ trọng của độc tông chúng ta. Trần Sư Huynh lạnh lùng liếc nhìn về phía đường Tuấn rời đi. Tại sao em vẫn chưa đột phá? Trên đường núi đường Tuấn khẽ cau mày hỏi, trường 1798 là anh ta. Đồ Yên Nhi nói là trưởng lão trong tông đặt phong ấn giúp em, nói để cho em đợi đến khi đại hội thăng cấp thì sẽ mở ra, đến lúc đó đột phá Nguyên Anh một lần vì để dạng danh độc tông. Đường Tuấn nói, vậy bọn họ có nói cho em biết mức độ nguy hiểm của loại phong ấn này không? Đồ Yên Nhi cao mày nói, các trưởng lão nói phong ấn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đường Tuấn khẽ giật mình có thể làm trưởng lão của độc tông thì ít nhất cũng là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, làm sao có thể không biết sẽ gặp nguy hiểm. Đường Tuấn nhìn ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của cô gái thì đã hiểu được ngay lập tức khi trưởng lão độc tông đặt phong ấn có lẽ không nói cho Đồ Yên Nhi biết. Vì có thể dạng danh một lần mà không quan tâm đến sống chết của Đồ Yên Nhi. Thật là lòng dạ độc ác, Đường Tuấn thầm nghĩ. Đường đại ca, tại sao anh lại đến độc tông? Đồ Yên Nhi hỏi. Anh đè vẻ lo lắng trong đáy mắt xuống, Đường Tuấn từ từ nói chuyện mình muốn tham gia đại hội thăng cấp một lần. Đường đại ca cũng muốn tham gia đại hội thăng cấp sao? Đúng lúc độc tông bọn em cũng muốn đi tới, đường đại ca có muốn đi chung không? Mắt đổ yên nhi sáng lên có chút mong đợi nói. Đường Tuấn suy nghĩ một chút đúng lúc anh đang thiếu tên tuổi để tham gia đại hội đi chung với độc tông cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể chăm sóc cho đồ yên nhi một chút anh có chút lo lắng đến phong ấn trong cơ thể của cô gái này. Anh vừa mới chuẩn bị mở miệng đồng ý thì có giọng nói bỗng nhiên vang lên, tiểu muội đại hội thăng cấp quan trọng cỡ nào đối với độc tông chúng ta, chẳng lẽ em không biết sao, Sao có thể tùy tiện mời một người không liên quan tham gia? Ngộ nhờ anh ta muốn làm loạn thì phải làm sao? Theo giọng nói vang lên một cô gái có vóc dáng cao gầy trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt. Tỷ tỷ, Đồ Yên Nhi nhìn người đi tới mỏm cười đi lên khoác lên cánh tay của cô gái. Người đi tới chính là Đồ Yên Như tỷ tỷ của Đồ Yên Nhi. Em lại chạy loạn rồi đồ yên như chừng mắt liếc nhìn đồ yên nhi giọng nói mang theo vài phần trách móc nói chị đã sớm nói với em rồi chuyện liên quan đến em chị không muốn cùng người ngoài nhắc đến lòng người khó lường khó tránh khỏi có người muốn hại độc tông chúng ta đồ yên nhi cười nói không đâu tỉ tỉ đường đại ca chính là người mà em đã nói với chị lúc trước khi đồ yên nhi giải thích với các trưởng lão trong tông đương nhiên cũng nói ra chuyện của đường tuấn là anh ta đồ yên như lập tức thu lại vẻ khinh thường Dựa vào lời giải thích của Đồ Yên Nhi rất có thể chuyện cô ta ngưng tụ được nguyên đan cửu vân có liên quan đến đường Tuấn. Căn cứ vào suy đoán của các trưởng lão trong tông đường Tuấn rất có thể đệ tử trong tam tông hoặc là những đệ tử đại năng ẩn thế kia. Trưởng lão trong tông thậm chí còn để Đồ Yên Nhi kết bạn với đường Tuấn. Hóa là ngày đường, nghe muội muội của tôi nói tu vi của anh rất cao thâm, không biết hiện tại đã ngưng tụ được bao nhiêu đạo thần văn rồi. Đồ Yên như cười hỏi dưới cái nhìn của cô ta nến như đường tuấn thật sự là thiên tài đứng đầu tam tông hoặc là đệ tử đại năng có thể giúp đỡ đổ yên nhi ngưng tụ nguyên đan cửu vân, vậy ít nhất chính anh cũng phải có tu vi cửu vân. chương 1799, nguyên đan cửu vân. Tôi chỉ có lục văn, đường tuấn nói. Ánh sáng trên ấn đường chấp động một viên nguyên đan lục văn chậm rãi hiện ra. Đồ yên như lập tức ngơ ngẩn nụ cười trên mặt thu lại một chút, cuối cùng khuôn mặt trở nên lạnh lùng giống như bị xương lạnh bao trùm tiểu muội tông chủ và các trưởng lão có chuyện tìm em. Vị khách quý kia để chị đón tiếp, Đồ Yên như nói với Đồ Yên Nhi. Đồ Yên Nhi do dự một chút nhìn về phía đường Tuấn. Không sao em đi đi, đường Tuấn xoa xoa đầu Đồ Yên Nhi. Động tác này bị Đồ Yên Nhi nhìn ở trong mắt, đáy mắt không khỏi hiện lên hàn ý. Đồ Yên Nhi lúc này mới yên tâm dặn dò vài câu với tỷ tỷ có chút không nỡ mà rời đi. Đợi đến lúc bóng dáng của Đồ Yên Nhi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Đồ Yên Như nặng nề hít thở một chút, hàn ý ở đáy mắt không còn che giấu nữa. Rời khỏi Yên Nhi đi, Đồ Yên Như trầm giọng nói. Cô ta nhìn đường Tuấn nói, tôi mặc kệ anh đã dùng cách gì để lừa được Yên Nhi nhưng trò vặt của anh lừa được cô gái đó không có bất kỳ tác dụng nào ở chỗ này của tôi. Yên Nhi ngừng tụ cửu vân tương lai nhất định sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất ở thế giới man hoang, còn anh. Đồ Yên như nói đến đây cũng không nói gì thêm. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc không có tên tuổi ngưng tụ lục văn, không phải người của Tam Tông càng không phải là đệ tử đại năng chỉ làm liên lụy Yên Nhi đúng không? Đường Tuấn tự diễu nói. Đồ Yên như không khỏi nhìn Đường Tuấn nhiều một chút rồi nói, anh hiểu được thì tốt. Nếu thân phận của tên này đã không như cô ta nghĩ thì vì tương lai của tiểu muội cô ta cũng không cần khách sáo. Nguyên đan cửu vân, cổ vân minh và thủy ma bên cạnh đồng thời thay đổi sắc mặt, Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy người có thể ngưng tụ cửu vân. Đồ Yên Như nhìn biểu cảm của hai người càng tỏ ra kiêu ngạo. Một khi ngưng được nguyên đan cửu vân đó chính là thần nữ trên trời, chỉ cần không chết trẻ thì cũng có một nửa khả năng trở thành hóa thần. Vậy đến lúc đó Độc Tông chính là thế lực siêu cấp đặt ngang hàng với Tam Tông. Nếu như tôi nói nguyên đan cửu vân của Yên Nhi là do một tay tôi tạo ra, tôi cũng không chỉ là Lục Đạo Thần Văn thì cô còn cảm thấy tôi sẽ liên lụy đến Yên Nhi không? Đường Tuấn cười nói. đồ Yên Như sau khi nghe xong con mắt đột nhiên nhíu lại, trong giọng nói mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo, anh nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận một chút. Một tên tu sĩ lục văn như anh có thể tạo ra cửu vân, cho dù là hóa thần đại năng cũng không làm được, kia là cơ duyên vô cùng to lớn của Yên Nhi không có liên quan gì đến anh. Hơn nữa cho dù anh có ẩn giấu bao nhiêu thần văn đi nữa tối đa cũng chỉ có cửu vân. Chương 1800, anh có thể dạy tôi không? Đồ Yên như hừ lạnh một tiếng nói, độc tông chúng tôi không chào đón các người, đợi mấy ngày ở độc tông rời hãy rời đi đi. Về phần Yên Nhi các người không phải ở chung một thế giới coi như chưa hề quen biết đi. Nói xong Đồ Yên như quay người muốn rời khỏi. Phong ấn trong cơ thể của Yên Nhi có thể sẽ khiến cho em ấy mất đi tính mạng, cô là tỷ tỷ có biết chuyện này không? Giọng nói của Đường Tuấn vang lên sau lưng Đồ Yên Như. Đây là chuyện của độc tông chúng tôi không cần anh phải quan tâm. Chỗ ở của các người tôi sẽ cho người sắp xếp, sau khi ở vài ngày tôi hy vọng các người chủ động rời đi. Bước chân Đỗ Yên như dừng lại không quay đầu lại, sau khi cô ta bỏ lại một câu nói thì bỏ đi không quay đầu lại. Là có ý gì xem ra là cô ta đã biết, làm tỉ tỉ biết được mức độ nguy hiểm của loại thuật phong ấn kia nhưng vẫn không ngăn cản để cho một mình Đỗ Yên nhi ngây ngốc mơ mơ màng màng. Xem ra Đỗ Yên như thấy danh dự của độc tông nặng hơn tình thân. Vốn dĩ Đường Tuấn Định nhìn qua Đồ Yên Nhi rồi đi nhưng tình hình bây giờ dường như phải đợi thêm mấy ngày. Ít nhất phải đảm bảo Đồ Yên Nhi không có nguy hiểm thì anh mới đi. Anh vừa mới nói là anh tạo ra nguyên đan Cửu Vân. Cổ Vân Minh đột nhiên hỏi. Đường Tuấn cười, cô tin không? Loại chuyện này nói rất cũng rất khó khiến cho người ta tin. Ai ngờ biểu cảm của Cổ Vân Minh lại rất nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra vẻ kiên định, tôi tin. Mặc dù chuyện này chưa từng có ở toàn bộ thế giới man hoang từ trước đến nay nhưng cảm giác của tôi chưa bao giờ lừa tôi. Loại biểu cảm kia không hề giống như nói đùa. Đường Tuấn không khỏi có chút im lặng, cô ấy dựa vào cảm giác của mình để quyết định. Nói cho tôi biết ngưng tụ Cửu Vân như thế nào. Cổ Vân Minh nhìn chằm chằm Đường Tuấn trong mắt tràn ngập sự tò mò. Bản thân cô đang nghiên cứu thần văn nên cảm thấy vô cùng hứng thú đối với phương diện này. Anh có thể dạy tôi không? Cổ Vân Minh chớp chớp đôi mắt to nghiêng đầu giống như một học sinh tràn ngập sự tò mò. Vì khoa học, vì thí nghiệm, vì tu hành, Cổ Vân Minh trong lòng âm thầm cắn răng không ngừng nhắc nhở chính mình. Dáng vẻ như thế này không hề giống với thiên tài kiêu ngạo nhà họ Cổ. Đường Tuấn thấy thế rũi ngón tay ra bắn vào cái chán sáng bóng của cô gái không khỏi cười nói, chờ đến ngày nào đó tâm trạng của tôi tốt thì tôi sẽ dạy cho cô. Trong khoảng thời gian này anh cũng đã hiểu Cổ Vân Minh nhiều hơn, cô gái này là một người điên cuồng một lòng nghiên cứu tu hành khoa học. Hơn nữa phương hướng mà cô ấy nghiên cứu cũng làm cho Đường Tuấn cảm thấy có chút hứng thú, số lượng thần văn cực hạn. Loại nhận thức vượt xa thời đại này đủ để chứng minh cổ vân minh không tầm thường, có lẽ trong mắt người bình thường là kẻ điên nhưng trong mắt Đường Tuấn lại chính là thiên tài thật sự, bởi vì anh đã thí nghiệm trên người đồ yên nhi. Chỉ cần nguyên đan đủ mạnh là có thể không ngừng khắc hội thần văn. Đương nhiên nguyên đan quá mạnh cũng không phải chuyện tốt giống như anh, 99 đạo thần văn nhưng không có cách nào đột phá nguyên đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1800.